Bát gia tái thế, Trần Đức. Tập 33. Ba tiếng động mãnh liệt vang lén, thực lực tuyệt đối trước mắt, tất cả vũ khí và võ kỹ đều tỏ ra cực kỳ yếu ớt, mơ hồ. Một quyền của Trần Đức vượt 10.000 pháp, chấn vỡ vũ khí của ba người, không chút hồi hộp bất ngờ. Tiếp đó, anh cũng không dừng lại. Qua đấm xông thẳng vào ba người. Sắc mặt ba người trở nên tái nhợt, một mảng cho tàn, bọn họ cảm nhận rõ ràng nguy hiểm tới gần, nhưng lúc này cũng không còn cách nào khác, đối mặt với quả đấm của Trần Đức, bọn họ có một loại cảm giác bất lực sâu sắc. Bụp, bụp, một giây kế tiếp, ba người bay ngang ra ngoài, máu văng tung tóe trước người, đỏ nhức mắt, mùi máu tanh nồng nặc vang dội trong lỏ mũi mỗi người. Ba người bị thương nặng. Mấy ngàn võ giả xung quanh hoàn toàn đờ đẫn, đứng nguyên tại chỗ như cọc gỗ. Giống như gặp phải quỷ vậy, bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm ba người phía xa bị thương không đứng dậy nổi. Sao có thế chứ? Ba người bọn họ chính là trưởng tộc của ba gia tộc lớn Tây Hái đó, sao có thế cứ như vậy bị đánh bại chứ? Mẹ kiếp, gặp quỷ sao? Khí tức tên nhãi đó không phải mới là cảnh giới thần vương ư? Từng ảm thanh chấn động thay nhau vang lên. Ai có thể ngờ một võ giả cảnh giới thần vương có thế dùng một quyền đánh trọng thương ba đại thánh nhân. Đây chính là thánh nhân đó. Không phải loại vớ vẩn hay con kiến hôi rác rưởi, mà là đứng đầu trong vân tiêu giới, tùy tiện chọn một người cũng có thế tiêu diệt hoàng triều, tông môn. Nhưng, ba người liên thủ, cũng không địch nổi một quyền của Trần Bát Hoang. Rất nhiều người không kìm được sự run rẩy, vui mừng vì vừa rồi không hề ra tay. Nếu không thì nếu thật sự đối mặt với Trần Bát Hoang, tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Phụt! Đệ ngũ vệ đỏng miệng ho ra máu, gò má già nua vàng ệch, trong lòng tim đập bịch bịch, sắc mặt vô cùng khó coi. Từ lúc nào Trần Bát Hoang lại mạnh như vậy? Mấy ngày trước anh đối mặt với ông ta còn rất cung kính không dám lỗ mãng, bây giờ. Lại một quyền đồng thời đánh bại ba người. Hay là nói, mấy ngày trước anh đã có thể đánh. Bại ông ta. Chỉ là không hề ra tay mà thôi. Đệ ngũ vệ đông suy nghĩ. Ngày đó, ông ta ép buộc Trần Bát Hoang, rốt cuộc là sự lựa chọn sai lầm hay chính xác. Nhưng, những suy nghĩ này cũng rất ngắn ngủi. Không có gì khác. Dù Trần Đức có mạnh hơn nữa, yêu nghiệt hơn nữa thì như thế nào? Dù như thế nào, anh ngàn vạn lần không nén đắc tội với Trình Lực. Từ giây phút đắc tội với Trình Lực kia, anh đã là người chết không thể chết hơn được nữa. Sắc mặt hai người Tạ Yến và Long Hải Thăng cùng khó coi, lúc này lục phủ ngũ tạng của hai người run rẩy dữ dội, kinh mạch rối loạn, khó mà vận chuyển công pháp và võ kỹ. Sao hả, chút thực lực của ba người mà muốn tôi tự sát sao? Trần Đức đến trước mặt ba người, giọng nói rất lạnh nhạt thờ ơ. Ha ha, Trần Bát Hoang, cậu cho rằng cậu thi triển ra một loại thực lực kinh khủng, lão phu sẽ hối hận vì không giữ lại cậu. Ánh mắt Đệ Ngũ Vệ Đông hung ác. Sát ý không giảm, ông ta nhìn chằm chằm Trần Đức, một quyền của cậu trình đủ để đánh chết ba người chúng tôi, mà cậu, ha. Lão già ông nghĩ nhiều rồi. Trần Đức bất đắc dĩ lắc đầu, anh cần Đệ Ngũ Vệ Đông hối hận sao? Không hề, Trần Bát Hoang anh không cần người khác cho phép, chí ít không cần Đệ Ngũ Vệ Đông cho phép. Còn về một quyền kia, anh dùng toàn lực sao? Hiển nhiên không có. Cửu trọng cực ảnh, võ kỹ, ly hỏa. Kiếm Long Ngâm, Đỉnh Long Văn anh cũng không dùng đến, một quyền vừa rồi chỉ có thể nói là một quyền toàn lực có trạng thái cực kỳ bình thường. Nhưng, anh không có hứng thú giải thích, cũng không muốn giải thích. Giữ lại mạng của ba người, tìm Trình Lực, nói với hắn, muốn giết tôi thì đích thân tới, đừng tìm mấy con kiến cặn bã qua gây chướng mắt. Lời Trần Đức vừa dứt, anh đã bước ra xa. Tên tạp chủng này, Tạ Yến cắn răng nghiến lợi. Con kiến cặn bã trong miệng Trần Bát Hoang rất rõ ràng là nói với bọn họ, Than là người đứng đầu nhà họ Tạ, từ lúc nào bà ta lại chịu nhục nhã như vậy. Bà ta vừa dứt lời, Trần Đức không có dấu hiệu quay đầu, cong ngón tay, ngắm chuẩn vào mi tâm bà ta. Một đường kim quang như mũi tên nhọn đâm xuyên qua mi tâm Tạ Yến, máu bắn tung văng khắp nơi, thần hồn cháy rực như đèn trời, bà ta phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, sau mười mấy phút đã chết thảm tại chỗ. Hai người Đệ Ngũ Vệ Đông và Long Hải Thăng vốn muốn nói gì đó, nhưng lúc này nhìn thấy kết cục của Tạ Yến, da đầu bọn họ tê dại, lập tức không dám nói nửa câu, sợ hãi muốn tiễn Trần Đức rời đi. Người nhà họ Tạ thế nào?
Tộc bọn họ còn sống không tới 2.000 người, lúc này bọn họ cùng trơ mắt nhìn Trần Đức rời đi, không có bất kỳ ai dám ngăn cản, không dám nói nửa câu. Giữa trời đất, mấy ngàn người kinh ngạc, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Đức, từ biểu cảm đến tinh thần, tất cả đều tràn đầy chấn động và bất ngờ. Hắn ta biết mặc dù các cường giả của vùng mai táng thần ma đã chết, nhưng chắc chắn đã lưu lại ấn ký thần hồn, nhưng ấn ký này đã kế thừa ý chí, trí nhớ và truyền thừa khi còn sống của bọn họ. Hắn ta không nhận được hồi đáp, chỉ có một nguyên nhân. Những người này không có vừa ý hắn ta. Trình lực hắn ta nói thế nào cũng là thánh nhân đỉnh phong, tồn tại vô địch ở vân tiêu giới, mấy lão bất tử kia vậy mà lại coi thường hắn ta. Làm sao trình lực có thể không giận? Tiếc rằng hắn ta không còn cách nào khác, chỉ có nhẫn nhịn tiếp tục hỏi. Bên trong vùng mai táng thần ma, liếc mắt có hơn 2.000 ngôi mộ, bất luận lấy được truyền thừa của ai, hắn ta cũng không tới uống công. Cùng lúc đó, hai người Trần Đức và Đệ Ngũ Hiên cũng đã tới vùng mai táng thần ma. Vừa tiến lên, Trần Đức đã hoàn toàn bị chấn động, trước mặt tùy ý nhìn một ngôi mộ cao bằng một ngọn núi lởn ở địa cầu, thấp nhất cũng hơn 300 mét, bia mộ lại xông thẳng đến Vân Hương, chấn động lòng người. Mộ của Kiếm Thánh Độc Cô Cầu Bại. Mộ của Quyền Hoàng Vương Khải. Mộ của Đan Tố Dược Lăng Tiêu. Mộ của Thái Thượng Đao Quỷ Quất Hữu Kinh. Trần Đức quét qua từng phần mộ, nội tâm nghiêm túc, từ khí tức phát ra từ những mộ huyệt này, xem ra người được mai táng ở đây thấp nhất cũng là tồn tại cấp thánh tố, thậm chí nhìn từ chữ khắc chẽn một vài mộ trí, hơn nửa trở lên có cảnh giới vượt xa thánh tổ. Chẳng trách được gọi là vùng mai táng thần ma. Trần Đức cảm khái, dù mạnh như mấy đại năng cái thế này, nhưng vẫn không thể vượt qua trói buộc sinh tử. Đúng vậy, con đường võ giả dù có thể gia tăng thọ nguyên, nhưng không ai có thể trường sinh bất tử, cùng thọ với trời. Đệ Ngũ Hiên nói, ít nhất phân tiêu giới cũng không có tồn tại như vậy. Trong vùng mai táng thần ma lúc này đã có hơn 10.000 cường giả, từng người khí tức khủng khiếp khiến người ta sợ hãi. Đột nhiên, một trận kim quang tự vùng mai táng thần ma lóe lên, phía xa xa, trong hư không xuất hiện tầng tầng tượng Phật, chiếu sáng tám hướng, dưới tượng Phật, một vị tảng nhân áo trắng ngồi dưới đất, miệng lưỡi lưu loát, miệng đọc kinh văn, vô cùng thánh khiết. Đó là, Phật tử đương thế của Phật giáo Vân Tiêu Giới, hắn đã được Phật giáo truyền thừa. Bên trong vùng mai táng có người kêu lên, nhận ra tăng nhân kia. Trời ạ, hắn chỉ là một tẻn thần vương cửu trọng, trong nháy mắt. Liền đạt đến bán thánh đỉnh phong. Mẹ nó, truyền thừa này mạnh quá. Truyền thừa không nhìn thực lực, chỉ nhìn xem có phù hợp hay không, thực lực Phật tử không hề mạnh, hắn có thể nhận được truyền thừa thì chúng. Ta cũng có cơ hội. Phật tử lấy được truyền thừa, có người hâm mộ, có người ghen tị, nhưng nhiều hơn lại là phấn chấn, Phật tử có thể nhận được truyền thừa, chứng tỏ bọn họ cũng có cơ hội. Cậu, Trần Đức nói với Đệ Ngũ Hiên, cậu đi phía đông, ngôi mộ thứ 34, có lẽ sẽ có cơ hội. Được, Đệ Ngũ Hiên không chần chờ, càng không có nghi ngờ Trần Đức, có được hay không thử sẽ biết, ông ta tung người nhảy một cái rồi rời đi. Linh Lung, cô có chắc cậu tôi có thể nhận được cơ duyên ở chỗ đó không? Đệ Ngũ Hiên rời đi, Trần Đức hỏi. Không chắc chắn, nhưng chỉ ít có 90% cơ duyên, chủ nhãn phần mộ kia có khí tức giống với Đệ Ngũ Hiên, tóm lại, cơ hội rất lớn. Linh Lung nói, tiểu tử Trần, anh có coi trọng truyền thừa không? Ách, tạm thời không. Trần Đức lắc đầu, cho dù có cũng không có cơ hội đâu, có người đang nhìn chằm chằm tôi kia. Linh Lung, chẳng lẽ cô không phát hiện ra sao? Trần Bát Hoang, đã lâu không gặp, ha ha. Trần Đức vừa dứt lời, một giọng già nua truyền vào trong tai anh. Cùng dây. Phía xa xa, ba thân ảnh già nua nhanh chóng lướt tới. Trong chớp mắt, ba người Đệ Ngũ Vệ Đông, Tạ Yến, Long Hải Thăng đã đi tới bên cạnh anh. Trưởng tộc Đệ Ngũ, đây chính là Trần Bát Hoang mà cậu Trình nói. Ánh mắt Tạ Yến âm hiểm, mặc dù bà ta có chút khó chịu với Trình Lực, nhưng trong lòng vẫn phải ôm bắp đùi. Còn Trần Đức chính là một tảng đá lót đường có thể nhanh chóng đến gần Trình Lực trong mắt bà ta. Suy nghĩ của Đệ Ngũ Vệ Đồng, Long Hải Thăng, cũng không khác biệt lắm. Hơn nữa nội tâm ba người vốn đang tức giận không có chỗ xả, nhìn thấy Trần Đức, ánh mặt lóe lên nồng nặc sát ý và mùi thuốc súng. Ba trưởng tộc lớn cùng đi tới, nhất thời liền hấp dẫn mấy ngàn ánh mắt. Trong những người này, không thiếu tổng chủ, môn chủ,
thánh chủ thế lực nhất phẩm và đế vương hoàng triều. Ánh mắt vô số người mang theo vẻ nghi ngờ rơi trên người Trần Đức, sau khi nghe nói anh chính là Trần Bát Hoang, rất nhiều người ảm thầm toát ra sát ý. Phải biết rằng chém chết Trần Bát Hoang thì có thể trở thành đệ tử thản truyền của Trình Lực, loại vinh dự này ai mà không muốn tranh chứ. Nhưng, so sánh với đệ ngũ vệ đông, Tạ Yến, Long Hải Thăng tại đây, mặc dù có lòng nhưng cũng không ai tùy tiện ra tay. Sợ đắc tội với bọn họ. Trần Bát Hoang, mấy ngày không gặp, cái đầu. Tên tạp chủng cậu rất đáng tiền đấy. Đệ ngũ vệ đông cười nhạt, cậu Trình đã nói, chỉ cần giết cậu thì có thể trở thành đệ tử thân truyền của hắn, ha ha. Long Hải Thăng cười ha ha nói, Trần Bát Hoang, lão phu khuyên cậu hay tự vẫn tại chỗ đi, nếu không thì chờ bọn tôi ra tay thì chết rất khó coi đấy. Không sai, đồ tạp chủng, cậu cứ tự sát đi, chết như vậy còn có chút mặt mũi. Tạ Yến cười ác độc nói. Ba người đã hoàn toàn phong tỏa Trần Đức từ sớm, phong kín anh trong một khoảng không gian, chưa từng nghĩ đế chừa cho Trần Đức một con đường sống. Trần Đức đứng nguyên tại chỗ, nội tâm không chút dao động, thậm chí có chút buồn cười, dựa theo máu mủ, nói thế nào thì trên người anh cũng có máu của tộc đệ ngũ. Nhưng đệ ngũ vệ đông lại muốn giết anh. Ha ha! Nếu các người thích đâm đầu vào chỗ chết, vậy tôi sẽ thành toàn cho các người. Một giây kế tiếp. Đột nhiên Trần Đức không chút phí lời liền ra. Tay! Anh giơ quả đấm lên, lướt qua không gian, đồng thời càn quét ba người. Ầm ầm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Quả đấm bá đạo lóe lén màu vàng chói lọi, chiếu sáng vùng đất trăm dặm xung quanh, sán lạn chói mắt. Trong phút chốc, không gian ngưng động, thời gian dừng lại, lực lượng của một quyền này đã vượt qua cực hạn của vân tiêu giới, hư không rung động, di chuyển ầm ầm, giống như tảng băng đụng phải hỏa hoạn, hòa tan cấp tốc. Giữa một phần ngàn cái hít thở, quả đấm đã đến trước mặt ba người đệ ngũ vệ đông. Mặt ba người biến sắc, phản kích theo bản năng, đệ ngũ vệ đông sử dụng trường kiếm, Tạ Yến sử dụng một cây quạt xếp, Long Hải Thăng trong. Tay cầm ba tong đầu rồng chế tạo từ thép ròng. Nhưng, vô dụng, đùng đùng đùng, ba tiếng động mãnh liệt vang lén, thực lực tuyệt đối trước mắt, tất cả vũ khí và võ kỹ đều tỏ ra cực kỳ yếu ớt, mơ hồ. Một quyền của Trần Đức vượt 10.000 pháp, chấn vỡ vũ khí của ba người, không chút hồi hộp bất ngờ. Tiếp đó, anh cũng không dừng lại. Qua đấm xông thẳng vào ba người. Sắc mặt ba người trở nên tái nhợt, một mảng cho tàn, bọn họ cảm nhận rõ ràng nguy hiểm tới gần, nhưng lúc này cũng không còn cách nào khác. Đối mặt với quả đấm của Trần Đức, bọn họ có một loại cảm giác bất lực sâu sắc. Bụp, bụp, bụp. Một giây kế tiếp, ba người bay ngang ra ngoài, máu văng tung tóe trước người, đỏ nhức mắt, mùi máu tanh nồng nặc vang dội trong lỗ mũi mỗi người. Ba người bị thương nặng. Mấy ngàn võ giả xung quanh hoàn toàn đờ đẫn, đứng nguyên tại chỗ như cọc gỗ. Giống như gặp phải quỷ vậy, bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm ba người phía xa bị thương không đứng dậy nổi. Sao có thế chứ? Ba người bọn họ chính là trưởng tộc của ba gia tộc lớn Tây Hải đó, sao có thể cứ như vậy bị đánh bại chứ? Mẹ kiếp, gặp quỷ sao? Khí tức tên nhãi đó không phải mới là cảnh giới thần vương ư? Từng âm thanh chấn động thay nhau vang lên. Ai có thể ngờ một võ giả cảnh giới thần vương có thể dùng một quyền đánh trọng thương ba đại thánh nhân? Đây chính là thánh nhân đó. Không phải loại vớ vấn hay con kiến hôi rác rưởi, mà là đứng đầu trong vân tiêu giới, tùy tiện chọn một người cũng có thể tiêu diệt hoàng triều, tông môn. Nhưng, ba người liên thủ, cũng không địch nổi một quyền của Trần Bát Hoang. Rất nhiều người không kìm được sự run rẩy, vui mừng vì vừa rồi không hề ra tay, nếu không thì nếu thật sự đối mặt với Trần Bát Hoang, tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Phụt, đệ ngũ vệ đông miệng ho ra máu, gò má già nua vàng ệch, trong lòng tim đập bịch bịch, sắc mặt vô cùng khó coi. Từ lúc nào Trần Bát Hoang lại mạnh như vậy? Mấy ngày trước anh đối mặt với ông ta còn rất cung kính không dám lỗ mãng, bây giờ. Lại một quyền đồng thời đánh bại ba người. Hay là nói, mấy ngày trước anh đã có thế đánh. Bại ông ta, chỉ là không hề ra tay mà thôi. Đệ ngũ vệ đông suy nghĩ. Ngày đó, ông ta ép buộc Trần Bát Hoang, rốt cuộc là sự lựa chọn sai lầm hay chính xác. Nhưng, những suy nghĩ này cũng rất ngắn ngủi. Không có gì khác. Dù Trần Đức có mạnh hơn nữa, yêu nghiệt hơn nữa thì như thế nào? Dù như thế nào,
anh ngàn vạn lần không nên đắc tội với Trình Lực. Từ giây phút đắc tội với Trình Lực kia, anh đã là người chết không thể chết hơn được nữa. Sắc mặt hai người Tạ Yến và Long Hải Thăng cùng khó coi, lúc này lục phủ ngũ tạng của hai người run rẩy dữ dội, kinh mạch rối loạn, khó mà vận chuyển cõng pháp và võ kỹ. Sao hả, chút thực lực của ba người mà muốn tôi tự sát sao? Trần Đức đến trước mặt ba người, giọng nói rất lạnh nhạt thờ ơ. Ha ha, Trần Bát Hoang, cậu cho rằng cậu thi triển ra một loại thực lực kinh khủng, lão phu sẽ hối hận vì khỏng giữ lại cậu. Ánh mắt Đệ Ngũ Vệ Đông hung ác, sát ý không giảm, óng ta nhìn chằm chằm Trần Đức, một quyền của cậu trình đủ để đánh chết ba người chúng tôi, mà cậu, ha. Lão già ông nghĩ nhiều rồi. Trần Đức bất đắc dĩ lắc đầu, anh cần Đệ Ngũ Vệ Đông hối hận sao? Không hề, Trần Bát Hoang anh không cần người khác cho phép, chỉ ít không cần Đệ Ngũ Vệ Đông cho phép. Còn về một quyền kia, anh dùng toàn lực sao? Hiển nhiên không có. Cửu trọng cực ảnh, võ kỹ, ly hỏa, kiếm long ngâm, đỉnh long văn anh cũng không dùng đến. Một quyền vừa rồi chỉ có thể nói là một quyền toàn lực có trạng thái cực kỳ bình thường. Nhưng, anh không có hứng thú giải thích, cũng không muốn giải thích. Giữ lại mạng của ba người, tìm Trình Lực, nói với hắn, muốn giết tôi thì đích thản tới, đừng tìm mấy con kiến cặn bã qua gây chướng mắt. Lời Trần Đức vừa dứt, anh đã bước ra xa. Tên tạp chủng này, Tạ Yến cắn răng nghiến lợi, con kiến cặn bã trong miệng Trần Bát Hoang rất rõ ràng là nói với bọn họ, Thản là người đứng đầu nhà họ Tạ, từ lúc nào bà ta lại chịu nhục nhã như vậy. Bà ta vừa dứt lời, Trần Đức không có dấu hiệu quay đầu, cong ngón tay, ngắm chuẩn vào mi tâm bà ta. Một đường kim quang như mũi tên nhọn đâm xuyên qua mi tâm Tạ Yến, máu bắn tung văng khắp nơi, thần hồn cháy rực như đèn trời. Bà ta phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, sau mười mấy phút đã chết thảm tại chỗ. Hai người Đệ Ngũ Vệ Đóng và Long Hải Thăng vốn muốn nói gì đó, nhưng lúc này nhìn thấy kết cục của Tạ Yến, da đầu bọn họ tê dại, lập tức không dám nói nửa câu, sợ hãi muốn tiễn Trần Đức rời đi. Người nhà họ Tạ thế nào? Tộc bọn họ còn sống không tới 2.000 người, lúc này bọn họ cùng trơ mắt nhìn Trần Đức rời đi, không có bất kỳ ai dám ngăn cản, không dám nói nửa câu. Giữa trời đất, mấy ngàn người kinh ngạc, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Đức, từ biểu cảm đến tinh thần, tất cả đều tràn đầy chấn động và bất ngờ. Vùng mai táng thần ma rất lớn, một phần mộ tương đương với một ngọn núi lớn, lớn đến mức chứa trên triệu người cũng là vấn đề không lớn, theo thời gian đưa đẩy, ngày càng nhiều người đến đây. Bên trong vùng mai táng đã có gần 100.000 võ giả đi lẻn trước, trong đó cảnh giới thấp nhất cũng là cường giả thần vương. Có thể nói, đây là chuyện quan trọng chưa từng có, ngay cả một vài hóa thạch sống bế quan nhiều năm cũng rời núi tới chỗ này. Nhưng, lấy được cơ duyên, người thừa kế đã ít lại càng ít, ngoại trừ tăng nhân kia vừa bắt đều, trong khoảng thời gian ngần cũng không ai được một huyệt mộ trong vùng mai táng cho phép. Đao quỷ quất hữu kinh sao? Trần Đức đến trước một ngôi mộ, đánh giá văn bia trước mắt mình. Người được mai táng ở nơi này là một nhân vật cấp thánh tố, một tay thái đao xuất sắc. Đã từng thống lĩnh con đường đao đạo 500 năm, cuối cùng bị nam nhân và cấp thánh tổ liên thủ đánh. Chấm, V, Y ngắn. Giết, sau khi ông ta chém chết ba người, đánh trọng thương hai người thì vết thương trên người ông ta cũng khó mà phục hồi, vậy nên đã đến đây tự mở núi lớn, mai táng chính mình. Người khác đều tự xưng là thánh, thần, tiên, vị tiền bối này ngược lại dùng quỷ, thú vị. Trần Đức đứng trước mộ huyệt, sau khi tự nói một hồi, anh nói. Tôi tên Trần Đức tự Bát Hoang, đặc biệt tới lĩnh giáo công pháp của tiền bối, mời tiền bối hiện thân thử một lần. Cùng lúc Trần Đức nói chuyện, linh khí bán thân nở rộ, ánh sáng màu vàng hưng thịnh, mang theo chiến ý nồng nặc. Mẹ kiếp, tên nhãi kia điên rồi sao? Dám hiện ra chiến ý với phần mộ. Đồ ngốc! Ha ha, cười chết tôi mất, một thần vương mà dám khiêu chiến với một đao quỷ quất hữu kinh, Tĩnh Vân. Em nói xem đầu những võ giả của Vân Tuyết giới này cũng bị lừa đá rồi sao? Một âm thanh ngả ngớn truyền ra cách Trần Đức cách đó không xa, ba người đi về phía trước. Chính là ba người Tư Đồ Lâm, Bạch Tĩnh Vân, Bạch Lan Thiên. Người nói chuyện chính là Tư Đồ Lâm, trong hai tròng mắt của hắn tràn đầy khinh bỉ miệt thị. Trần Bát Hoang. Bạch Tĩnh Vân hơi ngẩn ra. Hắn chính là Trần Bát Hoang. Rác rưởi vậy. Tư Đồ Lâm hơi kinh ngạc. Tên của Trần Bát Hoang 99% người trong vùng mai táng thần ma đều biết,
vì trước khi Trình Lực tiến vào vùng mai táng thần đã nhắc tới một cẩu. Nhưng, hắn rất bất ngờ. Làm sao Trần Bát Hoang sẽ là một tên thần vương rác rưởi? Tên của người, bóng của cây, hắn vốn tưởng rằng người có thể khiến Trình Lực đích thân nhắc tới dù thế nào đi nữa cũng là một thánh nhân chứ. Ai biết được lại là một thần vương. Tĩnh Vân, em quen hắn. Xia. Bạch Tĩnh Vân khẽ vuốt cằm, hai chữ rác rưởi của Tư Đồ Lâm khiến cô ta rất không vui. Trước đó, mặc dù cô ta đã từng nói qua với Tư Đồ Lâm và Bạch Lan Tiên về cái chết của Trình Võ, Cẩu Vương, Lão Ưng, nhưng không hề nói qua tên của Trần Bát Hoang, bây giờ xem ra đúng là lựa chọn sáng suốt. Nếu không thì với tính cách của Tư Đồ Lâm, nhất định sẽ ở không đi gây sự. Quá thật khiến người ta thất vọng rồi. Bạch Lan Tiên khẽ lắc đầu, trong con mắt đục ngầu lóe lên vô vị. Loại rác rưởi này còn chọn chiến thần Quất Hữu Kinh, ha ha, chắc đao quỷ cũng chẳng buồn để ý hắn đâu. Tư Đồ làm cực kỳ coi khinh, Tĩnh Vân, sau này bớt đi cùng với kẻ không biết trời cao đất dày này đi, quen biết hơn em không cảm thấy là một loại sỉ nhục sao. Tư Đồ Lâm, Tỏi và hắn chỉ là quen biết, chỉ như vậy mà thôi, anh không cần suy nghĩ nhiều. Bạch Tĩnh Vân không muốn cho Trần Đức thêm phiền toái, cô ta chỉ muốn mau chóng rời khỏi đây, cô ta thúc giục, cô, chúng ta đi Thỏi, đừng ở đây lãng phí thời gian. Đừng có gấp. Tư Đồ Lâm rõ ràng thấy Bạch Tĩnh Vân hơi vội vã hốt hoảng và có một vài cảm xúc đặc biệt. Làm sao hắn tin rằng hai người chỉ là quen biết? Cậu Trình nói, nếu ai giết được Trần Bát Hoang thì có thể làm đệ tử quan môn của hắn, mặc dù con không muốn làm đệ tử của hắn nhưng giết chết hắn, cầm đầu của hắn đi đối lấy công pháp võ kỹ gì đó cũng rất tốt, cô cảm thấy thế nào, cô Bạch? Tư Đồ Lâm khoanh tay, cười lạnh nói. Ừ, quả thật có lý. Bạch Lan Tiên gật đầu, bày tỏ đồng ý. Cô, đừng. Mặt nhỏ của Bạch Tĩnh Vân khẽ thay đổi, cô ta vội nói, Trần Bát Hoang hắn. Không dễ chọc. Bạch Tĩnh Vân trong lòng rất khẩn trương, cô ta lo lắng Bạch Lan Tiên thật sự sẽ nghe theo đề nghị của Tư Đồ Lâm, đâm đầu vào chỗ chết đi trêu chọc Trần Bát Hoang. Bạch Lan Tiên còn tạm được, thánh nhân 16 giai, Tư Đồ Lâm thì sao? Hắn chẳng qua chỉ là một thánh nhân 8 giai mà thôi. Thật sự muốn chọc giận Trần Bát Hoang, hẳn chắc chân phải chết. Mặc dù, Bạch Tĩnh Vân ghét bỏ không thích Tư Đồ Lâm, nhưng dù nói thế nào đi chăng nữa cũng quen biết nhau, cô ta không muốn Tư Đồ Lâm tìm chỗ chết, đồng thời cũng không muốn vì mình mà cho Trần Bát Hoang thêm phiền phức. Trước đó, Trần Bát Hoang tha cho cô ta một mạng đã là đại ân đại đức rồi, bây giờ lại đi đâm đầu vào chỗ chết nữa. Đôi lông mày Bạch Tĩnh Vân siết chặt, cô ta lặp lại, cô tin con đi. Trần Bát Hoang hắn. Thật sự không dễ chọc, chí ít là chúng ta không chọc nổi. Không dễ chọc. Tư Đồ Lâm ha ha cười nhạt, ý của em là nói một thằng nhãi cảnh giới thần vương còn mạnh hơn anh, mạnh hơn cả cô Bạch. Ha ha, Tĩnh Vân. Anh đã sớm nhìn ra em và tên nhãi đó không bình thường, muốn bênh vực hẳn, em cứ việc nói thẳng. Tĩnh Vân. Bạch Lan Tiên liếc nhìn Bạch Tĩnh Vân đầy sâu đậm, còn hãy nhớ con là người của đại thiên thế giới. Mà hắn cũng chỉ là một con kiến hôi của vân tiêu giới, con và hắn khác nhau một trời một vực, phải giữ khoảng cách với những người này, hiểu không? Cô, con. Bạch Tĩnh Vân còn muốn tranh cãi, Bạch Lan Tiên cắt đứt lời của cô ta, nếu con quen hắn thì lần này tha cho hắn một mạng, nhưng Tĩnh Vân, về sau nếu để cô phát hiện con và mấy con kiến hôi thù địch với cậu Trình qua lại với nhau thì con sẽ cùng cô quay về trong tộc, giam giữ 300 năm. Con biết rồi thưa cô. Bạch Tĩnh Vân biết rõ với cảnh giới của Trần Bát Hoang, bây giờ nói gì thì cô của cô ta và Tư Đồ Lâm cũng tuyệt đối không hề tin mình, vậy nên cô ta dứt khoát không nói thêm gì nữa. Chỉ cần không đi trêu chọc Trần Bát Hoang, thế nào cũng được. Tĩnh Vân, về sau cứ yên tâm cùng anh tu luyện, đừng tùy ý chơi bời qua lại với mấy tên hèn mọn kia. Tư Đồ Lâm hai tay ôm với trước ngực, khỏe miệng nhếch lên, hân rất hài lòng với cảnh cáo của Bạch Lan Tiên. Đi thôi. Bạch Lan Tiên dẫn hai người rời đi xa. Trước mộ đạo quỷ Quất Hữu Kinh, Trần Bát Hoang liếc mắt nhìn lướt qua ba người rồi thu hồi, không nói gì nhiều. Suy cho cùng, bọn họ không thật sự ra tay, không trêu chọc anh, ít nhất trước mắt không có. Đứng trước huyệt mộ, mắt nhìn đao quỷ Quất Hữu Kinh thật lâu không có phản ứng, Trần Đức nói. Tiền bối, đao đạo của ông nổi tiếng 500 năm, nhưng ngay cả khiêu chiến với một thằng nhãi thần vương tôi mà cũng không dám nhận sao. Tôi thấy tiền bối thua với hai chữ đao quỷ. Pháp khích tướng,
thằng nhãi, chúc mừng, cậu chọc giận tôi thành công rồi. Trần Đức vừa dứt lời. Đột nhiên, trong mộ huyệt truyền ra một âm thanh trầm thấp, sinh ra như sấm rền, như lưỡi đao sặc bén đinh tai nhức óc. Xung quanh, một vài võ giá như bị thương nặng, sắc mặt tái nhợt, liên tục thụt lùi. Cùng lúc đó, rất nhiều người đưa mắt nhìn về phía Trần Đức. Lại thấy phần mộ như núi cao kia lúc này dâng lên từng tầng sương mù màu đỏ quỷ dị. Hoặc là nói, không phải sương mù, mà là sương máu. Mùi máu tanh rất nồng, trong chu vi ngàn mét, máu tanh gay mũi. Trong sương máu, mơ hồ có một thân ảnh đang dần dần hội tụ rồi hiện ra. Đao quỷ, là đao quỷ. Mẹ kiếp, thiếu tử kia thật sự chọc giận đao quỷ. Điên rồi, sở dĩ đao quỷ xưng là quỷ, ngoại trừ đao đạo mạnh mẽ, mà là vì hành vi của ông ta quỷ mị, giết người như ma, tên nhãi kia. Chết chắc rồi. Tất cả mọi người đều tìm kiếm cơ duyên ở vùng mai táng thần ma, chờ đợi được chủ nhân của các huyệt mộ cương triều, nhưng lại không ai như Trần Đức, vì anh không phải lấy truyền thừa, mà là trêu chọc chủ nhân của huyệt mộ. Trong sương mù màu đỏ, Trần Đức rất bình tĩnh, đồng thời, cũng mang chút cung kính. Loại cung kính là thái độ của thế hệ sau với thế hệ trước. Trong sương máu mờ mịt, bóng dáng đao quỷ hoàn toàn hội tụ, quá chân thực. Trên người ông ta khoác bộ đồ đỏ giống như cà sa hoặc tu la, nửa thân chẽn đế lộ bả vai trần, nửa thân dưới giống như. Mặc một thứ như váy dài, cái đầu tóc đen bù xù, rõ ràng là đàn ông, nhưng lại có cảm giác xinh đẹp của một người phụ nữ. Nhưng cảm giác xinh đẹp này cũng chỉ là biểu tượng, trên người ông ta lộ ra sát khí nồng nặc, như sát khí xâm la ở địa ngục. Trường đao bên hông nằm ngang, một tay ông ta đỡ trường đao, bước chân như núi, bình thản đi về phía Trần Đức. Tốc độ không nhanh, cũng không chậm. Nhưng, trong nháy mắt, Trần Đức lại cảm nhận một loại áp lực cực kỳ to lớn, giống như một ngọn núi lớn đè chẽn vai anh, muốn anh quỳ xuống, cúi đầu. Ánh mắt Trần Đức khẽ ngưng lại, linh khí vận chuyển, loại cảm giác đó lúc này mới biến mất. Ánh mắt Quất Hữu Kinh kinh ngạc. Cảnh giới thần vương có thể chịu đựng uy áp của tôi, cậu là người đầu tiên, rất tốt. Vừa nhìn, Quất Hữu Kinh liền chắc chắn với Trần Đức, nếu là một người luyện đao, ngược lại cò. Tư cách nhận truyền thừa đao quỷ của tôi, đáng tiếc cậu không phải. Tiền bối, tôi không muốn nhận truyền thừa của ông, mà là khiêu chiến ông, muốn tiếp của ông một đao. Lời Trần Đức nghiêm túc, nắm quyền nói với Quất Hữu Kinh, mong tiền bối tác thành. Tiếp một đao của tôi. Thằng nhãi, tuổi cậu còn trẻ, tại sao lại nghĩ không thông như vậy? Quất Hữu Kinh cũng không chấn động lớn, đôi mắt giống như chuẩn chỉnh, sáng ngời, thấu triệt. Cũng không phải nghĩ không thông, mà là muốn lĩnh hội ý chí võ đạo của tiên hiền tiền bối, đúc kết ra con đường võ đạo của bản thân. Trần Đức thản nhiên nói. Tu hành đến bây giờ, anh đã hiểu một đạo lý, truyền thừa của người khác vân là của người khác. Hoàn toàn tiếp nhận truyền thừa của đời trước. Đi con đường của họ, muốn vượt qua trên con đường đó cũng thật sự rất khó. Trên một loại ý nghĩa nào đó, con đường của các tiên hiền, bọn họ thân là người khai sáng đã đi. Đến cực hạn, dù là người sau cùng có thể dùng con đường bọn họ từng đi làm nền tảng, đứng trên bả vai của người khổng lồ tiếp tục tiến về phía trước, mà không phải đi lại con đường giống với bọn họ đã đi qua. Đây là hiểu biết của Trần Đức về tu võ, cũng là tôn chỉ anh làm việc trong quá khứ. Cho nên, người khác đến vùng mai táng thần ma mục đích là để giành được truyền thừa, Trần Đức thì khác, mục đích anh tới đây chỉ có một. Khiêu chiến tẽn hiền, đánh một trận với tiền bối và hiền giả. Từ trên người của bọn họ, lĩnh ngộ con đường võ học càng cao. Đúc kết ra con đường võ học của riêng mình sao? Quất Hữu Kinh hơi sững sờ, liếc mắt nhìn Trần Đức, ông ta bây giờ cũng chỉ là một đường linh thế, hoặc là nói có phân thân thần thức của chiến lực, ông ta thực sự đã chết. Ông ta cũng đã từng có suy nghĩ như vậy. Thế nhân phần lớn luyện kiếm, người tu đao ít lại càng ít, nhưng cả đời ông ta lại đam mê đao đạo, để chứng minh đao đạo không yếu, ông ta đã đi khắp nơi khiếu chiến, đi theo con đường của mình, cuối cùng tạo thành tính cách cố chấp. Chính là loại cố chấp này khiến ông ta có danh xưng đao quỷ. Cậu tên gì? Quất Hữu Kinh hỏi, ông ta rất ít khi hỏi tên người khác, có thể được ông ta hỏi tên thì đều là người ông ta công nhận. Tôi tên Trần Đức, tự Bát Hoang. Trần Đức nói. Có danh hiệu chứ? Quất Hữu Kinh hỏi lại. Danh hiệu sao? Trần Đức suy nghĩ một chút, tôi hiệu Hoang Thiên Vương.
Hoàng Thi Én Vương, chính là danh hiệu của anh ở Bắc Hoang. Đích thân Bắc Hoang Long Đế đề cử. Mặc dù bây giờ Trần Đức tự nhận mình mạnh hơn Long Đế, nhưng danh hiệu Hoàng Thiên Vương này cho đến tận bây giờ anh vẫn hài lòng nhất, chiến thần hay ma vương gì đó thì quá tầm thường. Tốt! Quất Hữu Kinh gật đầu, Hoàng Thiên Vương, nếu cậu chọn khiêu chiến với tôi, vậy tôi sẽ tác thành cho cậu. Nhưng khi còn sống tôi chính là Thánh Tổ Đỉnh Phong, sau khi chết cũng là cường giả cấp Thánh Tổ, cậu tuy thân là thần vương, tôi cũng sẽ không chút nương tay, một đao sinh tử mù mịt, cậu nghĩ kỹ chưa? Tiền bối cứ tận tình xuất đao. Nếu Trần Đức đã muốn khiêu chiến, anh cũng chưa từng nghĩ bọn họ sẽ nương tay, anh đã chuẩn bị sẵn sàng. Lời vừa dứt, kiếm long ngâm trong tay Trần Đức đã xuất. Hiện, linh khí màu vàng bùng nổ, tóc dựng đứng, kim quang lóe sáng, cực cảnh và cửu trọng cực ánh đồng thời thi triển, chuẩn bị toàn lực ứng phó. Keng! Quất Hữu Kinh cũng không hề nói nhám chút nào, trường đao dần dần lao ra khỏi vỏ, tiếng kim loại chói tai lóe sáng vang lên bốn phía, vang vọng bên tai mỗi một võ giả. Không ít người đã dừng chân lại xem. Đương nhiên, người bọn họ nhìn không phải Trần Đức, mà là Quất Hữu Kinh. Đao quỷ Quất Hữu Kinh ra tay, đáng xem. Trường đao ra khỏi vỏ, từng đường đại đạo màu đỏ quấn quanh, hai tròng mắt của Quất Hữu Kinh nghiêm túc, một giây kế tiếp liền ra tay. Nhanh như hồng nhạn, cường tráng như du long. Tốc độ này gần như không ai có thể thấy rõ, chỉ nhìn thấy một đường bạch quang lóe sáng từ trong đỏ thắm, chân áp càn quét tất cả, dưới trường đao, không gian sụp đổ, nứt ra, rơi vào một mảng hư không cuồn cuộn, dưới đao mang nuốt trọn Trần Đức, đứng đầu sóng ngọn gió, gần như sắp bị nứt. Vỡ ra, không chút nghi ngờ, một đao của Quất Hữu Kinh hoàn toàn có thể bổ ngang bầu trời vân tiêu giới. Không gian của vùng mai táng thần ma không giống với ngoại giới, nếu không thì không thế nào chịu đựng nổi. Chiến! Trần Đức không suy nghĩ nhiều, chỉ phun ra một chữ, đột nhiên thân kiếm xoay chuyến, quang mang yếu ớt giải phóng, mang theo một mảng kim hoa, dẫn ra một chục ngàn phần trăm tinh lực, tiến lên đón trường đao của Quất Hữu Kinh. Giữa một phần vạn cái hít thở. Đao, kiếm, đụng nhau. Keng! Một âm thanh đinh tai nhức óc truyền tới. Rõ ràng có thể thấy kiếm trong tay Trần Đức đột nhiên run rẩy, cánh tay của anh và cả ống tay áo cùng nhau vỡ vụn, đao quang và đao ý vô tận giống như cối xay thịt điên cuồng tàn phá, cuốn lấy Trần Đức. Thời điểm này cho dù Trần Đức muốn chạy trốn, muốn hối hận cũng không có khả năng. Quất Hữu Kinh thật sự không hề nương tay, một đao toàn lực ứng phó, đồng thời phong kín tất cả đường lui của Trần Đức. Anh chỉ có thể đi về phía trước, không còn lựa chọn nào khác. Ai ý ý. Hai tròng mắt Trần Đức đỏ bừng, kiếm trong tay suýt nữa rụng mấy lần, nhưng anh vẫn chống chọi, thể sống chết vẫn kháng cự. Dù lúc này Quất Hữu Kinh đã thu hồi trường đao, nhưng đao ý bá đạo kia vẫn khiến cho Trần Đức rất khó chịu. Một ngày một đêm, loại trạng thái này ước chừng kéo dài một ngày một đêm, quần áo trên người Trần Đức sớm đã bị nát tan tành, chỗ có thể nhìn thấy chẽn người như cánh tay, phần chân, mắt, chỉ có máu tươi và xương trắng. Bùm! Cuối cùng đao ý biến mất, Trần Đức ngã xuống. Chẽn đất một bãi máu đỏ thắm kích thích con ngươi và đầu của tất cả mọi người. Xa xa, các võ giả rợn cả tóc gáy, sắc mặt tái nhợt. Một đao kia thật sự quá mạnh mẽ. Thằng nhãi kia đúng là tự đảm đầu vào chỗ chết, bây giờ kết quả này hoàn toàn là tự mình tìm. Ha ha, đao quỷ ra tay, trước giờ không lưu tình. Với cảnh giới thần vương, chống cự một ngày một đêm thật sự không tồi đấy, nếu như không chết, tương lai có thể sẽ có rất nhiều đất dụng võ ấy chứ. Đáng tiếc, từng tu sĩ lắc đầu than thở, trong mắt bọn họ, Trần Đức đã chết. Bởi vì bọn họ hoàn toàn không cảm nhận thấy sống chết của anh, thứ duy nhất có thể nhìn thấy chỉ là máu tươi rơi khắp nơi, còn có cơ thể không hề nhúc nhích. Trên thực tế, Trần Đức chết rồi sao? Vẫn chưa. Quất Hữu Kinh đứng ở trong xương máu, hiếu rất rõ điểm này. Vì vậy ông ta vẫn chưa rời đi, ngồi chẽn đất, canh giữ trước phần mộ. Không có thứ gì khác. Dù Trần Bát Hoang chưa chết, nhưng cũng bị thương nặng sắp chết rồi. Lúc này nếu như ông ta rời đi, 100% người đó sẽ chết ngay lập tức, suy cho cùng những người đến nơi này đều dễ đối phó. Quất Hữu Kinh khen ngợi Trần Đức, đồng thời một đao kia vừa hạ xuống, ông ta biết rõ ràng, mặc dù Trần Bát Hoang là một thần vương, nhưng thực lực thật sự chỉ ít có thể đánh một trận với thánh nhân đỉnh phong. Vượt quá cảnh giới đánh một trận, không phải là không có khả năng,
bản thân Quất Hữu Kinh có thể, nhưng thực lực thật sự và cảnh giới lớn đáng kinh ngạc giống như Trần Bát Hoang, lần đầu ông ta nhìn thấy. Cho nên, ông ta quyết định ở lại, nhìn xem Trần Bát Hoang có thể yêu nghiệt thêm một chút, khôi phục từ trạng thái sắp chết. Quả nhiên cậu không khiến tôi thất vọng. Quất Hữu Kinh nhìn chằm chằm Trần Đức, sâu trong đáy mắt bộc phát ra chấn động. Trần Đức thật sự đang khôi phục. Hơn nữa, năng lực khôi phục còn nhanh hơn so với trong tưởng tượng của ông ta. Khắp các vết thương khủng khiếp, dùng mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ hồi phục nhanh chóng, cái này không phải đơn giản như khôi phục thể xác bên ngoài, ông ta có thể cảm nhận được anh tổn thương kinh mạch và linh khí, nhưng cũng đang đồng thời khôi phục. Đại khái không tới 3 phút, Trần Đức tỉnh lại. Vừa mở mắt ra, anh đã chắp tay nói, cảm ơn tiền bối canh giữ. Cần gì phải cảm ơn tỏi. Quất Hữu Kinh thản nhiên nói, ban đầu tôi cho rằng mình thật sự có thể canh giữ cậu, nhưng một phút trước, tôi chắc chắn dù tôi không có ở đây cũng không ai có thể làm cậu bị thương chút nào, không phải sao? Con mắt tiền bối tinh tường như đuốc. Trần Đức cười một tiếng, đúng vậy, không có Quất Hữu Kinh, anh cũng sẽ không xảy ra chuyện. Hơn nữa không nói đến anh có loại sức mạnh khôi phục huyết mạch bất tử điếu này, người khác còn chưa đến gần, anh đã có thể khôi phục sức chiến đấu. Cứ có linh lung ở trong thức hải đã đủ bảo vệ an toàn của anh. Hoàng Thiên Vương, cậu là người đầu tiên khiến tôi cảm thấy chấn động, tuổi ngoài 20 mà đã có thành tựu như vậy, tiền đồ không giới hạn. Quất Hữu Kinh nói, phía trước 500 mét có một phần mộ được đặt tên là mộ chiến ma, giờ ồ khỏi đây thì cậu đến khiêu chiến với ông ta, lĩnh giáo một chút con đường tu luyện của ông ta, tôi sẽ chào hỏi bảo ông ta gặp cậu. Lời vừa dứt, Quất Hữu Kinh đã biến mất. Cảm ơn tiền bối. Trần Đức lại một lần nữa nói cảm ơn, sau đó anh cũng không gấp gáp rời đi mà tu hành tại chỗ, nhớ lại một đao kia của Quất Hữu Kinh và đạo trong đao, anh vừa ngồi xuống đã qua 3 ngày. 3 ngày sau, anh dựa theo chỉ thị của Quất Hữu Kinh, đi tới trước phần mộ chiến ma. Cậu chính là Hoàng Thiên Vương. Trần Đức vừa mới đến đây, anh còn chưa lên tiếng thì một giọng nói u ám truyền ra, ngay sau đó không gian xung quanh Trần Đức đột ngột trở nên tối sầm. Chìa tay ra cũng không thấy được 5 ngón. Trong bóng tối, một thản ảnh khổng lồ cao 4-5 mét đứng ở đằng xa giống như thiên thần, ông ta đưa mắt nhìn xuống từ trên cao, một luồng chiến ý cao ngạo giống như nước thủy triều điên cuồng phát ra từ trong cơ thể anh. Là tôi, Trần Đức nói, ra mắt tiền bối chiến ma. Đáp lại Trần Đức là một quyền, quả đấm che lấp bầu trời, giống như vẫn thạch từ trên trời rơi xuống, đập về phía Trần Đức. Một quyền của chiến ma chấn động bầu trời, bóng tối bao bốn phía, cuồn cuộn như đợt sóng, đó là chiến ý trình độ cao nhất của chiến ma, còn có biến hóa, giữa trời đất không có chỗ nào không tràn đầy đạo thuộc về chiến ma, ông ta chính là thần ở chỗ này. Một quyền này đã đạt tới sức mạnh thánh tố đỉnh phong, trình độ mạnh đến mức người thường khó mà sánh bằng, Trần Đức chỉ cảm thấy ngực khó chịu, gần như không có cách nào hít thở, một ngụm. Máu tươi xông lên từ cổ họng. Nhưng lại bị anh cưỡng ép nuốt ngược lại. Trần Đức giống to, lại lần nữa bùng nổ cực cảnh và cửu trọng cực ảnh, linh khí hội tụ thành một thanh trường đao màu vàng, trong bóng tối giống như mặt trời chói chang, chiếu sáng khắp 4 phương 8 hướng, nhảy lén nghênh đón chiến ma. Bụp! Trần Đức tốc độ cực nhanh, hóa thành kim quang bơi trong bóng tối, đao ý nồng nặc cùng thi triển đạo vận trước đó Quất Hữu Kinh cũng có, lại dung hợp ý chí của bản thân. Thiên địa vù vù, đại đạo quấn quanh, âm thanh ầm ầm không dứt. Sau 10 cái hít thở, cuối cùng Trần Đức không nhịn được, trường đao màu vàng hội tụ linh khí sụp đổ, ngực của anh bị trúng một quyền lớn, xuyên thủng toàn bộ khoang ngực và xương sườn, máu thịt tung tóe, anh rơi xuống đất, đập ra một cái hố sâu. Trần Đức nằm trên đất, chảy máu khắp nơi, thần lực bất tử điều nhanh chóng phục hồi vết thương của anh, lần này anh đã dùng thời gian 5 phút. Đa tạ tiền bối. Trần Đức đứng dậy, hành lễ với thân ảnh cao lớn trong bóng tối. Tên nhãi, coi như vận khí cậu tốt. Chiến ma không nói nhiều, ông ta biến mất. Trần Đức thì ở trong bóng tối lĩnh ngộ một quyền trước đó, chiến ma đã phơi bày đạo ra với anh. Một tháng tiếp theo, Trần Đức không ngừng khiêu chiến. Kiếm thánh độc cô cầu bại. Cái thế thánh tôn vương bất nghĩa, bình thiên đại thánh bộ cuồng. Dược tổ làng tiêu. Trong thời gian một tháng, vùng mai táng địa ma cỏ hơn 2.000 ngôi mộ, Trần Đức đã khiêu chiến 1.364 người, trong đó có 733 người tiếp nhận khiêu chiến, anh bị thương nặng, sắp chết hơn 700 lần.
Cuối cùng sau một lần khiêu chiến cuối cùng thì anh đã dừng lại, không có tiếp tục nữa, bởi vì cảnh giới thần vương cửu trọng đã đạt đến xu hướng viên mãn, có thể một lần đánh vào cảnh giới thánh nhân. Vù! Trần Đức tìm thấy một nơi ẩn náu vắng vẻ, chuẩn bị đục ra một hang động đế bế quan. Trần Bát Hoang! Đúng lúc này, đột nhiên có một giọng nói yếu ớt truyền tới, từ đằng xa xa có một thân ảnh xinh đẹp lướt qua, rơi trước mặt Trần Đức. Là Bạch Tĩnh Vân. Lúc này, toàn thân cỏ ta bị thương nặng, sắc mặt vô cùng tái nhợt, áo xanh nhuốm máu, lĩnh khí rối loạn, Bạch Lan Tiên và Tư Đồ Lâm đi cùng Bạch Tĩnh Vân đã biến mất, chỉ có một mình cô ta. Cứu tôi! Bạch Tĩnh Vân không ngờ sẽ gặp được Trần Đức ở đây, ánh mắt trong veo lóe lên khẩn cầu. Ha ha, Bạch Tĩnh Vân, đầu óc cô chứ bã đậu. À, lại đi tìm một con kẽn hổ y hăn vương cửu người. Chẳng lẽ Quách Âm tôi sẽ sợ một tên rác rưởi cảnh giới thần vương? Ha ha! Trần Đức vừa muốn nói thì một giọng nói đùa cợt truyền tới. Ngay sau đó, một người đàn ông xuất hiện cách đó không xa, cả người hân mặc áo bào đen, tóc búi cao, trong tay cầm một thanh trường thương dài khoảng 10 thước, trên trường thương nhuộm máu tươi đỏ thắm đi đến từ phía xa. Hắn rất mạnh, thánh nhân 11 giai, cả người và trường thương trong tay như hợp lại là một. Ánh mắt sắc bén kiêu ngạo quét qua Bạch Tĩnh Vân rơi chẽn người Trần Đức rồi nói, không muốn chết thì cút đi. Vẻ mặt Trần Đức không gợn sóng, bình tĩnh lướt qua người đàn ông cầm trường thương, anh nhìn vào Bạch Tĩnh Vân đang bị thương nặng. Anh không nói gì, xoay người muốn rời đi. Nghiêm chỉnh mà nói, anh và Bạch Tĩnh Vân không có giao tình gì, ân tình trước đó anh đã hoàn trả, không muốn nảy sinh bất hòa với cô, tránh cho Bạch Lan Tiên và Tư Đồ làm gây phiền toái. Xin anh cứu tôi. Khí tức Bạch Tĩnh Vân yếu ớt, mắt thấy Trần Đức muốn đi, cô ta túm tay áo anh, chỉ cần anh cứu tôi, tôi có thể làm nô lệ của anh. Tôi không cần nỏ lệ. Trần Đức lắc đầu, anh không cảm thấy có một chút hứng thú nào với Bạch Tĩnh Vân. Bạch Tĩnh Vân sắp khóc rồi, cô ta cảm thấy oan ức, từ nhỏ đến lớn người theo đuổi mình nhiều như vậy, biết bao nhiêu người muốn có được cô ta. Bây giờ cô ta chủ động làm nô lệ cho Trần Đức. Nhưng đối phương lại không nhận. Vậy thì đúng rồi, thân là con kiến hôi hạ đẳng của Vân Tiêu Giới, nghe mệnh lệnh là lựa chọn sáng suốt nhất của mày đấy, nhưng... Trước khi rời đi, lấy tất cả báo vật trên người mày xuống, cống hiến cho cậu đây. Quách Âm uy nghiêm đáng sợ, hắn rất hài lòng với lựa chọn của Trần Đức, nhưng thái độ của anh lại khiến hắn khó chịu. Một tẻn hạ đẳng cảnh giới thần vương ở Vân Tiêu Giới nhìn thấy thánh nhân đến từ đại thiên thế giới như hắn thì phải lập tức quỳ xuống cúi đầu, không phải sao. Nhưng Trần Đức cũng rất bình tĩnh, từ đầu đến cuối vẫn luôn bình tĩnh giống như nước hồ, không có bất kỳ dao động gì. Loại thái độ này khiến Quách Âm cảm thấy mình bị làm nhục, hắn cực kỳ khó chịu, mất kiên nhẫn nhìn chằm chằm Trần Đức, sát ý tràn ra, hắn ra lệnh, tên hạ đẳng, cậu đây kiên nhẫn có hạn, tốt nhất mày nhanh lên chút. Nếu không thì cậu đây không ngại giết mày đâu. Giết tao. Trần Đức dương mắt, quét ánh mắt đầy vô vị về phía Quách Âm, chỉ dựa vào mày. Không sai, chỉ dựa vào. Lời Quách Âm còn chưa dứt, đột nhiên đồng tử co rút, một bàn tay đột nhiên phóng đại hơn nữa trong con ngươi của hắn. Cùng giây đó, khuôn mặt Quách Âm đột nhiên cứng lại, một loại cảm giác ưu việt, chế giễu, không chút kiêng kỵ đã biến mất. Thay vào đó là chấn động sợ hãi. Đối mặt với Trần Đức, hẳn vốn không cử động nổi. Toàn thân đứng ỉm giống như con trai thấy bố, sợ hãi đến đông cứng, không thế nào nhúc nhích nổi. Sao có thế chứ? Nội tâm Quách Âm sợ hãi, hân hoàn toàn không thế nào tưởng tượng nổi một vị võ giả cảnh giới thần vương tại sao lại mạnh như vậy, toàn thân căng thẳng, tóc gáy dựng đứng. Bốp! Cùng giây đó, một cái tát của Trần Đức hạ xuống. Cả người Quách Âm trực tiếp nổ tung, hóa thành xương máu, thần thức liên quan đến cơ thể cùng với cây trường thương màu vàng đã hoàn toàn tiêu tán, sụp đổ, nổ nát vụn. Cách đó không xa, hai mắt Bạch Tĩnh Vân trợn tròn, môi đỏ mọng mở ra, hoàn toàn có thể nhét vừa một quả trứng gà. Một cái tát giết chết cường giả thánh nhân 11 giai. Sâu trong nội tâm Bạch Tĩnh Vân ngoại trừ chấn động chỉ còn lại sợ hãi, còn cả vẻ không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù cô ta biết Trần Đức rất mạnh, nhưng một tháng trước, khi anh giết Trình Võ còn mang theo vài phần ý tứ đánh lén, khi chém chết trận địa của Cấu Vương và Lão Ưng, mặc dù ung dung nhưng cũng không hề dè chịu. Chỉ một tháng ngắn ngủi, anh bây giờ rất nhẹ nhàng giết chết Quách Âm. Thánh nhân 11 giai.
Loại tốc độ đề thăng này hoàn toàn như ngồi hỏa tiễn, nhanh đến mức không có cực hạn. Bạch Tĩnh Vân tự nhận thiên phú không tệ, nhưng so sánh với Trần Bát Hoang, cô ta thật sự không bằng, quá tự tỉ xấu hổ. Tôi phái vào sơn động bế quan, cô có thể đi hoặc là ở lại đây, tùy cô. Trần Đức liếc mắt nhìn Bạch Tĩnh Vân, không hỏi cô ta tại sao ở đây, cũng không hỏi cô và Quách Âm có thù oán gì. Anh giết Quách Âm chỉ là vì Quách Âm muốn lộ ra sát ý với mình, muốn giết anh thì kết cục là như vậy, không liên quan đến Bạch Tĩnh Vân. Không nói thêm lời nào, Trần Đức xoay người trở lại bên trong huyệt động, thiết lập một vài trận pháp đơn giản để ấn náu và che giấu. Bạch Tĩnh Vân không rời đi, thấp thỏm đi theo sau Trần Đức, với diện mạo xinh đẹp bây giờ đang bị trọng thương của cô ta, nếu rời đi một mình, nhất định sẽ khiến người ta mang lòng dạ quấy rối. Mà cô ta không thể mỗi lần đều may mắn gặp được Trần Bát Hoang như này. Mấy ngày trước tôi và cô tôi, còn có Từ Đồ Lâm bị cuốn vào một trận hỗn chiến rồi thất lạc nhau, tẽn Quách Âm đó lúc ở Đại Thiên Thế Giới, em trai hắn khinh thường tôi, bị tôi giết, cho nên Hân mới đuổi giết tôi. Trần Đức không hỏi, nhưng Bạch Tĩnh Vân vẫn thấp giọng giải thích. Ăn nó, có thể chữa thương. Trần Đức ném ra một viên thuốc, sau đó liền ngồi xuống, không nói nửa chữ, bắt đầu chuẩn bị làm bước đột phá cuối cùng. Dù Trần Đức đã chuẩn bị đầy đủ, khoảng cách đột phá chỉ thiếu một đường, nhưng vẫn rất khó khăn. Trong thức hải của Trần Đức, tiên đài nở rộ thần huy lấp lánh, thức hải cuồn cuộn, thuyền thần thức ngồi trên tiên đài, giống như một tòn thần chỉ. Quanh thân xuất hiện từng đường vân đại đạo, sáng chói trong suốt. Rào. Thần thức màu vàng tưới xuống, một đường. Cầu vồng dài hiện lên, quấn quanh đại đạo, ánh sáng rực rỡ, thần thức Trần Đức mở hai mắt, đi xuống từ trên thiên đài, bước về phía đại đạo cầu vồng. Tên nhãi Trần, bước qua cầu vồng, anh chính là Thánh Nhãn. Thân hình linh lung xuất hiện bén cạnh thần thức của Trần Đức, trong lời nói mang theo mấy phần kích động. Trần Bát Hoang là thánh nhân trẻ tuổi nhất mà cô ta đã từng gặp, chưa từng có một ai. Lúc này Linh Lung còn vui mừng hơn Trần Đức bước đầu trở thành thánh nhân, có thể nói cô ta là người nhìn Trần Đức đi từng bước đến ngày hôm nay. Trần Đức có thể mạnh như vậy, không chỉ có thiên phú, vận khí yêu nghiệt, mà nhiều hơn là sự cố gắng bền bỉ, bất khuất, của chính bản thân anh. Cái khác không nói, ban đầu chỉ một mình anh bước vào núi Vạn Long. Đối là người khác, ai dám đi vào chứ? Cho dù thật sự có người dám đi vào, nhìn thấy xương chẳng dày đặc cũng sẽ bị dọa sợ chạy mất. Tất cả những gì Trần Đức có được là thứ anh nền có. Mặc dù anh tu luyện rất đặc thù, không có kim đan, nhưng mức độ tiến triển cơ bản giống nhau, con đường cầu vồng này tên là cầu độ thánh, mỗi một bước đều sẽ chịu đựng tôi luyện từ đại đạo, chịu đựng qua đó, anh chính là thánh nhân, không qua được thì thành hài cốt. Linh Lung nói. Đương nhiên, đối với người khác mà nói cầu độ thánh rất khó, có lẽ đối với anh lại đơn giản, suy cho cùng thực lực chân chính của anh đã vượt quá cảnh giới. Hy vọng vậy. Trần Đức khẽ mỉm cười. Cố gắng lên, bước qua cầu độ thánh thì anh sẽ còn giành được một cơ duyên lớn. Đột nhiên, Linh Lung nói. Cơ duyên gì? Mắt Trần Đức sáng lên. Giữ bí mật. Cũng biết nhử người ta đấy. Trần Đức bất đắc dĩ. Anh không còn cách nào với Linh Lung, tiếp theo đành mang theo kỳ vọng, thần thức ánh vàng rực rỡ bước ra từng nhịp đi về phía cầu độ thánh, đạp về phía con đường bẽn kia. Cước thứ nhất anh đạp lên, thức hải lăn lộn, cỏ danh xuất hiện quỷ quyệt, lực lượng đại đạo kỳ dị biến thức hải thành biến lửa, từ dưới cầu độ thánh tiêu hủy anh. Đồng thời từng luồng thần uy khủng khiếp, cỏ danh xuất hiện, đại đạo ngưng tụ thành ký hiệu thực. Chất, nghiền nát về phía thần thức của anh. Quả thật những tổn thương này không có hiệu quả với tôi. Ban đầu Trần Đức có chút kinh ngạc, nhưng phát hiện ra những thứ động tĩnh này mặc dù âm thanh lớn, nhưng anh lại không hề bị tổn thương, không chỉ không gây nên bất kỳ tổn thương nào, ngược lại càng khiến anh hiểu biết rõ ràng chính xác về đạo. Từng bước, Trần Đức đi rất chậm, đại đạo hiện lên trong lĩnh ngộ thức hải dương như có cảm giác. Mỗi một bước đi, thực lực của Trần Đức sẽ điên cuồng đề thăng với biên độ lớn. Nhưng Bạch Tĩnh Vân ở trong sơn động lại không hề mảy may phát hiện, đột phá của Trần Đức rất kín đáo, đến mức cô ta hoàn toàn không biết Trần Đức đang làm gì, thậm chí cảm thấy khí tức của anh càng phát ra yếu ớt và kỳ quái. Thời gian 3 ngày trôi qua, vết thương trên người Bạch Tĩnh Vân đã gan như hồi phục, 3 ngày nay ngoại trừ hồi phục vết thương thì cô ta còn quan sát Trần Đức, mặc dù hai người không nói gì, không có bất kỳ giao lưu nào,
nhưng cô ta vô hình có một loại cảm giác hạnh phúc và an toàn. Cũng không biết bao giờ anh mới có thể tỉnh lại. Bạch Tĩnh Vân nhìn khuôn mặt đau tước của Trần Đức, cô ta tự lẩm bẩm, gò má lóe lên chút đỏ ửng. Mau nhìn đi cô Bạch, ở đây có dấu vết trận pháp, là trận pháp ấn nấp. Không sao, trận pháp ấn nấp này rất tuyệt diệu, nếu như không phải tôi lưu lại ấn ký thần thức trên người Tĩnh Vân, e rằng chúng ta không thể nào phát hiện ra. Đúng lúc này bên ngoài sơn động truyền tới hai tiếng nói. Một bà lão và một người đàn ông trẻ tuổi. Chính là hai người Bạch Lan Tiên và Tư Đồ Lâm. Có thế là Tĩnh Vân bị thương, cho nên đã bày trận pháp trốn ở chỗ này để trị thương rồi. Tư Đồ Lâm nói. Không, Tĩnh Vân không hề tinh thông chút nào. Về trận pháp tinh diệu như vậy chắc hẳn không phải do con bé làm, nhưng đúng là con bé đã ở đây, chúng ta cẩn thận một chút, có thể con bé đã rơi vào tay kẻ gian. Vâng. Ánh mắt Tư Đồ Lâm khẽ biến, hắn gật đầu. Bên trong sơn động, sắc mặt Bạch Tĩnh Vân lập tức trở nên có chút khó coi. Trái tim đột nhiên khuấy động. Giọng nói bên ngoài cô ta nghe rất rõ, là Bạch Lan Tiên và Tư Đồ Lâm. Nếu là bình thường, chắc chắn cô ta sẽ không khẩn trương như vậy. Nhưng bây giờ cô ta lại đang ở cùng Trần Bát Hoang. Bạch Tĩnh Vân theo bản năng nhìn về Trần Đức vẫn nhắm mặt, anh đang tu luyện. Trạng thái diệu kỳ, khí tức yếu ớt đến mức sắp biến mất. Cô ta rất rõ đây chắc là đã tu luyện đến một loại trạng thái mấu chốt nào đó, vốn không có dấu hiệu thức tỉnh. Trước đó, Bạch Lan Tiên đã cảnh cáo cô ta, cấm chỉ mình và Trần Đức qua lại, nếu như bị bọn họ phát hiện trong tình trạng này, 100% sẽ xảy ra chuyện. Làm sao đây, nên làm thế nào? Mặt nhỏ của Bạch Tĩnh Vân ứng đỏ, cô ta đi qua đi lại, giọng nói bên ngoài càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Cô ta chỉ đành hít sâu một hơi, đi về phía bên ngoài sơn động. Bên ngoài, Bạch Lan Tiên và Tư Đồ Lâm đang phá trận. Trận pháp mặc dù tuyệt diệu, nhưng cũng chỉ xuất sắc trên phương diện ấn nấp, muốn phá giải cũng không khó. Một lúc sau, trận pháp hoàn toàn biến mất, không còn tồn tại. Hai người Bạch Lan Tiên và Tư Đồ Lâm đưa mắt nhìn nhau, đi thẳng tới cửa huyệt động. Sơn động không sâu. Vì vậy, đầu tiên bọn họ cùng nhìn thấy Trần Đức khí tức yếu ớt ngồi xếp bằng dưới đất và Bạch Tĩnh Vân quần áo tả tơi đang đi ra bẽn ngoài hang. Lập tức, hai người sửng sốt. Ngay lúc đó, trong ánh mắt của Tư Đồ Lâm hiện ra vẻ kinh ngạc, phẫn nộ, kinh hãi, không cam lòng. Bạch Tĩnh Vân lại ở cùng một chỗ với Trần Bát Hoang. Còn cô nam quả nữ, quần áo tả tơi. Ánh mắt Tư Đồ Lâm cũng sắp phun ra cả lửa. Bạch Lan Tiên cũng vậy, ánh mắt hung ác. Quả thật không dám tin nổi. Bạch Tĩnh Vân vì trải qua chiến đấu nên bị thương, quần áo nhiều chỗ hư hại, áo sộc sệch, muốn không để người ta suy nghĩ bậy bạ cũng khó, trong nháy mắt bà ta và Tư Đồ Lâm gần như nghĩ về một hướng. Mấy ngày nay con luôn ở cùng tên tạp chủng này. Ngừng 2-3 giây, Tư Đồ Lâm gầm nhẹ đầy tức giận, trong ánh mắt phủ đầy tia máu, hắn chất vấn, cô nam quả nữ ở đây 2-3 ngày. Thứ không nên làm đã làm rồi, có phải đã làm rồi không? Hả? Tư Đồ Lâm tiếng như sấm rền, nối gân xanh, hắn vô cùng tức giận, ở trong lòng hân, Bạch Tĩnh Vân đã là người phụ nữ của mình từ lâu, bây giờ người phụ nữ của hắn lại ở chung một trò với người đàn ông khác, quần áo sộc sạch, hắn mang theo lửa giận ngút trời, đôi mặt lạnh lẽo. Tư Đồ Lâm, chú ý cách dùng từ của anh. Sắc mặt Bạch Tĩnh Vân lạnh lùng, mặc dù cô ta và Tư Đồ Lâm có quen biết, nhưng từ trước đến giờ hai người cũng chỉ là bạn, không hề có quan hệ nam. Nữ, đừng nói cô ta không làm gì, dù cô ta thật sự có làm gì thì có liên quan gì đến Tư Đồ Lâm, hắn dựa vào cái gì mà dở giọng điệu chất vấn giống như bắt gian. Chú ý dùng từ, ha 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 ha. Sắc mặt Tư Đồ Lâm bộc phát vẻ lạnh lẽo, trước đó vẫn nói các người là bạn bè bình thường, nhưng anh thấy quan hệ hai người không hề bình thường. Thằng nhãi kia có gì mà tốt, phải, trước khi đi có nghe nói hắn đánh bại trưởng tộc ba gia tộc lớn Tây Hái, chiến đấu vượt cấp. Còn có chút khoa trương, nhưng cuối cùng hắn vẫn chỉ là tên thần vương rác rưởi, nói không chừng đã dùng bảo vật gì đó. Bạch Tĩnh Vân, em lại dâng hiến tấm thân trong sạch cho hắn, đầu óc em bị lừa đá hay mù mắt? Tư Đồ Lâm càng nói càng nổi nóng, trong ánh mắt đều là vẻ không cam lòng, tức giận, chán ghét, hắn chỉ vào Trần Đức đang trong trạng thái đặc thù ở cách đó không xa, con mẹ nó anh không thế nào tin nổi, hắn thật sự có thể vượt cấp chiến đấu, vậy thì có ích lợi gì? Trường tộc của ba gia tộc lớn Tây Hái chính là rác rưởi,
đánh bại bọn họ không phải rất bình thường sao? Hắn đắc tội với Trình Lực, sớm muộn gì cũng phải chết, em lại cùng với một người chết. Mẹ kiếp! Chân mày Bạch Tĩnh Vân nhíu càng sâu. Phải, cô ta và Tư Đồ Lâm là bạn, nhưng lần này lời của hắn có hơi quá rồi. Cô ta đưa mắt nhìn về phía Bạch Lan Tiên, thấy bà ta đứng im, sắc mặt bình tĩnh, hiển nhiên bà ta cũng đồng ý với lời Tư Đồ Lâm nói. Lập tức, Bạch Tĩnh Vân có chút đau lòng. Không ngờ ngay cả cô mình cũng cho rằng cô ta là loại người tùy ý dâng hiến sự trong sạch, không biết liêm sỉ kia. 77 NS Vân, cô mặc kệ mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì, cho con thanh kiếm này, lấy đầu Trần Bát Hoang xuống, cô coi như chưa có gì xảy ra. Giọng điệu Bạch Lan Tiên trầm thấp, trong tay hiện lên một thanh kiếm, vứt xuống dưới chân Bạch Tĩnh Vân. Không được, cô, con không thể giết hắn. Bạch Tĩnh Vân lắc đầu từ chối, mạng của cô ta đều do Trần Bát Hoang cứu, muốn cô hạ thủ với Trần Bát Hoang, sao cô ta làm được? Cô, con xin cô bỏ qua cho hắn, được không? Con không hề có chuyện gì với Hần, cô tin con đi, thật đấy. Bạch Tĩnh Vân khẩn cầu. Tĩnh Vân, con là một cô gái thông minh, cô nghĩ con nên biết kết cục khi đắc tội với cậu Trình. Bạch Lan Tiên trầm giọng nói, cậu Trình đã buông lời, nếu ai cung cấp được vị trí của hắn thì ban thưởng 10.000 cân nguyên phẩm, nếu ai có thể giết hắn thì thưởng 100.000 cân nguyên tinh, điều kiện này dù là cỏ cũng không thể nào từ chối. Nghe thấy ban thưởng phong phú như vậy, sắc mặt Bạch Tĩnh Vân liền trắng thêm mấy độ. Bẽn trong nguyên tinh hàm chứa nguyên khí, giống như linh thạch của Vân Tiêu giới, nguyên tinh là tiền cứng của đại thiên thế giới, 100.000 cân nguyên tinh đã có thể khiến rất nhiều người rung động. Nếu như bình thường, Bạch Tĩnh Vân cũng không thể chịu đựng được loại cám dỗ này. Có thể tưởng tượng được, nguyên khí quan trọng biết nhường nào. Cô, hắn có ân với Tĩnh Vân, nếu cô khẳng khăng muốn giết, con. Bạch Tĩnh Vân cắn chặt môi đỏ mọng, nguyên khí trong cơ thể bùng nổ, thân thể mềm mại đứng vững vàng chặn trước sơn động, nếu cô cứ khăng khăng muốn ra tay thì phải dẫm lên thi thể của Tĩnh Vân. Tĩnh Vân, con không nghe lời cô bảo. Hành động của Bạch Tĩnh Vân không chỉ không khiến Bạch Lan Tiên muốn bỏ qua cho Trần Bát Hoang, ngược lại thì sát khí càng nồng nặc hơn. Bạch Tĩnh Vân là lực lượng trung kiên của thế hệ trẻ trong nhất tộc bọn họ, tiền đồ rộng mở, tuyệt đối không thể để con kiến hôi Trần Bát Hoang này quấy rồi. Cô, xin lỗi, lần này Tĩnh Vân không thể nghe lời. Cô, Bạch Tĩnh Vân lắc đầu, thái độ rất kiên quyết. Mẹ kiếp, Tư Đồ Lâm cắn răng, bụng đầy tức giận, Bạch Tĩnh Vân, đầu em uống nước à? Hay não khuyết tật, tên nhãi này có gì tốt, cùng lắm chí là một tên thần vương đỉnh phong, mà anh là thánh nhân tám giai. Anh hỏi em, hắn có điểm nào tốt hơn anh? Tránh ra, em không xuống tay được thì để anh, chỉ cần hắn chết. Anh sẽ coi như không có gì xảy ra. Sắc mặt Tư Đồ Lâm nghiêm túc, đang nói chuyện thì trong tay hắn xuất hiện một cây phương thiên hỏa kích, ánh sáng xông lên nhắm vào Trần Đức, sát khí vô cùng tàn phá. Thực lực thánh nhân tám giai tương đối kinh khủng, lập tức đè ép Bạch Tĩnh Vân lục giai. Đừng, một, Bạch Tĩnh Vân cầu khẩn, không lùi về nửa phân, nói gì thì nói cỏ ta không thế đế Trần Bát Hoang chết trước mặt mình. Còn không buông. Trái tim Tư Đồ Lâm căng thẳng, nhỏ máu, toàn thân co quắp, nhiều năm qua hắn luôn thích Bạch Tĩnh Vân, muốn cướp cô ta vào tay, vì mục đích này hắn đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Không ngờ. Ha ha, ha 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 ha, vậy mà em lại muốn dùng mạng đế bảo vệ hẳn, ha ha, buồn cười, cực kỳ buồn cười. Tư Đồ Lâm cười nhạt đầy đáng sợ. Hắn trả giá nhiều như vậy, bên cạnh 20 mấy năm, nhưng lại không bằng một người vừa quen biết chục ngày. Người này nếu thiên tài, hiểu nghiệt hay rất mạnh thì Tư Đồ Lâm cũng đành chịu, nhưng đây lại là một tên rác rưởi của Vạn Tiêu giới. Cô, Tư Đồ Lâm, cầu xin hai người bỏ qua cho. Hàn, mặt nhỏ Bạch Tĩnh Vân trắng nhợt, không có chút huyết sắc nào, thân thế mềm mại thẳng tắp run rẩy, cô ta thật sự rất sợ. Nếu Bạch Lan Tiên, Tư Đồ Lâm thật sự ra tay, bọn họ có thể dễ dàng giết cô ta. Súc sinh. Nét mặt già nua của Bạch Lan Tiên u ám, vì một tên phế vật núp ở sau lưng mày, mày lại hạ thấp bản thản cứu người. Cũng được, nếu mày cứ khẳng khăng ngu ngốc, tao sẽ xem như nhà họ Bạch không sinh ra mày, Tư Đồ Lâm, ra tay. Cảm ơn cô Bạch. Ánh mắt hung ác của Tư Đồ Lâm lóe lên sát ý, lập tức sôi trào, lan rộng, phương thiên hỏa kích trong tay càn quét. Hư không bị hắn khuấy động giống như vải rách,
run rẩy sôi trào, điên cuồng tàn phá về phía Bạch Tĩnh Vân. Bạch Tĩnh Vân sắc mặt tái nhợt, sắp hóa thành bản thể tác chiến. Nhưng, cũng trong một giây kia, hai người bọn họ cứ giao cho tôi. Bên trong sơn động, Trần Đức luôn ngồi xếp bằng, khí tức vi diệu, kỳ dị, bỗng nhiên anh mở mắt, từ trên người anh không phát hiện ra bất kỳ làn sóng đột phá nào, thậm chí không thể nào tìm thấy sự tồn tại của linh khí hoặc nguyên khí. Trên thực tế, anh đã đột phá. Giờ phút này, anh đã là thánh nhân. Không nhiều, cũng chỉ thánh nhân một giai. Một tháng khiêu chiến, tu luyện, cộng thêm chỉnh hợp, ngộ pháp, đột phá cuối cùng, hoàn toàn không có bất kỳ chướng ngại nào, là thuận theo tự nhiên. Loại thuận theo tự nhiên này, không phải nói thực lực không đủ, ngược lại theo cảnh giới đột phá, thu hoạch của Trần Đức vô cùng lớn. Đầu tiên là cường độ thân thể để thăng gấp 10 lần có thừa. Khái niệm 10 lần đại khái chính là Trần Bát Hoang Thần Vương Đỉnh Phong, một quyền toàn lực rơi trên người anh sẽ không khiến anh bị thương đến một cọng lông. Khi còn là Thần Vương Đỉnh Phong, anh đủ chiến một trận với Thánh Nhân Đỉnh Phong. Nói cách khác, Thánh Nhân Đỉnh Phong dù toàn lực công kích, anh không cần làm gì, đối phương cũng không đánh bị thương được anh. Ngoại trừ cường độ cơ thể đạt được đề thăng, sau đó chính là thần thức, thần hồn. Thần hồn của anh sau khi đạt tới cảnh giới thánh nhân thì đã tấn thăng đến một loại trình độ khủng khiếp không gì sánh kịp, nói đơn giản, tâm niệm anh khẽ động thì có thể khiến cho thần thức của trưởng tộc ba gia tộc Tây Hải nổ tung mà chết. Trần Đức không có cách nào lường trước sự mạnh mẽ của thần hồn, đại khái đã đến cấp bậc thánh tổ, chỉ cần thần thức của anh bất diệt, dựa vào lực hồi phục của bất tử điếu, dù thân thể nổ tung cũng có thể khôi phục. Cuối cùng, chính là đề thăng các loại võ kỹ và hồn kỹ. Gần như mỗi loại bao gồm cả lục đạo luân hồi đã đạt đến đại viên mãn. Đương nhiên, đề thăng lớn nhất trong đó không có gì khác chính là cực ảnh cửu trọng. Tùy theo đột phá của anh, cực ảnh cửu trọng hoàn toàn đã đạt đến tầng thứ 9. Đề thăng ban đầu là chục ngàn lần, đến bây giờ, có thể đề thăng thực lực lên hàng triệu lần. Bình thường mà nói, giữa thánh nhân, chênh lệch mỗi cấp cũng có cả triệu lần. Đề thăng gấp triệu lần này đối với người khác nói cũng có thể vượt một cấp chiến đấu, nhưng đối với Trần Đức mà nói lại là thứ vũ khí sắc bén siêu cấp. Bởi vì anh không chỉ có cửu trọng cực ánh, mà anh còn có cực cảnh. Hai cái hợp lại, cộng thêm thực lực khủng của bản thân, bây giờ anh dùng toàn lực hạ xuống, có thể đạt được lực tinh thần. Một lực tinh thần là bao nhiêu? Chính là đủ để đánh bể vị trí như vân tẽo. Giới. Từ thần vương đến thánh nhân vốn chính là một ranh giới, nghiêm chỉnh mà nói, sau khi đạt đến thánh nhân, vân tiêu giới khó mà chịu đựng được sức mạnh như vậy, cần phải đến vị trí như đại thiên thế giới. Cho nên, thực lực Trần Đức đề thăng nhìn thì khoa trương, nhưng ở trong tình lý, nếu như đột phá từ thần vương đến thánh vương vẫn tương đồng với đột phá cảnh giới nhỏ, vậy có ý nghĩa đột phá gì? Có nhiều người bị kẹt ở bán thánh đỉnh phong, suốt đời không có cách nào đột phá. Cùng giải đó, Tư Đồ Lãm vốn đã ra tay, nhưng phương thiên hỏa kích đột nhiên dừng lại, hắn thu chiêu, không cỏ. Tiếp tục ra tay với Bạch Tĩnh Vân. Bởi vì, Trần Đức đã đi ra từ trong sơn động. Mục tiêu của hắn cho đến bây giờ không phải Bạch Tĩnh Vân, mà là Trần Bát Hoang. Chỉ cần Trần Bát Hoang chết, cuối cùng Bạch Tĩnh Vân vẫn là của hắn. Còn về tấm thân Bạch Tĩnh Vân còn trong sạch hay không, hắn có thể không quan tâm đến quá khứ. Bây giờ không quan trọng nữa rồi, nói cho cùng hẳn cũng chỉ thèm khát cơ thể Bạch Tĩnh Vân mà thôi, chỉ cần đoạt tới tay là được. Anh, tỉnh rồi. Áp lực của Bạch Tĩnh Vân giảm dần, đầu tiên là sửng sốt, sau đó cô ta lấy lại tinh thần, nhìn Trần Đức từ sau lưng bước tới, trên khuôn mặt nhỏ hiện ra kích động, cũng sắp khóc đến nơi rồi. Đá lớn treo trong lòng cuối cùng đã rơi xuống. Dưới kích động, cô ta lập tức không kìm được kích động lao về phía Trần Đức rồi ôm lấy anh. Anh cuối cùng đã tỉnh rồi, tôi lo lắng chết mất. Đúng vậy. Cô ta rất lo lắng, một mặt lo lắng vì trạng thái kỳ quái của Trần Đức trước đó, mặt khác lo lắng Bạch Lan Tiên và Tư Đồ Lâm thừa dịp xông vào sẽ hạ sát Trần Đức. Bây giờ thì tốt rồi. Cuối cùng Trần Đức đã tỉnh, dù đối thủ không phải Bạch Lan Tiên và Tư Đồ Lâm, chỉ ít bọn họ còn có thể trốn, không phải sao. Trần Đức cảm nhận mỹ nhãn trong ngực, anh hơi kinh ngạc. Nói thật. Trước đó anh không có cảm tình gì với Bạch Tĩnh Vân, bây giờ lại có rồi, không có lý do gì, bởi vì Bạch Tĩnh Vân đã dùng tính mạng của mình bảo vệ anh. Người phụ nữ như vậy làm sao anh có thể từ chối?
Mẹ nó! Tư Đồ Lâm nhìn thấy cánh này, ánh mắt gần như tóe lửa. Bạch Tĩnh Vân, đồ gái điếm nhà cô, không phải cô nói hai người không xảy ra gì sao? Không xảy ra thì sao cô lại thân thiết với hắn như vậy, còn ôm hắn? Nghĩ đến bản thân mình cố gắng nhiều năm như vậy, ngay cả tay và tóc của Bạch Liên Vân cũng chưa từng chạm qua. Vậy mà bây giờ Bạch Tĩnh Vân lại chủ động ôm Trần Bát Hoàng, trong lòng Tư Đồ Lâm đã không thăng bằng nổi, hắn nổi cơn giận dữ. Giỏi Lâm con tiện nhân không biết liêm sỉ, nhà họ Bạch của tao sao lại có loài nghiệt chủng thế này? Chân mày Bạch Lan Tiên cũng không ngừng nhảy lên, tức đến mức sắc mặt sưng đỏ, giận dữ dâng trào bốn phía. Bạch Tĩnh Vân khẽ run sợ, cô ta cũng ý thức đến hành động thân mật của mình, có chút xấu hổ, lại có chút ngọt ngào, vừa rồi cô ta thật sự quá kích động, không thể nào không chế nổi. Từ lúc bắt đầu quen Trần Đức, trái tim cô ta đã bị người đàn ông bá đạo tẽn Trần Bát Hoang này chiếm cứ, một tháng trước cô ta đã phát hiện ra điều này. Yêu, không có lý do gì. Từ Đồ Lâm theo đuổi cô ta mười mấy năm, cô ta chưa từng động lòng với Hân, nhưng mấy ngày ngắn ngủi gặp được Trần Đức, sau khi rời đi, trong đầu cô ta đều là bóng hình của anh. Cho nên sau khi Trần Đức tỉnh lại, cô ta thật sự kích động, không khống chế được bản thân. Đồng thời, Trần Đức cũng không từ chối cô ta, lại khiến cô ta tim đập thình thịch, xấu hổ, hưng phấn, mừng thầm. Tĩnh Vân, để cô lo lắng rồi. Trần Đức nhếch miệng cười dịu dàng. Tôi không sao. Bạch Tĩnh Vân lắc đầu, nhưng rất nhanh cô ta đã ý thức được tình cảnh bây giờ của bọn họ cực kỳ nguy hiểm. Lo lắng nói, anh Trần, chúng ta làm sao bây giờ, phải chạy trốn sao? Bạch Tĩnh Vân biết Trần Đức rất mạnh. Nhưng hai người Bạch Lan Tiên và Tư Đồ Lâm cũng không phải dễ đối phó. Bạch Lan Tiên lại là tồn tại thánh nhân 16 giai, trên người Trần Bát Hoang lúc này cũng không lộ ra chút nguyên khí. Dù anh có ấn dấu thực lực của mình, mấy ngày trước cũng chỉ là thần vương đỉnh phong mà thôi, bế quan mấy ngày nay, dù có đề thăng cũng không thể đột phá trở thành thánh nhân. Theo như cô ta thấy, dưới tình hình không phải thánh nhân, Trần Bát Hoang có thể đánh bại trưởng tộc ba gia tộc Tây Hải, đánh bại đám người Cẩu Vương, Lão Ưng và Trình Võ thì cũng đã là cực hạn trong cực hạn. Cho dù anh có mạnh hơn nữa cũng không thế là đối thủ của Bạch Lan Tiên 16 giai, công thêm một Tư Đồ Lâm 8 giai. Gạch chéo. Trần Đức suy nghĩ một chút, ánh mắt lóe lên, quét mắt nhìn Bạch Lan Tiên, cuối cùng ánh mắt đặt lên trên người Tư Đồ Lâm, đoán không lầm thì anh thích Tĩnh Vân, phải không? Không sai. Hai mắt Tư Đồ Lâm oán độc, Trần Bát Hoang, có vài người phụ nữ không phải để loại người như mày có thể chấm mút, nếu mày tự biết mình thì lập tức quỳ xuống. Dập đầu 10.000 cái với tao, cúi đầu nhận sai, tao vui thì cũng có thế cho mày toàn thây. Ngu ngốc! Trần Đức mắng một câu không hề che giấu, anh nói tiếp, muốn tranh cướp phụ nữ, không phải lời nói độc ác nào cũng có thể nói được. Anh thích Tĩnh Vân, được, tôi cho anh một cơ hội thể hiện ra ưu tú của bản thân, một mình đấu với tôi, dám không? Bạch Tĩnh Vân ngấn ra. Nếu Trần Đức nói đấu một mình... Vậy thì cô ta có đầy đủ lý do tin rằng một mình anh chiến đấu có thể giết chết Tư Đồ Lâm. Trình Võ còn chết trên tay Trần Đức. Huống chi là một Tư Đồ Lâm. Nhưng, tình hình bây giờ không chỉ có một mình Tư Đồ Lâm. Bên cạnh còn có một Bạch Lan Tiên. Giết Tư Đồ Lâm cũng chỉ lãng phí thời gian và thể lực, gia tăng tỷ lệ chết mà thôi, biện pháp tốt nhất bây giờ là mau trốn đi mới đúng. Bạch Tĩnh Vân rất muốn kéo theo Trần Đức chạy, nhưng cô ta cũng rất rõ. Trần Đức rất kiêu ngạo, là loại kiêu ngạo từ trong xương tủy, lời hắn nói ra, nhất định sẽ không thay đổi, chỉ có thế làm gấp gáp. Đấu một mình, ha ha, mày có dũng khí đấy, được, tao đồng ý với mày. Lập tức, ánh mắt của Tư Đồ Lâm trở nên tàn bạo, đầy máu tanh và mang vẻ thú vị, hy vọng lát nữa mày vẫn còn có dũng khí như vậy. Mấy chữ đấu một mình thật giống như đâm trúng chỗ nhạy cảm của Tư Đồ Lâm, ánh mắt và biểu tình hắn trở nên tàn nhẫn và đầy oán độc. Tư Đồ Lâm, không cần phái đấu một mình với hắn, chúng ta cùng ra tay, đao sắc chém loạn, cứ giết là được. Bạch Lan Tiên nham hiếm nói, bà ta luôn cảm thấy Trần Đức có chút cổ quái, có lẽ trên người anh khả năng có bảo vật nào đó. Không, cô Bạch, nếu tên nhãi này muốn giả bộ trước mặt Tĩnh Vân, con không ngại dẫm hắn ở dưới chân đâu, xin cô Bạch cho con một cơ hội. Tư Đồ Lâm tràn đầy tự tin. Trần Bát Hoang đã nói đến đây rồi. Nếu như Hân và Bạch Lan Tiên cùng ra tay, há chẳng phải chứng minh mình không bằng anh sao? Dù giết chết Trần Bát Hoang thì về sau Bạch Tĩnh Vân nhìn hắn như thế nào, người biết chuyện này nhìn hắn như thế nào?
Đây là tôn nghiêm, cốt khí, mặt mũi của một người đàn ông. Hẳn muốn chứng minh bản thân mình, cũng phải chứng minh Bạch Tĩnh Vân mắt bị mù, nhìn chúng một tên rác rưởi, để cô ta hối hận, tự trách, áy náy. Dĩ nhiên, tất cả những điều này đều thành lập. Trên cơ sở hắn cảm thấy Trần Bát Hoang không phải đối thủ của mình, một thần vương, hơn nữa bây giờ trên người không hề toát ra bất kỳ nguyên khí nào, không khác gì rác rưởi, làm sao có thể là đối thủ của hắn. Được, nếu tâm ý mày đã quyết, vậy thì cẩn thận một chút. Bạch Lan Tiên gật đầu, không nói gì nữa, thứ bà ta muốn không phải quá trình, mà là kết quả. Ừ, Tư Đồ Lâm cười lạnh lẽo, lòng bàn tay mở ra, trong tay có thêm một viên đan dược tỏa ra nguyên khí nồng nặc, hắn nuốt xuống một ngụm. Cùng giây, khí tức chẽn người Tư Đồ Lâm mạnh không chỉ gấp trăm lần so với trước đó. Bồi nguyên đan, Bạch Lan Tiên hơi kinh hãi, sau đó bà ta gật đầu, Tư Đồ Lâm là tín đồ cuồng vọng. Dù đối phó với thần vương cũng phải xuất toàn lực, thậm chí vận dụng đan dược đế tạm thời để thẳng thực lực. Lúc này dù Tư Đồ Lâm gặp thánh nhân chín, giai, chắc chắn vẫn có sức đánh một trận với thánh nhân. Bạch Tĩnh Vân, cô mở to hai mắt ra xem kỹ tôi giày vò, giết chết con kiến hôi này như thế nào trong chớp mắt đi. Đan dược có hiệu lực, Tư Đồ Lâm gào thét, tiếng như cuồng lôi, cực kỳ điếc tai. Tiếp đó, trực tiếp ra tay. Nguyên khí toàn thân cuồn cuộn, sôi trào, điên cuồng hội tụ về phía phương thiên hỏa kích trong tay. Trong phút chốc, phương thiên hỏa kích lóe ra ánh sáng chói lọi như mặt trời, rực rỡ nhức mắt, nguyên khí màu xanh đậm lượn lờ bốn phía, vù vù vang dội, cây kích vung lên, phá hư không, lưu lại ánh sáng chói lóa, giữa lúc dạo rực cuốn theo vạn vạn quân lực, như ngân hà hạ xuống tàn phá. Khí tức hung tàn, ác liệt, khiến người ta chưa chiến đã run cầm cập, những nơi đi qua. Không gian liền nứt bể tan tành, cũng khó trách sao hắn lại tự tin như vậy. Phương thiên hỏa kích trong tay gần như được hắn dùng đạt đến đỉnh cao, giống như thú dữ bố về phía đầu Trần Đức. Không thể không nói, thân là thánh nhân của đại thiên thế giới, Tư Đồ Lâm thật sự đã vượt xa khỏi vân tiêu giới. Cho dù Trần Đức đã gặp qua trưởng tộc ba gia tộc lớn Long, Tạ, Đệ Ngũ Tây Hải không yếu hơn Hân, nhưng Tư Đồ Lâm ra tay gần như hoàn mỹ, khiến người ta phát rét. Thực lực của thánh nhân tám giai hoàn toàn thì triển đến cực hạn. Trần Đức thì sao? Anh vẫn đứng ở đó, không nhúc nhích, ánh mắt giống như xem kịch vui, bình tĩnh đến mức không có chút động tĩnh nào, không phản kháng, cũng như không né tránh. Cứ giống như đã bị dọa cho ngu ngốc, đứng ngơ ngác. Thậm chí, ngay cả nụ cười trên mặt anh cũng không thu liêm, vẫn nhếch lên thành đường cong, mặc dù phương thiên hỏa kích kia trong con người anh sâu như biển cả, biến đổi càng lớn, rồi lại càng lớn, rất nhanh, trong khoảng một phần ngàn giây. Tới rồi, phương thiên hỏa kích hí rách tai, mang theo âm thanh gào thét, nhắm thẳng vào mi tâm Trần Đức, khi đến trước mi tâm anh, khi còn cách chưa đến một phần 10 mm, toàn thân Trần Đức đã bị nguyên khí của hắn nuốt trọn, thiêu cháy. Trên mặt Tư Đồ Lâm hoàn toàn là vẻ hung ác, tàn bạo, cuồng máu, hắn nhìn chằm chằm Trần Đức, nội tâm hưng phấn khiến hắn đã đạt đến một loại hãnh diệt. Chứng minh sự hưng phấn trong đầu hắn. Dường như hắn đã nhìn thấy hình ảnh đầu Trần Bát Hoang xuyên thủng, cơ thể sụp, lại dường như thấy hình dáng Bạch Tĩnh Vân hối hận, khó chịu, tự trách bị Hân hấp dẫn. Đỉnh, cùng dây, không có dấu hiệu nào. Một tiếng kim loại chói tai vang lên, ngay sau đó, phương thiên hỏa kích của Hân đột ngột dừng lại. Đúng vậy, cách Trần Bát Hoang chỉ chưa đến một phần 10 mm. Mã thấy mình sắp làm anh bị thương, vào thời khắc nhìn thấy máu thì đột ngột dừng lại, bỗng nhiên, không có một chút điểm báo trước. Cho đến khi toàn bộ phương thiên hỏa kích phát ra tiếng vù vù, sức mạnh cắn trả quá độ xông ngược lại hai lần, tràn vào trong cơ thể của Tư Đồ Lâm, từng bước xâm chiếm nuốt trọn thể xác, kinh mạch và thần kinh của Hân. Dùng bao nhiêu lực lượng thì cắn trả bấy nhiêu. Ngay lập tức, rắc rắc, chỉ nghe thấy một âm thanh nổ tung vang lên. Phương thiên hỏa kích được chế tạo từ chất liệu cứng rắn đặc thù sáng chói như hoa, trong nháy mắt xuất hiện từng vết nứt từ mũi đến cán phương thiên hỏa kích. Từng vết nứt giống như mạng nhện, lan tràn trong nháy mắt. Một giây kế tiếp, keng keng keng, phương thiên hỏa kích đột nhiên nổ tung. Thân kích kim loại hóa thành từng mảnh vụn, nổ bế ra bốn phương tám hướng, xuyên qua núi đá, chấm phá không gian. Rơi vào lòng đất, nổi lên từng trận sóng cuồng bạo, dư âm. Còn Tư Đồ Lâm, trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, rơi xuống cách đó chừng 100 mét,
trên người chẳng chịt mảnh vụn của Phương Thiên Hỏa kích, mảnh vụn đâm sâu vào da thịt của hắn, máu tươi nhuộm đỏ áo, hẳn nứa quỳ chẽn đất. Hai người Bạch Lan Tiên và Bạch Tĩnh Vãn lúc này hoàn toàn ngơ ngác, mắt mở thật to, quả thật còn hơn cả gặp quỷ, hoàn toàn không thể hiểu nổi cảnh này. Xảy ra chuyện gì vậy? Sao có thế? Chứ, toàn bộ quá trình, Trần Đức không hề di chuyển. Từ đầu đến cuối anh vẫn đứng tại chỗ giống như cái cọc gỗ, hoàn toàn không có làm ra bất kỳ động tác nào. Tư Đồ Lâm sao? Sao lại bị đánh bại? Bạch Lan Tiên bị dọa sợ, sắc mặt tái nhợt, cơ thể già nua không ngừng run rẩy, da đầu tẽ dại, trái tim giống như quẩy xoắn, khẩn trương đến mức khó mà khống chế được. Bà ta rất rõ, dù là mình cũng không thể ung dung đánh bại Tư Đồ Lâm như vậy. Nói cách khác, bà ta còn yếu hơn cả Trần Bát Hoang. Dù Trần Đức dùng cách gì, thất bại chính là thất bại. Thế giới của cường giả không có lý do, cũng không có nguyên nhân. Bạch Lan Tiên hiểu rõ, lần này bà ta thật sự lật thuyền, thật sự đã phải tấm sắt rồi. Đừng nói Bạch Lan Tiên, dù Bạch Tĩnh Vân đã từng nhìn thấy thực lực của Trần Đức cũng hoàn toàn ngây ra, vốn không thế nào tưởng tượng nổi, cô ta biết Trần Bát Hoang rất mạnh, hơn nữa mạnh đến đòi mạng, cô ta đã dự đoán và tính toán thực lực của anh rất cao, rất mạnh. Nhưng, cô ta phát hiện mình vẫn đánh giá thấp và xem thường Trần Đức. Sự hùng mạnh của anh đã vượt ra khỏi giới hạn mà cô ta tưởng tượng. Không, không, không thế nào. Xa xa, Tư Đồ Lâm còn chưa chết, nội tâm hẳn chấn động không ai có thể so sánh nổi, quả thật không dám tin vào kết quả này, sau yên tĩnh ngắn ngủi, hắn phát ra tiếng gào trầm thấp như dã thú. Sau đó xoay người chạy. Trốn. Vào giờ phút này. Trong lòng Tư Đồ Lâm chỉ có một suy nghĩ, chính là chạy, chạy thoát thản. So với bất kỳ ai trong đây, hắn là người hiểu rất rõ Trần Bát Hoang mạnh thế nào, cũng biết tại sao mình lại bị thương. Trần Bát Hoang thật sự không ra tay. Bản thân hắn tự bị thương, gặp phải cắn trả chính sức mạnh của mình. Tại sao lại có chuyện này? Nguyên nhân chỉ có một. Hân vốn không thể phá được phòng ngự của Trần Bát Hoang. Hơn nữa, chỉ là phòng ngự của cơ thể. Bởi vì từ đầu đến cuối, Trần Bát Hoang cũng chưa từng vận chuyển nguyên khí, hoàn toàn không nhúc nhích chút nào, mặc cho một kích của hắn rơi xuống, sau đó hẳn liền bị cắn trả. Cũng có lẽ vừa bắt đầu Tư Đồ Lâm đã ngây ra, nhưng trong thời gian rất ngắn, hắn liền lấy lại tinh thần, hiểu được chuyện gì xảy ra. Cho nén. Suy nghĩ đầu tẽn chính là trốn. Thoát được càng nhanh càng tốt. Trước đó còn buông lời ác độc, muốn chứng minh suy nghĩ của bản thân, bây giờ hẳn quên bằng sạch, đối mặt với sinh tử, ai cũng không thể nào ổn định, hắn chỉ muốn sống, tiếp tục sống. Chết thì không còn gì nữa. Vận chuyển nguyên khí toàn thân, Tư Đồ Lâm trực tiếp xé hư không vào trong đó, cũng không quan tâm sống chết của Bạch Lan Tiên, hắn chỉ muốn đi càng xa càng tốt. Chỉ là, làm sao Trần Đức có thể để hắn trốn? Đối mặt với chạy trốn của Tư Đồ Lâm, anh chí giơ một ngón tay, cách không đè về phía trước. Nguyên khí không gian kinh khủng nén đến một đầu ngón tay, trong nháy mắt trào về phía trước. Ngay sau đó, không gian kia trực tiếp sụp đổ. Giống như căn nhà bị sạt lở, trong nháy mắt đổ. Sụp. Một tràng máu tươi văng ra, Tư Đồ Lâm lăn ra từ trong hư không, bị thương nặng sắp chết. Trần Đức không ra tay, còn khiến hắn trọng thương. Huống chi giờ anh đích thân ra tay. Cấp bậc võ giả như Tư Đồ Lâm, ở trước mặt anh vốn không có bất kỳ con đường phản kháng nào, thậm chí nói Trần Đức muốn giết hắn, ngay cả cơ hội tự nổ cũng không có. Tư Đồ Lâm run lẩy bẩy nằm trên đất, lúc này nội tâm hắn cực kỳ sợ hãi. Hối hận cực độ. Nếu như cho hắn thêm một cơ hội, hắn nói cái gì cũng sẽ không tìm chỗ chết, liều mạng đấu một mình với Trần Bát Hoang. Đây chính là mày cho Tĩnh Vãn mở to đôi mắt, nhìn thấy rõ kết cục. Ánh mắt Trần Đức hờ hững, mắt nhìn xuống Tư Đồ Lâm, nói nhẹ tênh, thật xin lỗi, đế mày mất mặt rồi, tao vẫn luôn có dũng khí giống như trước. Trần Bát Hoang, mày. Sắc mặt Tư Đồ Lâm cực kỳ căm ghét, cũng không kính sợ Trần Đức vì sợ hãi, bây giờ hắn không còn khả năng sống tiếp, oán độc trong lòng còn dày đặc hơn gấp 10.000 lần so với trước đó. Ha, ha ha. Càng tức giận, thậm chí Tư Đồ Lâm còn bật cười, cười rất lạnh. Buồn cười lắm sao? Trần Đức hỏi. Đương nhiên, buồn cười đó, ha ha, mày giết chết tao thì chứng minh mày rất mạnh sao? Không, Trần Bát Hoang,
Đồ tạp chủng này, dù mày giết chết tao, mày cũng không sống nổi đâu, vậy mà muốn đánh tao, mày cảm thấy không buồn cười sao? Ha 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 ha. Sắc mặt Tư Đồ Lâm hung ác tàn nhẫn, hắn cắn răng nghiến lợi, phải, tao thừa nhận tao không bằng mày, nhưng tao không có được con tiện nhân Bạch Tĩnh Vân thì mày cũng không thể có được, dù mày có thể giết chết tao, giết chết Bạch Lan Tiên, vậy thì sao hả? Bây giờ Trình Lực đang tìm mày khắp nơi, muốn giết mày tiêu diệt mày, mày tưởng mày là đối thủ của hắn sao? Ở trước mặt hắn, mày không có tư cách ngông cuồng, nói cho mày biết, Trình Lực có một sở thích, đó là thích vợ người ta. Kha kha, chết mày rồi, Bạch Tĩnh Vân sẽ không chỉ là người phụ nữ của hắn, nếu có thì những cô vợ còn lại của mày cũng không thoát khỏi xâm lăng của hắn. Khi Tư Đồ Lâm nói chuyện, hắn thi thoảng phun máu, nói cực kỳ khó khăn, cơ thể run rẩy, nhưng từ đầu đến cuối vẫn đang cười. Bạch Tĩnh Vân nghe thấy lời của hắn thì đá vừa rơi xuống đã lại nâng lén, hiện ra vẻ lo âu, sợ hãi. Không có gì khác. Lời Từ Đồ Lâm nói là thật, Trình Lực thật sự rất mạnh. Đồng thời hắn thật sự một niềm yêu thích đặc biệt và kỳ quái, mỗi một võ giả chết trong tay hắn, phụ nữ và vợ của hắn cũng sẽ bị Trình Lực đùa bỡn, chà đạp. Dù Trần Đức thắng trận này, có lẽ anh vẫn không thoát khỏi kết cục bỏ mạng. Trần Bát Hoang, sao hả, ha ha, có cảm thấy tuyệt vọng sợ hãi không? Có phải kiêu ngạo vừa dâng lên, lập tức liền ngã xuống thung lũng? Thấy Trần Đức im lặng không nói và vẻ sợ hãi lo lắng của Bạch Tĩnh Vân, Tư Đồ Lâm bộc phát đắc ý và sảng khoái, trước khi chết, có thể khiến Trần Bát Hoang sợ hãi, hẳn cũng không hối tiếc, ha ha. Huống chi, hắn thật sự cảm thấy Trần Bát Hoang không sống được bao lâu nữa. Tuyệt vọng sao? Ánh mắt Trần Đức thản nhiên, đột nhiên anh cười càng sâu, nói thật tao không cảm thấy tuyệt vọng chút nào, Trình Lực dám đến, tao liền giết hắn, nhưng... Ngày hôm đó, có thể mày và bà già đáng chết kia không có cơ hội nhìn thấy được. Lời này vừa nói ra. Một bên, Bạch Lan Tiên đột nhiên run rẩy, nét mặt già nua trở nên trắng bệch, bà ta nhìn về phía Bạch Tĩnh Vân, Tĩnh Vân, con mau cứu cô được không? Cô là cô con, cô ruột con đó, xin con đấy. Bạch Lan Tiên rất rõ, bây giờ người có thể cứu mình chỉ có Bạch Tĩnh Vân. Nếu Bạch Tĩnh Vân mở miệng, bà ta còn có cơ hội sống sót. Tĩnh Vân, cô vốn không còn bao nhiêu thời gian để sống, van xin con bảo cậu Trần tha cho cô một mạng, cô sai rồi, cô không nên ngăn cản các con ở bên nhau, cô thật sự sai rồi. Bạch Lan Tiên nào còn dáng vẻ ngông cuồng và tràn đầy tự tin lúc trước. Giọng bà ta run rẩy, không ngừng cầu khấn, Tĩnh Vân, con nhẫn tâm thấy cô chết trước mắt con sao? Chẳng lẽ con còn muốn cô quỳ xuống? Cô! Bạch Tĩnh Vân khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, trong lòng do dự không quyết. Trước đó, Bạch Lan Tiên rung rung túng Tư Đồ Lâm, muốn giết cô ta, nếu như không phái Trần Bát Hoang kịp thời tính lại, e rằng bây giờ cô ta đã là một cỗ thi thế lạnh băng. Nhưng, dù thế nào, Bạch Lan Tiên vẫn là cô ruột yêu thương chăm sóc cô ta từ nhỏ. Bạch Tĩnh Vân bản tính hiền lành, khi Trần Bát Hoang và Đệ Ngũ Hiên không quen biết muốn giết Trình Võ, cô ta còn muốn lên tiếng cứu người, huống chi là cô ruột của mình. Anh Trần. Bạch Tĩnh Vân xoắn suýt, vội vàng nhìn về phía Trần Đức. Cô ta biết, thả Bạch Lan Tiên và Tư Đồ Lâm đối với Trần Bát Hoang là cực kỳ không công bằng, không vì điều gì khác, chỉ vì hai người muốn giết Trần Đức. Thế giới của võ giả có thù phải trả. Giữ lại tính mạng của kẻ địch, tương đương với giữ lại một mối tai họa ngầm khổng lồ, không ai dám đảm bảo tương lai kẻ địch sẽ giành được cơ duyên trở nên càng thêm mạnh mẽ lợi hại hay không. Tất cả đều không rõ ràng. Cho nên từ đầu đến cuối Bạch Tĩnh Vân không nói ra được câu muốn giữ lại mạng của Bạch Lan Tiên, chỉ có thể nhìn Trần Đức. Còn gọi tôi là anh ư. Trần Đức hơi nhếch khóe miệng, bóp một tiếng vỗ một cái lên mỏng của cỏ ta, gọi tôi một tiếng ông xã, tôi sẽ giữ lại cái mạng cho cô của cô. Trong phút chốc, sắc mặt Bạch Tĩnh Vân trở nên đỏ bừng, xấu hổ, vừa kích động, lại vừa mừng rỡ, rất có phong vị. Do dự 2-3 giây, cuối cùng cô ta e thẹn, ngượng ngùng. Đỏ mặt lén tiếng, ông xã, cô gọi cái gì, tôi không nghe rõ. Trần Đức trêu đùa ung dung nói. Đôi má Bạch Tĩnh Vân đỏ bừng, xấu hổ, tim đập thình thịch, lấy dũng khí, lớn giọng, ông xã. Phụt, xa xa, Tư Đồ Lâm đang bị thương nặng đột nhiên phun ra máu, tức đến run rẩy, trái tim thắt lại, Bạch Tĩnh Vân lại thả thính đưa tình với Trần Bát Hoang trước mặt hắn, hoàn toàn là sát muối vào vết thương của hắn.
Ngoan. Trần Đức cười ung dung, sau đó nhìn sang Bạch Lan Tiên, bà rất may mắn, có thể làm cô của Bạch Tĩnh Vân, hôm nay, tha cho bà một mạng, nhưng bà phải tự hủy tu vi. Cái gì? Bạch Lan Tiên vừa mới thở nhẹ nhõm, sắc mặt bỗng sợ hãi, đối với võ giả như bà ta, tự hủy tu vi toàn hoàn là chém mất nửa cái mạng. Một khi tự hủy, điều chờ đợi bà ta chắc chắn là sự báo thù truy giết của đám kẻ thù ngày xưa. Cậu Trần, một khi tu vi bị hủy, tôi chẳng khác gì như đã chết, cầu xin cậu rộng lượng tha thứ. Bạch Lan Tiên tỏ vẻ mặt khó coi, khuôn mặt hơi run rẩy. Không có chỗ cho bà mặc cả đâu. Trần Đức cất giọng lạnh lùng, không cho bà ta cơ hội thương lượng, nếu Bạch Lan Tiên không bị trừng phạt, sẽ lẻ nỗi uy hiếp tiềm ẩn với Bạch Tĩnh Vân. Tôi, ha ha ha. Bạch Lan Tiên đang định nói, đột nhiên trong vùng mai táng thần ma truyền đến một trận cười điên cuồng, âm thanh chấn động vùng trời, gần như tất cả mọi người cả một vùng mai táng đều nghe thấy, đám người Trần Đức cũng vậy. Cùng lúc đó, một luồng uy áp như sóng biến, lấy một hướng nào đó làm trung tâm tỏa ra xung quanh, một chùm hào quang màu máu đỏ rực bao trùm cả vùng mai táng, sau đó, một bóng hình nhảy lên không trung, đứng trên cao cúi nhìn tất cả. Trình Lực, là Trình Lực, hẳn ta lại mạnh hơn, đột phá rồi. Từ thánh nhân đỉnh phong, tăng lên thánh vương. Khí tức đáng sợ khiến một số cường giả thần vương không chịu được phải quỳ xuống, cúi đầu, run lẩy bẩy. Đây chính là thánh vương, cùng có một chữ vương, nhưng khoảng cách giữa hai đẳng cấp lại khác nhau một trời một vực, không thể so sánh, trước mặt thánh vương, thần vương chẳng là gì, thậm chí còn chẳng bằng con kiến. Chúc mừng cậu Trình. Chúc mừng cậu Trình. Chúc mừng cậu Trình. Phía dưới, nhà họ Long ở Tây Hải, gia tộc đệ ngũ, tộc trưởng mới của nhà họ Tạ khom lưng hành lễ, kể cả là Tố Trường Không là thánh nhân đỉnh phong, tộc trưởng nhà họ Tố, trước đây không thèm để ý đến Trình Lực, lúc này cũng chúc mừng, bên cạnh ông ta, Tổ Hàn Hương mặc váy dài như tiên nữ, tỏ vẻ mặt đầy sùng bái, ngưỡng mộ nhìn Trình Lực. Trên thực tế, không chỉ cô ta, những người được gọi là thiên tài, Hiễm Nguyệt Vân tiêu giới ngày xưa so với Trình Lực, hoàn toàn là trăng sáng và hạt cát, vốn không xứng để so sánh. Trình Lực đứng trên cao, mặt không cảm xúc, mái tóc dài cuồn cuộn như thác nước, khí thế, mạnh. Mẽ, khuôn mặt băng lạnh, kiêu ngạo như thường lệ, cao cao tại thượng, coi thường tất cả, hai tay khoanh trước ngực, đảo nhìn bốn phía, cất giọng hùng hồn không hề báo trước nói. Trần Bát Hoang, cho mày thời gian 10 hơi thở, cút đến trước mặt tao. Dập đầu nhận tội, dâng lên tính mạng của mày, nếu không, tất cả mọi người trong vùng mai táng thần ma sẽ mất mạng vì sự chậm trễ, trốn tránh của mày. Người mà Trình Lực muốn giết đầu tiên sau khi đột phá, không phải ai khác, mà chính là Trần Bát Hoang. Trần Bát Hoang không chỉ giết chết em trai của hắn ta, giết chết nô bộc Cấu Vương của hắn ta, hai người Lão Ưng, còn đánh tộc trưởng của ba gia tộc Tây Hải bị thương nặng, một tháng nay. Thậm chí hắn ta còn nghe thấy có người trong vùng mai táng thần ma nói Trình Lực hắn ta không bằng Trần Bát Hoang, người của mình bị thương nặng, chỉ có thể dám nhẫn nhịn. Trần Bát Hoang huênh hoang nổi trội, hoàn toàn che lấp hắn ta. Trình Lực vẫn luôn giấu trong lòng, trước đây không ra tay, hoàn toàn là vì hắn ta đang trong thời khắc quan trọng từ thánh nhãn 18 giai đột. Phá đến 19 giai, sau đó, lại đến vùng mai táng thần ma tìm kiếm cơ duyên, với hắn ta. Những chuyện này quan trọng hơn việc giết người. Lúc này, hắn ta đã đột phá, đạt đến Thánh Vương. Cần thanh toán, đương nhiên phải thanh toán. Nếu không, mặt mũi của hắn phải để ở đâu? Vãi, Trần Bát Hoang, mày ở đâu, mau ra đi. Trần Bát Hoang đáng chết, cậu Trình gọi mày, còn không mau chóng ra đi. Trần Bát Hoang, tên ngốc nhà mày, tự mình chọc giận cậu Trần, thì tự chịu trách nhiệm. Chẳng lẽ mày muốn tất cả bọn tao chôn sống theo mày hả? Trần Bát Hoang, tên chó nhà mày, mau chút ra đây. Trình Lực vừa dứt lời, trong vùng mai táng thần ma, tất cả võ giả nối giận, từng lời lên án vang trời lấp đất, họ đều mắng Trần Đức bằng những lời tục tĩu khó nghe. Cậu Trình! Đúng lúc này, một bóng hình từ xa hạ xuống. Phía trước Trình Lực, là đệ ngũ hiên. Trong cơ thể ông ta có sự sôi sục, cuồn cuộn của thánh nhân. Vô cùng sợ hãi, trước đó theo chỉ thị của Trần Đức, ông ta đến trước mộ phần đó, thực sự có được truyền thừa phù hợp với ông ta, một phát đột phá lên bán thánh đỉnh phong, đạt đến cảnh giới thánh nhân. Nhưng vẫn còn kém xa so với Trình Lực. Ông ta bước từng bước đến trước Trình Lực,
kính sợ, sợ hãi nói. Cậu Trình, tỏi là đệ ngũ hiên, là cậu của Trần Bát Hoang, trước đó cậu ta đắc tội với cậu, tôi xin gánh chịu tất cả, cầu xin cậu tha cho cậu ta, chỉ cần cậu muốn, tỏi có thể làm trâu làm ngựa cho cậu, thậm chí, cậu muốn tôi chết, tôi cũng sẽ không có nửa lời oán thán. Làm trâu ngựa của tôi, ông mà cũng xứng hả? Trình Lực lướt nhìn đệ ngũ hiên một cái, vừa dứt lời, nâng chân đạp về phía đệ ngũ hiên. Ầm. Trong phút chốc, cả người đệ ngũ hiên, và cả đất lún xuống hơn 100 mét, trong hố sâu, đệ ngũ hiên bị thương nặng, toàn thân là máu, chỉ còn lại một hơi thở. Cảnh này khiến tất cả võ giả đều sợ chố mắt, sợ đến thộn người. Đó là đệ ngũ hiên của gia tộc đệ ngũ, một thánh nhân thực sự, vừa đột phá đang trong thời kỳ cường thịnh. Trình Lực chỉ cần dùng một đạp đã đánh bại ông ta. Lần đầu tiên, bọn họ thực sự biết được thế nào là khủng bố, thế nào gọi là cực mạnh, thế nào gọi là thực lực. Trước mặt hẳn ta, Tố Hàn Hương, Long Đằng, tứ đại gia tộc Tây Hải gì đó, toàn hoàn không đáng nhắc đến, tất cả đều lu mờ. Không cần nghi ngờ, chỉ cần Trình Lực muốn, hắn ta thực sự có thể giết chết tất cả mọi người trong vùng mai táng thần ma, hơn nữa còn không tốn sức thổi gió. Ực ực. Từng âm thanh các thánh nhãn nuốt nước miếng, hít khí lạnh vang lên, trong vùng mai táng thần ma rơi vào sự chấn hãi quỷ dị. Trong tĩnh mịch, từng ánh mắt dường như muốn cúi đầu kính bái, phủ phục dưới chân Trình Lực. Kể cả các nhân vật hoàng tộc quyền quý vương triều, cũng không dám hoành hoang như trước, như con chuột gặp phải mèo, không dám thở mạnh, kinh hồn bạt vía. Tận mắt chứng kiến mọi việc xảy ra ở phía xa, Tư Đồ Lâm càng đắc ý, cuồng ngạo, vô cùng sảng khoái, oán độc nhìn chằm chằm Trần Đức. Ha ha ha, đồ tạp chủng, chẳng phải mày rất lợi hại, rất ghê gớm sao? Thế nào, bây giờ không dám nói, không? Dám lên tiếng ư, tao từng nói, mày giết tao cũng vô dụng, trước mặt cậu Trình, mày còn chẳng bằng con kiến, ha ha ha. Trần Bát Hoang. Bạch Lan Tiên trước đó còn cầu xin, sợ muốn chết, lúc này thái độ quay ngoắt 360 độ, hung dữ, âm độc nói, cậu còn ngây ra đó làm gì? Còn không cút qua đỏ nhận tội với cậu Trình đi. Bạch Lan Tiên nói lớn tiếng, chấn động trời đất, trong lúc nói, một luồng nguyên khí vút lên trời mây, truyền tín hiệu về hướng của Trình Lực. Trình Lực lập tức chú ý đến. Cảm nhận của hắn ta vốn nhạy cảm, huống hồ Bạch Lan Tiên còn phát tín hiệu. Lập tức, hắn ta cất bước chân đi về hướng Trần Đức, tốc độ cực nhanh, như lưu quang màu đỏ. Cô à, tại sao cô phải làm vậy? Nét mặt Bạch Tĩnh Vân bỗng thay đổi, dù thế nào cô ta cũng không ngờ vào thời khắc quan trọng như này, Bạch Lan Tiễn lại không hề do dự bán đứng Trần Đức. Đáng ghê tởm. Bạch Tĩnh Vân rất tự trách bản thân, cô ta không nên nghe lời của Bạch Lan Tiên đi cầu xỉn cho bà ta, nếu không phải cô ta cầu xin, chắc chắn Bạch Lan Tiên không có cơ hội phát tín hiệu. Ha ha, Bạch Tĩnh Vân, có trách thì trách mày còn quá trẻ, quá non nớt. Bạch Lan Tiên cười lạnh lùng âm hiếm. Không hề để tâm đến cảm xúc của Bạch Tĩnh Vân, ban đầu cũng là tao bị mù, lại coi trọng mày như vậy, đồ ngu như mày, vốn không thể sống quá lâu, giữa Trần Bát Hoang và cậu Trình, lựa chọn ai, rất khó sao. Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, không phải sao. Bạch Lan Tiên, bà thật đáng ghẻ tởm, bắt đầu từ hôm nay, tôi đoạn tuyệt mọi quan hệ với bà. Bạch Tĩnh Vân nối giận, thực sự cực kỳ tức giận, không ngờ cô của mình lại là loại người vỏ liêm sỉ không biết xấu hổ. Khi cầu xin Trần Bát Hoang thì ra vẻ đáng thương. Bây giờ lại coi thường người ta. Đúng là cực kỳ không biết xấu hổ. Khà khà, Bạch Tĩnh Vân, không cần mày nói. Tao cũng muốn đoạn tuyệt quan hệ với mày, Bạch Lan Tiên tao quen biết mày, đúng là rất nhục nhã. Trong lời nói của Bạch Lan Tiên không có chút tình thân, tình cảm. Ngược lại là Bạch Tĩnh Vân, lúc này nước mắt đầm đìa, khoang mắt đỏ bừng, lo lắng, sợ hãi nhìn sang Trần Đức. Ông xã, chúng ta phải làm thế nào? Có tôi ở đây, không cần lo lắng. Trần Đức rất bình tĩnh, không có chút sợ hãi. Chết đến nơi rồi còn nói khoác không biết ngược, đúng là chưa từng gặp kẻ ngu dốt, ấu trĩ như vậy. Tư Đồ Lâm cười lạnh lùng tàn nhẫn, Trần Đức sắp gặp khó khăn, hắn vô cùng hưng phấn, kích động, Trần Bát Hoang, ta rất mong chờ dáng vẻ lúc chết của ngươi đấy. Tư Đồ Lâm vừa dứt lời. Đột nhiên một hồi ầm ầm rung vang lén, Trình Lực đã đến. Hắn ta từ trên trời giáng xuống, hạ xuống trước người Bạch Lan Tiên. Trong tay hắn ta còn sách đệ ngũ hén như sách một con gà con, đơn giản, tùy tiện.
Đến cùng với hắn ta, còn có đệ ngũ vệ đông, Long Hải Thăng, Tố Trường Không và tộc trưởng mới nhà họ Tạ, Tạ Bình. Tứ đại tộc trưởng Tây Hải đều đến đông đủ. Phía sau họ, là gần vạn người trong tộc Hùng Dũng Oai Nghiêm, bao gồm những người chỉ có thể gặp được trong lời đồn ngày xưa như Tố Hàn Hương, Long Đằng. Ngoài ra, còn có các thế lực nhất phẩm Vân Tiêu Giới, con cháu đệ tử Hoang Cung quý tộc. Lập tức, Trần Đức trở thành tiêu điểm của tiêu điếm, tất cả mọi người đều nhìn anh, đánh giá anh, muốn biết rốt cuộc anh mạnh đến mức nào, có thể đánh bại ba gia tộc lớn Tây Hải, thậm chí giết chết Tạ Yến, tộc trưởng nhà họ Tạ. Nhưng không nhìn thấy thì không sao, vừa nhìn thì 99% số người gần như đều trố mắt, thất vọng. Không vì điều gì khác, Trần Bát Hoang là phế vật. Hoàn toàn không cảm nhận được bất kỳ linh khí hay nguyên khí dao động nào từ trên người anh. Kể cả là phế vật, ở Vân Tiêu Giới cũng còn có thể hấp thụ chút linh khí, nhưng Trần Bát Hoang lại không có chút nào. Vãi, rác rưởi như vậy hả? Cậu Trình, tôi là Đệ Ngũ Hiên, là cậu của Trần Bát Hoang, trước đó cậu ta đắc tội với cậu, tỏi xin gánh chịu tất cả, cậu xin cậu tha cho cậu ta, chỉ cần cậu muốn, tôi có thể làm trâu làm ngựa cho cậu, thậm chí, cậu muốn tôi chết, tôi cũng sẽ không có nửa lời oán thán. Làm trâu ngựa của tôi, ông mà cũng xứng hả? Trình Lực lướt nhìn Đệ Ngũ Hiên một cái, vừa dứt lời, nâng chân đạp về phía Đệ Ngũ Hiên. Trong phút chốc, cả người Đệ Ngũ Hiên, và cả đất lún xuống hơn 100 mét, trong hố sâu, Đệ Ngũ Hiên bị thương nặng, toàn thản là máu, chỉ còn lại một hơi thở. Cảnh này khiến tất cả võ giả đều sợ trố mắt, sợ đến thộn người. Đó là Đệ Ngũ Hiên của gia tộc Đệ Ngũ, một thánh nhân thực sự, vừa đột phá đang trong thời kỳ cường thịnh. Trình Lực chỉ cần dùng một đạp đã đánh bại ông ta. Lần đầu tiên, bọn họ thực sự biết được thế nào là khủng bố, thế nào gọi là cực mạnh, thế nào gọi là thực lực. Trước mặt hắn ta, Tổ Hàn Hương, Long Đằng, tứ đại gia tộc Tây Hải gì đó, toàn hoàn không đáng nhắc đến, tất cả đều lu mờ. Không cần nghi ngờ, chỉ cần Trình Lực muốn, hắn ta thực sự có thể giết chết tất cả mọi người trong vùng mai táng thần ma, hơn nữa còn không tốn sức thổi gió. Ực ực, từng âm thanh các thánh nhân nuốt nước miếng, hít khí lạnh vang lên, trong vùng mai táng thần ma rơi vào sự chấn hãi quỷ dị. Trong tĩnh mịch, từng ánh mặt dường như muốn cúi đầu kính bái, phủ phục dưới chân Trình Lực. Kể cả các nhân vật hoàng tộc quyền quý vương triều, cũng không dám hoành hoang như trước, như con chuột gặp phải mèo, không dám thở mạnh, kinh hồn bạt vía. Tận mắt chứng kiến mọi việc xảy ra ở phía xa, Tư Đồ Lâm càng đặc ý, cuồng ngạo. Vô cùng sảng khoái, oán độc nhìn chằm chằm Trần Đức, ha ha ha, đồ tạp chủng, chẳng phải mày rất lợi hại, rất ghẻ gớm sao? Thế nào, bây giờ không dám nói, không? Dám lẽn tiếng ư, tao từng nói, mày giết tao cũng vô dụng, trước mặt cậu Trình, mày còn chẳng bằng con kiến, ha ha ha. Trần Bát Hoang, Bạch Lan Tiên trước đó còn cầu xin, sợ muốn chết, lúc này thái độ quay ngoắt 360 độ, hung dữ, ảm độc nói. Cậu còn ngây ra đó làm gì, còn không cút qua đó nhận tội với cậu Trình đi. Bạch Lan Tiên nói lớn tiếng, chấn động trời đất, trong lúc nói, một luồng nguyên khí vút lên trời mây, truyền tín hiệu về hướng của Trình Lực. Trình Lực lập tức chú ý đến. Cảm nhận của hắn ta vốn nhạy cảm, huống hồ Bạch Lan Tiễn còn phát tín hiệu. Lập tức, hắn ta cất bước chân đi về hướng Trần Đức, tốc độ cực nhanh, như lưu quang màu đỏ. Cô à, tại sao cô phải làm vậy? Nét mặt Bạch Tĩnh Vân bỗng thay đổi, dù thế nào cô ta cũng không ngờ vào thời khắc quan trọng như này, Bạch Lan Tiên lại không hề do dự bán đứng Trần Đức. Đáng ghê tởm. Bạch Tĩnh Vân rất tự trách bản thân, cô ta không nên nghe lời của Bạch Lan Tiên đi cầu xin cho bà ta, nếu không phải cô ta cầu xin, chắc chắn Bạch Lan Tiên không có cơ hội phát tín hiệu. Ha ha, Bạch Tĩnh Vân, có trách thì trách mày còn quá trẻ, quá non nớt. Bạch Lan Tiên cười lạnh lùng âm hiểm. Không hề để tâm đến cảm xúc của Bạch Tĩnh Vân, ban đầu cũng là tao bị mù, lại coi trọng mày như vậy, đồ ngu như mày, vốn không thể sống quá lâu, giữa Trần Bát Hoang và cậu Trình, lựa chọn ai, rất khó sao. Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, không phải sao. Bạch Lan Tiên, bà thật đáng ghê tởm, bắt đầu từ hôm nay, tôi đoạn tuyệt mọi quan hệ với bà. Bạch Tĩnh Vân nổi giận, thực sự cực kỳ tức giận, không ngờ cô cố mình lại là loại người vô liêm sỉ không biết xấu hổ. Khi cầu xin Trần Bát Hoang thì ra vẻ đáng thương. Bây giờ lại coi thường người ta. Đúng là cực kỳ không biết xấu hổ. Khà khà,
Bạch Tĩnh Vân, không cần mày nói. Tao cũng muốn đoạn tuyệt quan hệ với mày, Bạch Lan Tiên tao quen biết mày, đúng là rất nhục nhất. Trong lời nói của Bạch Lan Tiên không có chút tình thân, tình cảm. Ngược lại là Bạch Tĩnh Vân, lúc này nước mắt đầm đìa, khoang mắt đỏ bừng, lo lắng, sợ hãi nhìn sang Trần Đức, ỏng xã, chúng ta phải làm thế nào? Có tôi ở đây, không cần lo lắng. Trần Đức rất bình tĩnh, không có chút sợ hãi. Chết đến nơi rồi còn nói khoác không biết ngược, đúng là chưa từng gặp kẻ ngu dốt, ấu trĩ như vậy. Tư Đồ Lâm cười lạnh lùng tàn nhẫn, Trần Đức sắp gặp khó khăn, hắn vô cùng hưng phấn, kích động, Trần Bát Hoang, ta rất mong chờ dáng vẻ lúc chết của ngươi đấy. Ầm. Tư Đồ Lâm vừa dứt lời, đột nhiên một hồi ầm ầm rung vang lẻn, Trình Lực đã đến. Hắn ta từ trên trời giáng xuống, hạ xuống trước. Người Bạch Lan Tẻn. Trong tay hắn ta còn xách Đệ Ngũ Hiên như xách một con gà con, đơn giản, tùy tiện. Đến cùng với hắn ta, còn có Đệ Ngũ Vệ Đông, Long Hải Thăng, Tố Trường Không và tộc trưởng mới nhà họ Tạ, Tạ Bình. Tứ đại tộc trưởng Tây Hải đều đến đông đủ. Phía sau họ, là gần vạn người trong tộc Hùng Dũng Oai Nghiêm, bao gồm những người chỉ có thể gặp được trong lời đồn ngày xưa như Tổ Hàn Hương, Long Đằng. Ngoài ra, còn có các thế lực nhất phẩm Vân Tiêu Giới, con cháu đệ tử Hoang Cung quý tộc. Lập tức, Trần Đức trở thành tiêu điểm của tiêu điểm, tất cả mọi người đều nhìn anh, đánh giá anh, muốn biết rốt cuộc anh mạnh đến mức nào, có thể đánh bại ba gia tộc lớn Tây Hải, thậm chí giết chết Tạ Yến, tộc trưởng nhà họ Tạ. Nhưng không nhìn thấy thì không sao, vừa nhìn thì 99% số người gần như đều trố mắt, thất vọng. Không vì điều gì khác, Trần Bát Hoang là phế. Vật. Hoàn toàn không cảm nhận được bất kỳ linh khí hay nguyên khí dao động nào từ trên người anh. Kể cả là phế vật, ở Vân Tiêu Giới cũng còn có thể hấp thụ chút linh khí, nhưng Trần Bát Hoang lại không có chút nào. Vãi, rác rưởi như vậy hả? Bất luận là hoàng tộc, hay là thế lực nhất phẩm, nhìn thấy họ cũng phải nhường một phần, tôn làm khách quý, bảo vật trong bàn tay. Ngoại trừ bọn họ, võ giả trong vùng mai táng thần ma gần như đều đến đây. Trong đó không thiếu cường giả thế giới đại thiên, thêm tu sĩ của Vân Tiêu Giới, phóng mắt nhìn, là cả một biến người. Bát Hoang, anh mau đi đi, ở đây giao cho tôi. Cơ Tuyết cất giọng nghiêm trọng, trong cơ thể cô ta bùng phát ra nguyên khí đáng sợ, thánh nhân 16 giai, khí tức tỏa ra tràn ngập khiến người ta sợ hãi, hắn không dám động vào tôi. Thôi, Trần Đức lắc đầu, cười, nhiều người đang nhìn đấy, nếu tôi trốn sau lưng cô, truyền ra ngoài. Người khác không phải nói tôi là kẻ vô dụng ư. À, Cơ Tuyết kinh hãi, khuôn mặt hai người hiện lên vẻ lo lắng, nhưng... Anh, không phải là đối thủ của hắn ta. Trần Đức không nói nhiều, nhảy ra một bước, đi đến trước mặt Cơ Tuyết, cả người lộ ra trước tầm nhìn của tất cả mọi người. Lập tức ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn vào anh. Sát khí bức người, không gian cũng biến dạng méo mó. Nếu đổi lại là người bình thường, e rằng sớm đã không thể chịu đựng nổi sự khủng bố, khí tức đáng sợ này. Các người đông như vậy, đến bao vây một mình tỏi, Trần Bát Hoang tôi, đúng là có phúc ba đời, ha ha. Trong tầm nhìn của mọi người, ánh mắt Trần Đức lóe lên, lướt nhìn Trình Lực, lướt nhìn mấy tộc trưởng gia tộc lớn, hơn chục ngàn võ giả, thú vị và thoải mái nói, mạng của tôi ở ngay tại đây, mấy người các người, có một người thì tính một người, ai muốn lấy mạng của tôi cứ việc tiến lên thử xem. Hay là các người chỉ biết khoác lác? Vừa dứt lời, Trần Đức lật bàn tay, trong lòng bàn tay, kiếm long ngảm xuất hiện, hào quang vần quanh cuồn cuộn. Một mình đối diện với hơn chục ngàn võ giả, không hề sợ hãi. Bá đạo. Rất bá đạo, khí thế hiên ngang. Khí thế này lập tức khiến rất nhiều người quay sang nhìn nhau, bất luận cuộc chiến này thế nào, ít nhất dũng khí của Trần Bát Hoang đáng được khảm phục. Đáng được trấn hãi. Tiểu tạp chủng. Ha ha, không biết trời cao đất dày. Vãi, việc gì cần đến cậu Trình ra tay, chúng ta liên thủ giết hắn. Đúng, chúng ta nguyện thay cậu Trình giết hân. Trong phút chốc, trong đám người, mấy chục cường giả bước ra một bước, mặt đất chấn rung, ầm ầm. Hai trưởng lão, tám vị bán thánh gia tộc Đệ Ngũ. Bốn vị bán thánh nhà họ Tạ. Một vị thánh nhân, sáu vị bán thánh gia tộc họ Long. Ba vị thánh nhãn. 20 vị bán thánh nhà họ Tổ. Ngoài ra, còn có 6 vị tông chủ, trưởng môn của thế lực nhất phẩm cũng là cấp thánh nhân, hơn nữa còn có bán thánh thế lực khác, cô của Bạch Tĩnh Vân, Bạch Lan Tiên cũng có trong đó.
Tổng cộng 12 vị thánh nhân, 35 vị bán thánh. Khí tức cuồng bạo như sóng thần cấp 10, bọn họ đứng cùng nhau, không gian cũng không thể chịu nổi, cuồn cuộn hỗn loạn, gào thét không dứt. Ha ha, ha ha ha. Tư Đồ Lâm cười lớn, cười ra cả nước mắt, vô cùng sảng khoái, lau vết máu trên mặt, tanh máu, gào thét, ngông cuồng đi, ha ha, mày ngông cuồng tiếp đi, đồ tạp chủng đáng chết, tao xem hôm nay mày có lý do gì để sống tiếp, ha ha. Đồ tạp chủng, chẳng phải mày muốn phế tao à? Lại đây, phế tao thử xem. Giữa đám đông, Bạch Lan Tiên cười âm hiểm, cực kỳ cuồng vọng. Cùng lúc đó, mấy chục võ giả đứng ra đã cất bước chân, bước từng bước, bắt đầu ép gần Trần. Đức, sát ý càng lúc càng mãnh liệt, sắc bén, khí tức điên cuồng sôi sục trực tiếp phong tỏa chặt cả không gian, bao trùm Trần Đức, Trình Lực lại thản nhiên ung dung chứng kiến tất cả. Hắn ta có thế không cần ra tay, tại sao lại không vui chứ? Ha! Trần Đức cười lạnh lùng thản nhiên, hai người đúng là không biết xấu hổ, thực sự cho rằng tìm được một chỗ dựa rất lợi hại, rất mạnh hả? Nếu các người đã tự tin như vậy, tôi sẽ giết chỗ dựa của các người. Giết, ha ha. Tư Đồ Lâm cười lớn, cười đến mức phun ra máu, cho dù bị thương nặng, cũng không nhịn được cười lớn, suýt nữa không thở nổi, cười đến chết ngất, chỉ vào Trần Đức, vai run run, mẹ kiếp, Trần Bát Hoang, mày muốn tao cười chết hả? Xin mày biết xấu hổ chút đi, được không? Ha ha, tên nhóc này mặc chứng hoang tưởng, thần kinh rồi phải không? Mấy chục vị thánh nhân, bán thánh bao vây Trần Đức cũng bật cười, vẻ mặt đầy khinh thường, chế nhạo, thương hại nhìn chằm chằm Trần Đức. Nghi ngờ nghiêm trọng có phải đầu óc anh có vấn đề, là tên ngốc thực sự không, nếu không phải, sao lại nói ra những lời cực kỳ ngu dốt ảo tưởng rút não như vậy? Với bộ dạng này của mày còn muốn giết chúng tao, giết cái đầu mày. Gia tộc đệ ngũ tao có kẻ đầu óc có vấn đề như này, đúng là mất hết mặt mũi. Nào nào nào, Trần Bát Hoang, xin mày giết tao đi. Đối diện với sự chế nhạo của bọn họ, Trần Đức không thể hiện gì, đang định ra tay, đột nhiên, trong đầu vang lên giọng của Lĩnh Lung, đừng ra tay, để họ giết anh. Trần Đức thấy kỳ lạ, tại sao? Còn nhớ trước khi anh đột phá, tôi đã nói sau khi anh đột phá sẽ còn có cơ duyên không? Lĩnh Lung nói, cơ duyên này là đỉnh Long Văn, thời cơ đã đến, hôm nay, anh có thể kết hợp ăn ý hoàn toàn với đỉnh Long Văn, nhưng muốn kết hợp với nó, buộc phải chết một lần trước, có nghĩa là chết giả một lần, chỉ giữ lại thần thức tiến vào trong đó, bên trong có nguyên khí hỗn độn đợi anh luyện hóa. Nguyên khí hỗn độn, đó là thứ gì? Kiểu giống như linh tinh, nhưng lợi hại hơn linh tinh gấp vạn lần, hấp thụ nó, thực lực của anh có thể tăng lên. Lĩnh Lung giải thích nói, tóm lại nó là thứ rất tốt, năm đó vì nó, bản cô nương suýt nữa mất mạng đấy, chỉ đáng tiếc, đám người đó làm tôi bị thương quá nặng, không dám tiến sâu vào trong đỉnh Long Văn, nếu không sẽ bị đỉnh Long Văn nuốt chửng. Được, Trần Đức hơi nghi ngờ, nhưng nếu tôi bị thương nặng cũng sẽ bị nó nuốt chửng phải không? Anh Trần, anh khác với người khác, anh có bị thương nặng đến mấy, có thần lực bất tử điều, cũng có thể nhanh chóng hồi phục. Chỉ cần hồi phục đến một mức độ nào đó, tiến vào bên trong sẽ không sao. Lĩnh Lung giải thích nói. Được, có thể thử xem. Trần Đức hơi suy nghĩ nói, nhưng không phải bây giờ, đám người rác rưởi này, cho dù tôi đứng yên bất động, bọn họ cũng không động được đến một sợi lông của tôi, huống hồ còn cần phải giết tôi đến gần chết. Cũng phải. Lĩnh Lung bất lực, Trần Bát Hoang quá mạnh, muốn giết anh, đừng nói mấy chục người. Cho dù là một đám một hai chục ngàn người ra tay cùng lúc, cũng chẳng khác gì kẻ si nói mơ. Giết! Cùng lúc đó, mấy chục võ giả đã ra tay. Không biết là ai hét lớn một tiếng, sau đó, các loại võ kỹ cực mạnh, pháp khí thánh nhân, chấn động trời đất giáng về phía Trần Đức. Thánh nhân ra tay, kéo theo đại đạo, bầu trời hiện pháp tắc, hào quang tỏa ra. Âm! Đám cường giả bọn họ liên thủ, đúng là quá mạnh. Kể cả là trong vùng mai táng thần ma cũng vẫn dậy lẻn làn sóng cuồng bạo, không gian sập đổ, vỡ nứt từng đoạn. Tất cả võ giả ngơ ngấn nhìn cảnh này. Vân tiêu giới đã có lúc nào xảy ra chuyện như này? Mấy chục cường giả cấp thánh nhân cùng ra tay với một võ giả không nhìn ra thực lực cảnh giới, thậm chí chỉ hơn 20 tuổi. Trước nay chưa từng có. Kể cả chết đi, Trần Bát Hoang cũng đủ tự hào, lưu truyền trăm năm. Trần Bát Hoang. Chẳng phải mày muốn giết bọn tao hả? Đến đi.
Ha ha, đứng ngây ra đó. Mau lên, chúng tao rất vội. Trong lúc ra tay, tất cả bóng hình quát lớn, trong đó, Bạch Lan Tiên cực kỳ ngạo mạn, tàn nhẫn, khát máu. Trần Đức lướt nhìn từng khuôn mặt ngạo mạn, anh vẫn cực kỳ bình tĩnh, một người một kiếm, đứng một mình tại chỗ. Anh cần dùng kiếm không? Không, những người này không xứng. Vô vị. Trần Đức lắc đầu, sau đó trong lòng bàn tay tay trái, một ngọn lửa như cá trạch vụt ra. Trong phút chốc, nhiệt độ trong vùng mai táng thần ma tăng lên, tăng lên, tăng lên nữa. Lập tức đạt đến mấy chục ngàn độ, nóng đến mức không gì sánh được, kể cả là cường giả thần vương cũng không chịu nổi nhiệt độ này, cảm nhận được một luồng khí cháy bỏng hừng hực cực độ. Y ngắn. Cùng lúc nhiệt độ tăng lên, mấy chục thánh nhân vốn đang hống hách, cuồng bạo, bá đạo, một giải trước còn đang chế nhạo, cười ỉ lớn, chảm trích. Thì giây sau đó đột nhiên đông cứng, một ngọn lửa mọc ra từ trên người thánh nhân, sau đó ngọn lửa sôi sục, thiêu cháy. Không đến nửa giây, người đó đã hóa thành cho bụi, tiếp đó là người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư. Tốc độ nhanh đến chóng mặt, không thể tin nổi, giống như xăng dầu bùng cháy, lan rộng trong phút chốc. Lần lượt tất cả thánh nhân, rồi đến bán thánh hóa thành than cháy, vũng máu, cho bụi, gần như khoảnh khắc ngọn lửa bùng lên, tất cả bọn họ biến mất tại chỗ, thời gian ba hơi thở, chỉ trong thời gian ba hơi thở ngắn ngủi, mấy chục cường giả cấp thánh chết ngay tại chỗ, chỉ còn lại xương cho, rất nhanh, không gian hỗn loạn, ngay cả xương cho cũng chìm vào hư không, biến mất, không còn tồn tại. Không, phải nói là còn lại một người, Bạch Lan Tiên. Mấy chục thánh nhân. Chỉ còn lại một mình bà ta. Bà ta hống hách ác nhất, độc nhất, hơn nữa, còn xông đến phía trước nhất. Khi ngọn lửa tắt dần, bà ta vừa hay xông đến trước mặt Trần Đức, lúc này, khuôn mặt già nhăn của bà ta đỏ bừng, cả cơ thể như bị đóng bê tông, không thể nhúc nhích, kinh hoàng, chấn hãi nhìn Trần Đức gần ngay gang tấc, cũng không dám nói gì, không dám làm gì, muốn phóng chiêu giết người, đổ máu, lúc này lại bị phạt đứng yên tại chỗ. Yên tĩnh. Bốn phương tám hướng rơi vào trong yên tĩnh quỷ dị. Ở chỗ không xa, Từ Đồ Lâm ban đầu còn cười điên cuồng hưng phấn, khuôn mặt đầy máu tươi liền tái nhợt, nụ cười dừng lại ở đó, há hốc miệng, đôi mắt nhỏ máu, các tia máu lan khắp, đôi mắt run sợ. Hắn dường như quẻn cả hít thở, tư duy hoàn toàn chìm vào trong hỗn độn, đây tuyệt đối là cảnh tượng đáng sợ nhất mà cả đời hắn từng chứng kiến, trái tim hắn dường như muốn nổ tung, cả người căng chặt. Sao lại thế này? Sao có thế thế này? Đó là mấy chục võ giả đấy, trong đó, người cấp thấp nhất cũng là bán thánh, sao? Sao đột nhiên, chết hết rồi, bị lửa thiêu cháy thành cho bụi, ngay cả xương cho cũng không còn. Trong không khí còn tồn lại nhiệt độ đáng sợ, cho thấy tất cả vừa xảy ra không phải là nằm mơ, không phải ảo giác. Trần Đức cầm kiếm long ngâm, một người một kiếm, vẫn đứng tại chỗ. Đừng nói hai người Tư Đồ Lảm, Bạch Lan Tiên. Trong hiện trường, một hai chục ngàn võ giả của bốn gia tộc, bao gồm hai vị kiêu tử Tây Hải như Long Đằng, Tổ Hàn Hương cũng chấn hãi không tả nổi, tư duy hoàn toàn chìm vào hồn độn, thánh nhân, trong nhận thức của họ đã là cảnh giới mạnh nhất, đỉnh cấp nhất. Nhưng 20 thánh nhân, 30 năm vị bán thánh cứ chết như vậy. Chết trong tích tắc, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin chứ? Việc này hoàn toàn vượt qua giới hạn tư duy, giới hạn nhận thức của bọn họ. Ngay cả nằm mơ, ảo tưởng, cũng tuyệt đối không thế nào tưởng tượng cảnh tượng như này. Kể cả Cơ Tuyết cũng bị Trần Đức dọa sợ run rẩy, khuôn mặt kinh hãi kỳ dị. Là tiểu công chúa Tây Hải, cường giả siêu cấp. Thánh nhân 16 giai, cỏ ta vô cùng hiểu và biết những chuyện trước đây của Trần Đức. Nhưng cô ta vẫn không ngờ. Vốn dĩ, cô ta tưởng rằng về đến thế giới đại thiên, sau khi thực lực hồi phục, cô ta sẽ vượt qua Trần Bát Hoang. Có thể bảo vệ Trần Bát Hoang, bây giờ xem ra suy nghĩ này thật hoang đường. Hoang đường đến nực cười. Năng lực giết người khủng bố này, thủ đoạn giết người nhanh chóng trong phạm vi lớn, đối lại là cỏ ta cũng tuyệt đối không làm được. Bạch Lan Tiên, trước đó, người nói không đợi được, cầu xin tỏi giết, là bà, đúng không? Khóe miệng Trần Đức nhếch lên một nụ cười, trông rất hiền hòa, nhưng lọt vào trong mắt Bạch Lan Tiên lại là nụ cười ma quỷ hơn cả ma quỷ. Tôi, cậu Trần, tôi, quỳ xuống. Bạch Lan Tiên còn chưa nói hết, Trần Đức đã ngắt lời bà ta, giọng không lớn, nhưng lại như sấm sét. Phụp, cơ thể Bạch Lan Tiên không chịu kiểm soát,
hai chân quỳ xuống đất. Cậu Trình, cứu, cứu tôi. Bạch Lan Tiên sắp khóc rồi, nước mắt ngắn dài, bà ta đang tuyệt vọng bỗng nhớ đến còn có Trình Lực ở đây. Cầu xỉn nói, cậu Trình, cứu tôi với, cầu xin cậu. Xa xa, khác với đám người chấn hãi, tuy Trình Lực kinh ngạc, nhưng cũng không thể hiện cảm xúc, vẻ mặt nhiều, không vì gì khác, chỉ vì hân ta cũng có thể giết được đám người đã chết trước đó. Hơn nữa, hắn ta tự cho rằng, muốn giết những người đó, hắn chỉ cần thời gian ngắn hơn, dễ dàng hơn, ung dung hơn Trần Đức. Trần Bát Hoang, mày khiến tao rất bất ngờ, nhưng... trong mắt tao, cuối cùng mày chỉ là con kiến. Trình Lực vẫn khinh thường anh, tự tin, cao cao tại thượng, coi Trần Đức như con kiến. Trình Lực rất kiêu ngạo, vẫn như trước, kể cả chiến lực mà Trần Lực thể hiện ra rất kinh ngời, kế là hắn ta lúc ban đầu cũng sợ giật mình. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, hắn ta vẫn vô cùng cuồng ngạo, con người trầm tĩnh, ép bức nhìn chằm chằm Trần Đức, chỉ với chút thực lực này mà đã tự cho rằng có thể chiến với tao, mày, có thể phải thất vọng đấy. Vừa dứt lời, cùng lúc đó, Trình Lực liền ra tay. Kiếm, vũ khí của hắn ta cũng là một thanh kiếm, một thanh trường kiếm lấp lánh tinh quang, dài 8 tấc, trên thân kiếm khắc họa đạo văn màu đỏ. Trường kiếm vung lên, giữa trời đất, hào quang màu đỏ rực cuồn cuồn, hắn ta chỉ ra một đường kiếm, nhưng giữa trời đất lại có vô số quang ảnh đang lay động, lấp lánh, đường kiếm thành tựa như hàng vạn, chục vạn đường kiếm. Điều đáng sợ hơn là sức mạnh của vô số kiếm quang đều chỉ hướng về một vị trí, không làm hại đến một gốc cây ngọn cỏ, không gian nào. Thậm chí Trình Lực nắm vững linh khí chuẩn xác đến trình độ như sách giáo khoa, hoàn toàn không lọt ra ngoài chút nào. Tất cả, cảnh giới Thánh Vương, có sức mạnh như hàng ngàn hàng tỷ rồng voi đều hội tụ tại một điểm, nếu đánh chúng, trong vùng mai táng thần ma, chắc chắn không ai có thể tiếp nhận, có thể ngăn được. Trong vô số kiếm quang, kiếm ảnh tràn đầy đại đạo, pháp tắc, sức mạnh đáng sợ này đã hoàn toàn vượt xa Vân Tiêu giới, một kiếm đủ khiến cả Vân Tiêu giới bị chém thành hai nửa. Cầu xin mày khiến tao thất vọng. Cũng đúng khoảnh khắc Trình Lực ra tay, Trần Đức cũng ra tay. Trong lúc điện quang lóe lên, cực cảnh, cửu trọng cực ảnh được thi triển toàn bộ. Long ngâm trong tay lặng lẽ lướt ra, đường kiếm này, trông thì rất bình thường, vô cùng bình thường. Đến mức một hai chục ngàn võ giả xung quanh nhìn thấy kiếm này cũng đều lắc đầu. Chiêu mạnh nhất của Trần Bát Hoang, có lẽ là ngọn lửa vừa nãy đấy. Rõ ràng cần dùng bảo bối, lại không sử dụng, mà dùng kiếm. Mà còn là đường kiếm bình thường, không có gì đặc biệt. Đường kiếm như vậy có tư cách đối chiến với Trình Lực. Nhưng, cũng đúng lúc mọi người phì cười, giữ thái độ hoài nghi, cảm thấy Trần Đức rất ngốc, thì Trình Lực lại ngưng trọng. Vẻ kiêu ngạo trên khuôn mặt biến mất không tăm tích, như chưa từng tồn tại. Đường kiếm ngu ngốc, đần độn, ngu dốt trong mắt mọi người, nhưng hắn ta lại cảm nhận được đường kiếm đó mạnh đến mức nào. Mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Còn khủng bố, cuồng bạo hơn cả uy năng ẩn chứa trong ngọn lửa trước đó. Nhưng các võ giả xung quanh không hiểu, không nhìn ra thôi, giống như một cao thủ đánh đàn gảy đàn cho trâu nghe, cho dù tiếng đàn cao siêu thế nào, tinh diệu thế nào. Người gảy đàn cố gắng thế nào, châu cũng không thể hiểu được. Đường kiếm của Trần Bát Hoang mạnh đến mức khiến hắn ta sợ hãi. Ngay sau đó, Trình Lực trở nên thận trọng hơn rất nhiều. Lúc này, hắn ta đâu thế không hiểu, chiến lực của Trần Bát Hoang vượt xa cảnh giới mà anh thể hiện ra, hân ta có cảm giác mãnh liệt, lần này, có thể. Rất có thể đá phải tấm sắt rồi. Cho nên cũng đúng khoảnh khắc đó, đường kiếm của Trình Lực đánh ra càng mạnh hơn. Hắn ta không dám giữ lại chút gì, sử dụng hết thực lực 300%. Đường kiếm này rất mạnh, nhưng tao cũng không yếu. Trên con đường tu đạo, đặc biệt là trên kiếm đạo, Trình Lực vô cùng có thiên phú, ít nhất, hắn ta tự tin đã vượt xa bất kỳ võ giả nào của Vân Tiêu. Giới, kể cả Trần Đức hơi cổ quái, sau khi hắn kinh ngạc chốc lát, thì vẫn có tự tin, bình tĩnh trở lại. Sau đó, U Minh La sát kiếm. Trình Lực quát một tiếng. Trong tích tắc, giữa trời đất, tiếng kiếm gào thét, rung chuyến, tựa như ma quỷ gào thét, một loại khí tức đáng sợ như đến từ địa ngục U Linh, trong phút chốc bao trùm vùng mai táng thần ma. Đây chính là truyền thừa mà Trình Lực có được. Một truyền thừa cực mạnh của cấp thánh tổ trong vùng mai táng thần ma. Chính kiếm này khiến hắn ta từ thánh nhân đỉnh phong đột phá đến thánh vương. Cũng là tuyệt chiêu mà hân ta quý trọng cất giấu kỹ. Kiếm này vừa được tung ra.
trời đất gào thét điên cuồng, sát khí vô tận lưu chảy, cả người hắn ta trở nên âm hiếm, giáo quyệt, giống như tử thân đang ra tay, trong phút chốc, xoắn quyện cả vùng không gian thành hư vô. Một hai chục ngàn võ giả xung quanh đều run rẩy, giống như đứng trong địa ngục cửu u. Sự lạnh lẽo dâng lên từ sâu trong linh hồn, da thịt bọn họ đều ngưng tụ một lớp xương lạnh, hệt như kinh hồn đang bị kiếm ý khủng bố chém rách, xuyên thủng, thiên đao vạn quả. Khiến rất nhiều người buộc lòng phải dựng hàng rào phòng ngự lên. Nhưng, dù thế thì vẫn không thể chống đỡ được, phần lớn hàng rào phòng ngự chí chịu được mấy chục chiêu, vừa dựng lên đã vỡ nát, hóa thành từng mảnh nhỏ. Nhưng ánh mắt hoảng sợ và kinh hoàng cứ nhìn chằm chằm Trình Lực, vô cùng kính sợ và khủng bố. Đó chính là thực lực thật sự của Thánh Vương ư. Hình như Trình Lực đã bắt đầu dồn hết tất cả sức mạnh của mình rồi, còn vô cùng nghiêm túc nữa. Bên cạnh Trình Lực, Đệ Ngũ Vệ Đồng, Long Hải Thăng, Tạ Bình và Tổ Trường Không đều rút lui một khoảng khá xa. Họ không ngừng lùi về phía sau, lại lùi về phía sau thêm chút nữa, hoàn toàn không dám đứng sóng vai với Trình Lực. Nếu không, bọn họ chắc chắn sẽ bị thương rất nặng. Bọn họ biết rất rõ, lần này Trình Lực đã nổi giận thật rồi, hắn ta bắt đầu nghiêm túc lẻn rồi. Trần Bát Hoang chắc chắn phải chết. Dầm. Cùng lúc đó, mọi người đều tạo một lớp phòng ngự, chui rúc trong đó, U Minh La Sát Kiếm cùng với hàng vạn quản lực chém xuống. Trong nháy mắt, đã chém về phía kiếm của Trần Đức, va chạm. Gợn sóng khủng bố với khí thế như sóng thần thổi quét, trong suy nghĩ của tất cả mọi người, thì một kiếm đó chém xuống, dù Trần Bát Hoang may mắn không chết, thì cũng bị thương rất nặng. Tất nhiên, xác suất chết tươi không cách nào phản kháng là rất cao. Lập tức hóa thành một đống máu loãng. Dù sao, hai người có sự chênh lệch quá lớn. Dù Trần Đức là một thánh nhân, có được thực lực của một thánh nhân, nhưng Trình Lực lại là một thánh vương, là thánh vương hàng thật giá thật, dù hắn ta chỉ dùng một phần một ngàn sức mạnh, hay một phần một vạn thôi cũng đã đủ sức giết chết thánh nhân rồi. Một kiếm đó là toàn bộ 300% sức mạnh của Trình Lực. Hai người hoàn toàn không ở cùng một cấp. Bậc, keng, chí là. Sau tiếng vang trong trẻo đó, đột nhiên, mọi người trông thấy một kiếm ập tới như vũ bão, đầy bá đạo của Trình Lực bị Long Ngâm Trần Đức đang cầm chặn lại. Tất cả mọi uy thế đều bị chắn bởi thanh kiếm đó. Giống như hàng trăm vạn đại quản tấn công vào thành, một đòn dồn hết mọi sức mạnh, đầy nguy hiểm, lại bị tường thành chặn đứng, không thể treo lèn được, cũng không thể tấn cổng vào trong. Chuyện gì thế này? Mọi người chấn động. Cảnh tượng hết sức bất ngờ đó khiến bọn họ không cách nào tưởng tượng nổi. Nhưng đó chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Ngay sau đó, có thể thấy rất rõ, thanh kiếm trong tay Trình Lực đang run lên. Đúng vậy, nó đang run rẩy. Thanh trường kiếm dài 8 thước như đang chịu một lực chấn động thật mạnh, cứ ông rung. Trần Đức vẫn bình yên chẳng tổn hao gì, thanh kiếm trong tay anh cũng bình thường chẳng có hiện tượng lạ, nhưng kiếm trong tay Trình Lực trông có vẻ không thể chịu nổi. Cứ run lên, tất cả mọi nguyên khí, đại đạo và sát khí khủng bố đều biến mất, tan vỡ. Thế nhưng, chuyện quỷ dị hơn nữa vẫn còn ở phía sau. Họ trông thấy, Trần Đức đang dùng hai tay cầm kiếm, thì một tay, lại buông lỏng ra vào chính cái lúc này. Khi bàn tay đó bắt đầu buông ra, có thể thấy rất rõ. Trần Bát Hoang vẫn bình tĩnh trước sau như một, lạnh nhạt, thậm chí khóe môi còn treo nụ cười rực rỡ. Mạnh. Anh thật sự mạnh đến mức con người ta cảm thấy khủng bố. Dùng một bàn tay là có thể đỡ được một đòn Trình Lực dùng hết sức. Trình Lực bỗng chốc chìm vào ngơ ngác, bấy giờ, hắn ta bỗng chốc hoảng sợ phát hiện bản thân mình hoàn toàn không thể nhúc nhích, cả người như bị một sợi dây thừng vô hình trói buộc và điếm huyệt vậy, cứ cứng đờ, muốn lùi lại cũng không thể làm được. Trơ mắt nhìn Trần Đức buông một bàn tay ra, vẫn hết sức tàn nhẫn trói buộc và áp chế hắn ta. Đầu Trình Lực ong ong lên, thật sự không thể tin nổi, hắn ta nhìn chằm chằm Trần Đức, hai mắt đỏ ngầu như máu. Tại sao lại như thế được? Trình Lực, anh khiến tỏi thất vọng quá, anh còn yếu hơn những gì tôi tưởng rất nhiều, yếu hơn ngàn vạn lần ấy, đối phó với anh, chỉ cần một bàn tay của Trần Bát Hoang tôi thôi là đủ rồi. Trần Đức nhếch miệng cười. Sau đó, một tay cầm kiếm chém về phía trước. Bốp! Một kiếm đó cắt qua không gian, đầy hết tất cả mọi vật cản, nhanh, chuẩn, mạnh mẽ va chạm với trường kiếm 8 thước của Trình Lực, khiến nó vỡ nát, sau đó,
dùng sức mạnh nghiền nát đâm vào tim Trình Lực. Thân kiếm xoay tròn. Xoẹt xoẹt xoẹt. Tim của Trình Lực lập tức vỡ nát. Xoẹt. Trình Lực không thể đỡ nổi, hắn ta biết rõ cứ tiếp tục thế này, chắc chắn hắn ta sẽ chết. Trình Lực nhanh chóng quyết định rời bỏ thản thế, thần thức rời khỏi thức hải, hóa thành vầng sáng vội vàng né đi thật xa. Hồi thiên. Trình Lực khẽ quát, thần thức ngưng kết ấn ký, trong phút chốc, thời gian như đang quay ngược trở lại, xung quanh thần thức hắn ta bắt đầu hình thành kinh mạch nhỏ dài, kinh mạch nối liền nhau, nhanh chóng xuất hiện xương cốt, sau đó là máu thịt. Hồi phục lại máu thịt và cả xương cốt. Chỉ trong 10 giây ngắn ngủi, một cơ thể đã được tạo thành. Hồi thiên, trong tay hắn ta có cả hồi thiên ư. Trình Lực thực hiện hồi thiên, khoảnh khắc hắn ta khôi phục cơ thể, Linh Lung trong thần thức của Trần Đức tỏ ra vô cùng hào hứng. Hồi thiên, là thứ gì thế, có vẻ, ghê gớm lắm. Linh Lung, có bài hết không? Chan ô đê hoi, anh vào cùng khiếp so, mốt nhàn vát kép bác thành vi rong, dung la khi than thúc không chết thì van song lai đi rốc, nhớ nguồn song lai tí ết eo can tai tao cót, hòn ni ra, còn phai là cót thích hóp, mốt cót nhất can có mốt khoang THD gian red dài đỡ tích lùi nguyên lưu và luyên tre. Như không, phai đốt lay nhà cua nghĩa đi khắc. New Gitri Han trong thành to thì chỉ có 2x này THD. Cha khi có mốt nghĩa đi dòng vì đi chan bét hoang, so hơ cru than ly, xê bét tia ô yêu, những than li rơ bét tia diêu la tia ết dây chỉ có đỡ ghép cha không đỡ cao. 06 cung la ly do vì sao qua nhiều nam như vay ma linh lung van chi ra tai tao lai có đờ. Mốt phan la có ta bi thi rong qua năng, ly do khác là vì tàn THD chi ra tìm đớp mốt có thích hóp. Thế mà Trình Lực lại hồi phục chỉ trong nháy mắt. Khiến Trần Đức hết sức kinh ngạc. Hồi thiên, là một loại bí thuật. Bí thuật này có thể hồi sinh lại máu thịt và xương cốt của một người, chỉ cần giữ được thần thức, thì sẽ có được một cơ thể. Linh lung hết sức hào hứng, xúc động nói, tôi cũng chỉ nghe người ta đồn đãi về hồi thiên thế thôi, khỏng ngờ nó thật sự tồn tại. Linh lung, nếu như tôi có thể lấy được hồi thiên về cho cô, thì cô có thể hồi phục được cơ thể hay không? Trần Đức hỏi. Được. Linh lung gật đầu khẳng định, chỉ cần học được nó, ắt hẳn việc hồi phục lại cơ thể là không khó. Được. Trần Đức gật đầu, không nhiều lời nữa, nhanh chóng giơ kiếm lên chém tới, một kiếm này còn bá đạo và khó lường hơn chiêu trước đó tận 10 lần. Ý 7, dấu lớn. Cũng khủng bố hơn gấp 10. Phập. Hoa tuyết nở rộ, cơ thể vừa mới hồi phục của Trình Lực lại ngã xuống. A. À. Hắn ta gào rách cả cổ họng, đau xé nát tâm can, một lần nữa thực hiện hồi thiên, vất vả tìm lại cơ thể. Nhưng mà, Trần Đức lại một lần nữa phá hủy cơ thể đó. Hắn ta hồi phục một lần, Trần Đức sẽ phá luôn lần đó, cứ hồi phục, lại bị phá nát. Trình Lực như một đống bùn nhão, mỗi lần thành hình, lại bị đánh cho nổ tung, mọi người đều ngơ ngác, trong đầu là một mảnh hỗn loạn, mất đi khả năng suy nghĩ, chấn động. Khủng bố nhìn Trình Lực lần lượt nấu thành từng mảnh vỡ vụn. Không, không thể nào. Sau 20 lần, Trình Lực đã không còn đủ sức để thực hiện hồi thiên nữa, chỉ có thể giữ lại. Hình dạng nguyên thần, sợ hãi, bất an, không dám nhúc nhích, hoàn toàn từ bỏ việc dẫy giụa. Có biết tại sao tỏi vẫn chưa giết anh không? Trần Đức đi tới trước người hắn ta, nhìn xuống với sự lạnh lẽo đầy áp lực. Tại sao? Trình Lực cắn răng. Hoảng sợ nhìn chằm chằm Trần Đức, sâu trong nội tâm hắn ta là sự không cam tâm và khó tin. Muốn sống thì giao hồi thiên ra đây. Trần Đức nói, giọng của anh rất lạnh, trên thân kiếm vẫn còn dính máu, mũi kiếm đang nhỏ xuống đất từng giọt, vô cùng chói mắt. Được, tao đưa cho mày. Trình Lực không hề do dự, suy nghĩ chợt lóe, hắn ta lấy ra một quyển sách cổ trong nhẫn tu di nạp ra. Trên quyển sách có hai tờ giấy niêm phong. Là mảnh giấy niêm phong màu xanh lam nhạt, cực kỳ cổ xưa. T. Trên tờ giấy niêm phong đó là hai chữ cố rất to. Hồi thiên. Trần Bát Hoang, đây chính là hồi thiên, mong là mày nói lời giữ lời, có được hồi thiên rồi thì tha cho tao một mạng. Trình Lực nói, sâu trong đáy mắt hắn ta là vẻ âm u và lạnh giá. Linh Lung, là nó hả? Trần Đức không nhận lấy nó ngay mà thầm hỏi Linh Lung. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Linh Lung thì mới giơ tay nhận lấy. Chỉ là, khi tay anh vừa chạm vào quyển sách cố, thì nó đã dâng lên sự chống cự mạnh mẽ, hai mảnh giấy niêm phong nhanh chóng tản mát ra thứ sức mạnh ngập trời,
nhanh chóng rời khỏi sách cổ, bay lên, phát ra vầng sáng. Một lát sau, một khe nứt được mở ra giữa hư không. Hư không bắt đầu khởi động, loạn lưu tàn sát. Bừa bãi, hệt như có thứ hung sát gì đó ở bên trong, sát khí lành lạnh. Ầm ầm, gần như là cùng lúc, cả thần ma táng rung lên, chấn động mạnh mẽ cứ như động đất. Gì thế? Hả? Mạnh thật. Một giây đó, hơn 2000 huyệt mộ lặng lẽ suốt từng đó năm trong thần ma táng bỗng nhiên sôi trào, những hơi thở mạnh mẽ xuất hiện, từng bóng người bước ra từ những ngôi mộ, tất cả đều là những người truyền thừa đã nằm lại trong thần ma táng. Một tháng qua, võ số người cầu khấn, nghĩ đủ mọi cách đế kêu gọi nhưng bọn họ chưa từng xuất hiện. Bấy giờ, tất cả đều có mặt ở đây. Trong đó có cả Quất Hữu Kinh, Chiến Ma và Độc Cô, khi những hơi thở mạnh mẽ đầy quỷ dị đó xuất hiện, không có ngoại lệ, sau khi bọn họ xuất hiện thì đều dùng sự nghi ngờ và nặng nề nhìn vào khe hở hư không trước mặt. Ha 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 ha, đột ngột, không hề có chút dấu hiệu báo trước nào, khóe miệng Trình Lực nở nụ cười lành lạnh và đầy khát máu, Trần Bát Hoang, mày chết chắc rồi. Ha ha ha, mày đòi cái gì không đòi, lại đòi hồi thiên. Ha ha ha, mày có biết hồi thiên là đồ của ai không, mày mà cũng dám vây bấn nó hả? Khi hắn ta lên tiếng, trong khe hở của hư không, một bóng người lặng lẽ không một tiếng động, đột ngột bước ra từ bẽn trong, chẳng có một chút dấu hiệu nào, cứ thế bước ra từ trong hư không. Đó là một người đàn ông. Người đàn ông trong chiếc áo bào màu máu bình tĩnh đến lạ lùng, trên người chỉ có sự dao động hết sức kỳ lạ, nhưng, không ai có thể phớt lờ hắn ta, bởi vì sau khi nhìn thấy người đó, Trình Lực đã quỳ xuống. Đúng vậy, kiêu căng như Trình Lực, lại không hề do dự, trực tiếp quỳ xuống đất. Dập đầu, dập đầu. Bộp, bộp. Sau ba cái dập đầu liên tục, Trình Lực có chút nặng nề, hào hứng và đôi phần sợ hãi nói. Chào mừng chủ nhân. Thần ma táng bỗng chốc chìm vào im lặng đến cùng cực, còn im ẳng hơn nhà xác. Mấy chục ngàn võ giả như gặp ma, nhìn chằm chằm người đàn ông trong bộ quần áo màu máu lặng lẽ xuất hiện đó, chìm vào sự kinh ngạc và không thể tin nổi. Trong bán kính trăm ngàn dặm, tất cả mọi người đều kinh ngạc không nói nên lời. Kẻ mạnh như Trình Lực, đường đường là một thánh vương nhưng trông thấy người đó cũng phải quỳ xuống đất dập đều, gọi hắn ta là chủ nhân. Ngoài ra còn có những bậc tiền bối và hiền triết được chôn trong thần ma táng, dù trước đó đã xảy ra chuyện gì, dù mọi người cố gắng cách mấy cũng không chịu xuất hiện, nhưng bấy giờ tất cả bọn họ, tất cả đều xuất hiện ở đây. Cảnh tượng đó tạo ra sự rung động đến mức nào? Trình Lực quỳ gối xuống đất, đầy kích động, chủ nhàn, 600 năm không gặp, ngài đã mạnh hơn trước kia rất nhiều. Người đàn ông mặc bộ quần áo màu máu gật đầu, dường như hòa vào làm một với hư không, mờ ảo như làn khói, rất khó nắm bắt được. Hắn ta đứng giữa hư không, giống như một con người bình thường, giữa sự bình tĩnh đó là vẻ bá đạo. Trình Lực, cậu khiến tôi thật sự rất thất vọng, 600 năm không gặp, lại thua trong tay một thánh nhân, người hầu của huyết đồ này lại muối mặt như thế, đáng tội gì? Thì ra người đàn ông trong bộ quần áo màu máu đó tên là huyết đồ. Chủ thật, thật lòng xin lỗi, khiến ngài mất mặt. Rồi, Trình Lực quỳ rạp xuống trước mặt huyết đồ, không dám lỗ mãng. 600 năm trước, hắn ta từng đánh một trận với huyết đồ, thời điểm đó, cảnh giới của Trình Lực là thánh nhân nhất giai, nhưng huyết đồ chỉ cần dùng một ánh mắt đã khiến hắn ta phải quỳ xuống. Hôm đó, hắn ta đã trở thành nô lệ của huyết đồ. Có rất ít người biết chuyện này. Nhưng, dù 600 năm đã trôi qua, hắn ta cũng không bao giờ quên được huyết đồ, mãi mãi không thể quên được ánh mắt đã tạo thành nỗi ám ảnh cho mình suốt mấy trăm năm qua. Hồi thiên là do huyết đồ truyền lại. Để đề phòng hắn ta lan truyền hồi thiên ra ngoài, huyết đồ đã để lại hai bùa chú, chỉ có hắn ta và huyết đồ mới mở được. Ngoài ra, một khi có người khác động vào, hoặc là Trình Lực chủ động sử dụng võ kỹ, dù huyết đồ ở đâu cũng sẽ cảm nhận được, sau đó thông qua hai bùa chú đó đế đến bên cạnh hắn ta. Vì vậy, khi Trần Bát Hoang muốn có hồi thiên, hắn ta đã không hề do dự một chút nào. Chủ nhân, thằng danh đó rất kỳ quái, thực lực thật sự của nó vượt xa thánh nhân, tôi không thể đánh lại được. Trình Lực cúi đầu, nói như khóc tang, không cam tâm. Vô dụng. Huyết đồ nói rất bình tĩnh, ngoài sự bình tĩnh đó thì cũng chỉ có vẻ hờ hững, đó là sự lạnh nhạt đến từ sâu trong linh hồn,
nhưng bản thản tỏi cũng muốn cảm ơn thứ vô dụng như cậu, vì đã đưa tôi đến một nơi tốt thế này. Hả? Hai. Trình Lực không hiểu lắm, có lẽ thần ma táng là một nơi rất tốt dành cho hẳn ta, nhưng với huyết đồ thì hẳn là bình thường đến mức không thể bình thường hơn mới đúng chứ. Bên trong thần ma táng, người mạnh nhất cũng chỉ là thánh tổ mà thôi. Còn huyết đồ, bản thân hắn ta đã là một thánh tổ rồi. Một thánh tổ thật sự. Truyền thừa ở nơi này với hắn ta mà nói là vô dụng, đúng chú. Trình Lực hết sức khó hiểu, nhưng huyết đồ không thèm đếm xỉa tới. Một kẻ tôi tớ mà thôi, lấy tư cách gì để hỏi. Huyết đồ chuyến tầm mất sang Trần Bát Hoang, hờ hững hỏi, cậu biết rõ hai lá bùa đó chính là trận truyền tống, cũng có đủ bản lãnh để tránh né và hủy diệt nó, nhưng vẫn dùng một cách hết sức bình thường, chẳng thèm kiêng dè gì xé nó xuống, tại sao? Cái gì? Trình Lực lại một lần nữa giật mình. Trần Bát Hoang lại biết rõ tác dụng của bùa chú, thậm chí còn có thể tránh được. Nói thế thì, Trần Bát Hoang, cố tình gọi huyết đồ đến đây. Trần Bát Hoang, tao rất muốn biết một lát nữa mày sẽ chết thế nào, ha ha ha. Trình Lực cười lạnh, thầm nghĩ trong lòng. Bởi vì trong ấn tượng của hắn ta, huyết đồ là kẻ mạnh nhất, là vô địch. Trần Bát Hoang là cái thá gì? Dám chủ động trêu vào chủ nhân của hắn ta. Cùng lúc đó, Trần Đức cũng hết sức kinh ngạc. Đúng vậy. Anh có am hiểu đôi điều về trận pháp, anh đã nhận ra điều cấm kỵ của hai lá bùa đó. Sô dĩ anh không kiêng dè gì. Là vì hai nguyên nhân. Thứ nhất, hồi thiên trong tay Trình Lực chỉ có một nửa, không phải toàn bộ. Nếu anh đã lấy, thì phải lấy hết. Theo anh đoán, có lẽ người được liên kết với bùa chú sẽ có được bản hoàn chỉnh. Thứ hai, nếu sau lưng Trình Lực có người nào đó, thì tốt nhất là giải quyết lưu ổn, tránh phiền toái về sau. Dù sao, nếu đối phương thật sự có quan hệ gì đó với Trình Lực, hôm nay anh giết người, cướp đi một nửa hồi thiên, thì rồi cũng sẽ có một ngày chạm mặt huyết đồ. Trần Đức đã đoán đúng điều thứ nhất, còn điều thứ hai thì nói thật, Trần Đức biết rất rõ lần này mình đã tính sai. Anh biết kẻ sau lưng Trình Lực rất mạnh, nhưng anh lại nghĩ dù kẻ đó mạnh đến mấy cũng sẽ không cao hơn Thánh Vương. Nếu là sự tồn tại khủng bố như Thánh Tổ, thì chẳng lý nào lại đến những nơi như Thần Ma Táng hay Vân Tiêu Giới. Nhưng sự thật đã chứng minh. Huyết đồ rất mạnh. Mạnh đến mức anh cảm thấy bất ngờ. Khoảnh khắc hắn ta xuất hiện, sắc mặt Trần Đức lập tức trở nên cẩn thận. Hết cách rồi. Bởi vì hơi thở của đối phương đã khiến anh hoảng hốt, dù là cảm giác linh lung truyền cho, hay cảm nhận của bản thân anh, thì tất cả đều nói cho anh biết đây là đối thủ rất mạnh. Có thể nói là mạnh hơn anh rất nhiều. Linh lung, lần này chúng ta đá nhầm tảng đá lớn rồi. Trần Đức thoáng cười khổ, có chút bất đắc dĩ. Đúng đó. Linh lung nói, huyết đồ này còn mạnh hơn cả tôi, trên người hắn ta có hơi thở của ma. Hơi thở của ma. Đúng vậy, ma, không phải là ma anh đang nghĩ tớ ồ, mà chỉ là một loại huyết mạch, thứ đã bị diệt sạch từ rất lâu, biến mất hoàn toàn, trở thành truyền thuyết. Đó cũng là lý do hắn mạnh như thế. Linh lung căng thẳng nói. Nhóc Trần, lát nữa tôi sẽ cho anh mượn hết tất cả mọi sức mạnh tôi có, anh đừng quay đầu lại, chỉ cần chạy thôi. Dù anh không phải là đối thủ của hắn ta, nhưng trốn đi cũng không phải là chuyện gì khó. Rốt cuộc tên này đang ở cảnh giới gì? Trần Đức hỏi. Cảnh giới Thánh Tổ, nếu tôi không nhìn lầm, hẳn là đâu đó ở cảnh giới Thánh Tổ Cấu Nguyên 30 giai, trước mắt. Anh vẫn không phải là đối thủ của người này. Má, một. Sắc mặt Trần Đức có chút khó coi. Thánh nhân chia thành 19 giai, Thánh Vương 99 giai, còn Thánh Tổ thì không chia thành từng giai cấp nữa, mà là ba giai đoạn, Cố Nguyên, Quy Khư, Phá Thiên. Ba giai đoạn, mỗi giai đoạn lại chia thành 99 giai. Thực lực của mỗi giai đoạn cũng khác xa nhau. Mà huyết đồ lại là cảnh giới Thánh Tổ Cố Nguyên 30 giai. Đúng là thực lực đó mạnh hơn Trần Đức rất nhiều, ít nhất cũng chênh lệch 100 lực tỉnh thần. Là gấp 100 lần Trần Đức ở trạng thái mạnh mất. Cùng lúc đó, sắc mặt Cơ Tuyết cũng trầng bệch, trước kia cô ta chưa từng gặp được, cũng không biết thế giới đại thiên có một nhãn vật như thế tồn tại. Cảnh giới Thánh Tổ, đảo mặt nhìn hết các thanh niên ở thế giới đại thiên, chắc cũng không tính là yếu. Người này rốt cuộc là ai? Lòng Cơ Tuyết thấp thỏm. Cô ta cũng cảm nhận được áp lực đến từ huyết đồ, cô ta đã không thể nhúc nhích, huyết đồ không nhắm vào cô ta nhưng cơ thể mềm mại đó vẫn bị giam cầm hoàn toàn.
Bạch Tĩnh Vân càng khỏi phải bàn, chân cô ta đã lún sâu vào đất hơn 10 cm, trán phủ kín mồ hôi lạnh. Ha ha, tao đã nói với mày rồi, tốt nhất không nên thân thiết với một kẻ như Trần Bát Hoang mà. Mà Bạch Lan Tiên, cô của Bạch Tĩnh Vân trước đó đã quỳ xuống đất trông thấy dáng vẻ của cỏ ta thì vui sướng khi người gặp họa, hung ác nham hiếm nói. Trần Đức chú ý đến tình trạng của Bạch Tĩnh Vân và Cơ Tuyết, anh biết trận chiến này là không thể né được. Trốn đi là chuyện hoàn toàn không thế, nếu anh trốn mất, thì Cơ Tuyết và Bạch Tĩnh Vân phải làm sao bây giờ? Khỏi cần phải nghĩ làm gì, anh trốn rồi, huyết đồ trong cơn giận dữ chắc chắn sẽ giết chết Cơ Tuyết và Bạch Tĩnh Vân. Nếu tôi để hắn ta đánh mình trọng thương, thần thức rời khỏi thế xác, thì có thể tiến vào đỉnh Long Văn được không? Trần Đức đột nhiên hỏi. Khó lắm. Linh Lung lắc đầu, hắn ta quá mạnh, người như thế ắt hẳn phải trải qua trăm ngàn trận chiến, chắc chắn sẽ kiểm tra cẩn thận xem anh đã chết thật chưa. Cắt đứt tất cả mọi cơ hội sống của anh, thậm chí, có lẽ đánh với hắn ta, anh còn không thể dùng thần thức để bỏ chạy, mà sẽ chết cùng với cơ thể luôn. Giống với mấy chục cao thủ cấp thánh mà. Anh đã giết trước đó vậy, bọn họ có cơ hội dùng thần thức để trốn đi không? Hoàn toàn không có. Nhóc Trần, lần này đụng phải tảng đá cứng rồi, anh vẫn nẻn làm theo lời tôi, anh có nhiều phụ nữ như thế, đâu có thiếu Cơ Tuyết hay Bạch Tĩnh Vân, nếu cứ trần trừ ở đây, có lẽ anh sẽ chôn cùng với họ, khi đó, anh thật sự không còn chút hy vọng nào nữa. Giọng Linh Lung hết sức nặng nề. Nhắc nhở Trần Đức không cần phải bỏ mạng mình vì hai người con gái, tuy rằng Linh Lung cũng là một người con gái, nhưng cô ta cho rằng Trần Đức có thể lo nghĩ, không muốn hai người họ gặp nguy hiểm thôi là đủ rồi. Ở lại đây, ngoài việc bổ sung cho nơi này một cái xác, thì chẳng còn bất kỳ tác dụng nào. Tên nhóc ở Vân Tiêu giới kia, tôi hỏi cậu đó, cậu không nghe thấy hả? Xa xa, huyết đồ nhìn chằm chằm Trần Đức mãi vẫn không nói gì, hắn ta vẫn hờ hững trước sau như một. Giọng điệu như thế đang tán gẫu hết sức bình thường, thậm chí còn mang theo chút ý cười, nụ cười của sự suy ngẫm và mỉa mai. Trần Đức vẫn không lén tiếng, không đáp lời hẳn ta. Đúng vậy, theo như lời Linh Lung nói thì lần này anh đã đụng nhầm tảng đá cứng, hơn nữa còn rất rất cứng. Nhưng, anh không hề có ý định rút lui. Nếu cả người con gái của mình cũng không thể bảo vệ được, thì còn làm võ giả đế làm gì? Linh Lung! Tôi nghĩ mình muốn đánh với tên này một trận, để xem hắn ta có thật sự mạnh mẽ như lời cô nói hay không. Trần Đức nói, có yên tâm, nếu thật sự khỏng đánh lại, tôi sẽ nghĩ cách bỏ trốn, được chứ? Muốn Trần Đức trực tiếp bỏ chạy ư, sao anh làm ra cái chuyện đó được cơ chứ? Tạm không nhắc tới hai cô gái sau lưng, dù không có họ, Trần Đức cũng sẽ không trực tiếp trốn chạy, nếu làm thế, e là sau này anh sẽ chìm vào tâm ma. Đó là đạo làm người của anh. Không bao giờ bỏ chạy. Dù là quá khứ, hiện tại, hay tương lai, thì niềm tin đó vẫn là thứ anh luôn gìn giữ. Và lại, huyết đồ mạnh, nhưng có mạnh bằng Đoàn Sơn Nhạc không? Trước đó khi đối mặt với Đoàn Sơn Nhạc, anh còn chẳng nghĩ tới việc bỏ chạy, thì một huyết đồ thế này vẫn còn thua xa Đoàn Sơn Nhạc nhiều lắm. Trong người Trần Đức, khí huyết quay cuồng, nguyên khí bắt đầu khởi động, chiến ý cũng điên cuồng dâng lên. Trần Bát Hoang, anh điên rồi hả? Linh Lung sốt ruột, có chút tức giận. Cái gì mà đánh không lại sẽ trốn, chờ đến lúc không đánh lại thì Trần Bát Hoang có còn cơ hội để trốn hay không? Khi đó, Trần Bát Hoang đã là dầu hết đèn tắt rồi, tôi là người từng chết một lần, tỏi không sợ, nhưng anh đang trong quá trình trưởng thành, tương lai sáng lạn, không nên bỏ mạng ở đây. Có lẽ tỏi điên rồi, có lẽ tôi sẽ chết, nhưng tôi vẫn muốn thử một lần. Tôi biết thử thì có thể sẽ thất bại. Nhưng không thử thì chắc chắn là thất bại. Trần Đức đầy chiến ý, một đường đi tới, anh đã gặp được rất nhiều cao thủ, nhưng người mạnh như huyết đồ thì vẫn là lần đầu tiên. Không đến mức có thể nghiền nát anh như Đoàn Sơn Nhạc, nhưng vẫn rất mạnh, có thể sẽ đẩy anh đến bờ vực nguy hiểm, tử vong. Tảng đá cứng này, anh muốn đá thử một lần. 2. Linh Lung biết tính Trần Đức, một khi anh đã quyết định thì chín châu hai hổ cũng không thể kéo anh lại. Vì thế, cô ta không khuyên nữa, nếu anh đã quyết định, thì tôi sẽ theo anh. Dù sao mạng của tôi cũng đã nối liền với anh rồi, vả lại, anh cũng vì tôi nên mới chọc đến hắn ta. Linh Lung rất dứt khoát, vừa nói xong thì sức mạnh của cô ta đã bắt đầu lan ra, từ thần thức, thức hải của anh chảy đi khắp mọi ngóc ngách trong kinh mạch Trần Đức. Trong nháy mắt, Trần Đức bước vào cảnh giới mạnh nhất,
thi triển cửu trọng cực ảnh, nguyên khí khủng bố bùng nổ trong nháy mắt, lấy anh làm trung tâm, như làm sóng hạt nhân có thể khiến tất cả choáng váng ngất đi lan truyền. Thần ma táng rung động dữ dội, gió thối mây phun, hơi thở khủng bố nhanh chóng đẩy áp lực của huyết đồ đi xa, ngăn chặn tất cả. Anh, Cơ Tuyết có thể cử động lại, dùng thần thức truyền âm, truyền cho Trần Đức một bộ võ kỹ, đây là bí pháp của nhà họ Cơ chúng tôi, tên là hư không thuật, có lẽ sẽ giúp được anh. Cảm ơn. Trần Đức nhanh chóng nói, thuật pháp Cơ Tuyết truyền cho anh cực kỳ khủng bố, chắc chắn là một bí pháp, cô ta có thể chủ động truyền cho anh khiến Trần Đức vô cùng khiếp sợ, cứ giao huyết đồ cho tôi, cô đưa Tĩnh Vân rời khỏi đây đi. Cơ Tuyết gật đầu, cô ta biết rất rõ, những lúc thế này mà cứ ở lại chỉ tổ níu chân Trần Đức mà thôi. Cùng lúc đó, huyết đồ lại một lần nữa mở miệng, nụ cười suy ngẫm và mỉa mai đó lại càng rực rỡ, danh con, tuy cậu chỉ là một con kiến, nhưng cũng có chút can đảm, ha ha. Nếu tôi đoán không sai, cậu biết rõ bùa chú là trận truyền tống vẫn cùng cách bình thường nhất đế tháo nó xuống, chắc chắn là muốn giết chết tôi. Muốn giết chết tất cả mọi phiền phức và nguy hiểm tiềm tàng đúng không? Đúng vậy, một. Trần Đức gật đầu, trả lời rất dứt khoát và rõ ràng, trực tiếp thừa nhận. Cùng lúc đó, anh lấy ra một vò rượu, uống từng ngụm. Thật ra, bản tôn cũng có hứng thú với cậu lắm, trông cậu thế này chắc chỉ mới hơn 20 tuổi thôi, khi tỏi bằng tuổi cậu chỉ mới là một thần vương, phải mất tận mấy trăm đến cả ngàn năm mới trở thành thánh vương. Còn cậu, tuổi còn trẻ đã có được sức mạnh thế này là rất yêu nghiệt, có thể nói là võ giả yêu nghiệt nhất tôi gặp được từ trước đến nay. Không phải là một trong những. Giọng huyết đồ rất lạnh nhạt, cũng cực kỳ bình tĩnh. Hắn ta chẳng những nhận ra thực lực thật sự của Trần Đức, mà còn biết rõ tuổi tác của anh, đôi mắt như có thể nhìn thấu tất cả mọi thứ. Lẽ ra khi tới nơi này, tôi không có ý định giết cậu, mà muốn giết Trình Lực Cơ. Cả một quyển võ kỹ mà cũng không giữ được, không đủ tư cách làm người hầu của tôi. Mà người của Vân Tiêu giới này, lại không xứng để bản tôn phải ra tay. Huyết đồ nói tới đây thì Trình Lực chỉ thấy thần hồn mình băng giá, suýt chút nữa ngất xỉu. Trần Đức thì vẫn giữ sự im lặng. Nhưng mà, sau khi nhìn thấy cậu, tôi lại thay đổi ý định, chọn giết chết cậu. Nụ cười của huyết đồ ngày càng rõ rệt, ánh mắt hắn ta đã bắt đầu toát lên sát khí. Ồ! Trần Đức mỉm cười, lại uống một ngụm rượu. Giết cậu, không có nguyên nhân gì khác, chỉ vì cậu quá yêu nghiệt. Hơn nữa, cậu còn có sát ý với tôi, một yêu nghiệt như cậu, rất khó xác định rõ sau này cậu có thể mạnh hơn, thậm chí là vượt qua tôi hay không. Giọng huyết đồ vẫn thế, không hề sốt ruột ra tay. Trần Đức yêu nghiệt, nhưng bây giờ anh vẫn chưa trưởng thành. Hẳn ta tin chắc mình có thể dễ dàng giết chết. Anh, giết tôi chỉ vì nguyên nhân đó thôi hả? Trong trạng thái cực cảnh, mái tóc vàng của Trần Đức bay bay, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hẳn ta. Đúng vậy. Huyết đồ gật đầu, nguyên nhân đó thôi là đủ. Rồi. Huyết đồ cỏ đước sư lanh nhát ăn vào xương. Vào máu, dù biết rõ Trần Đức là một yêu nghiệt tuyệt thế, là thiên tài hiếm có, tu võ một năm có thế bằng hàng trăm năm, hàng ngàn năm hay thậm chí là cả đời của người khác. Hắn ta, vẫn rất bình tĩnh. Chịu thôi. Yêu nghiệt chết trong tay hắn ta cũng nhiều lắm rồi, dù là yêu nghiệt, hay là thiên tài. Thì trước khi trưởng thành vần là một miếng thịt bò nằm trên thớt, mặc người chém giết mà thôi. Trần Bát Hoang chính là như thế. Giết anh, huyết đồ chẳng hề có chút do dự hay chần chừ nào. Đúng vậy, tôi bây giờ rất có thể không phải là đối thủ của anh. Ánh mắt Trần Đức bắt đầu trở nên lạnh lẽo, vẻ mặt cũng hiện lên vẻ dữ tợn, chiến ý dày đặc. Liệu anh có nghĩ rằng, lần này nếu như tôi không chết, tiếp tục sống sót, thì lần sau gặp lại. Anh sẽ chết rất thảm không? Không nghĩ tới chuyện đó, cũng chẳng cần nghĩ làm gì. Huyết đồ lập đầu, sắc mặt tàn nhẫn, cười lạnh, kẻ thù của huyết đồ tôi, không có lần sau đâu. Tôi muốn giết cậu, thì cậu sẽ chết, không có cơ hội sống sót nào, cũng như những người tôi từng giết vậy. Tôi bảo đảm, cậu không phải là một ngoại lệ. Nếu đã thế, thì chẳng còn gì để nói nữa, tới đi. Vừa dứt lời. Nguyên khí màu vàng của Trần Đức như một ngọn lửa bùng cháy lên, sức mạnh của bản thân anh, sức mạnh của Linh Lung, cộng thêm cửu trọng cực ảnh và cực cảnh. Tay phải cầm long ngâm, tay trái nắm ly hỏa. Lần đầu tiên, Trần Đức không giữ lại bất kỳ thứ gì, mang hết tất cả mọi quân bài tẩy của mình ra cùng một lúc. Dầm! Thần ma táng rung chuyển, trời rung đất lắc,
anh trông như một vị thần rực rỡ ánh vàng, chiến ngập trời thổi quét, hóa thành một đốm sáng, chủ động lao về phía huyết đồ. Lục đạo luân hồi. Ngay sau đó, Trần Đức hét to, tất cả lực thần hồn được điều động ra khỏi thức hải, ngưng tụ, bắt. Đầu nhấp nhô giữa hư không, một lực luân hồi đáng sợ xuất hiện giữa đất trời, khiến mấy chục ngàn võ giả hoảng hốt, cảm thấy hồn phách mình như sắp rời khỏi cơ thể, khủng bố vô vàn. Soạt. Trần Đức đã luyện lục đạo luân hồi đến mức cuối cùng, có thể nói là hoàn toàn vượt qua cả cổ lục đạo. Lần này, chỉ trong thời gian rất hắn, anh sử dụng luân hồi, đất trời thay đổi, cánh cổng luân hồi hiện lẻn, chiếu xuống hào quang vạn trượng, cùng lúc thì triển lục đạo luân hồi, ly hỏa bên tay trái Trần Đức cũng được tung ra. Bù! Hai! Trong nháy mắt, nó lao về phía mặt đất khiến cả khu vực đó chìm vào lửa nóng, hệt như một biến lửa điên cuồng vô tận, cứ bùng lên hết tầng này đến tầng khác, gia tăng nhiệt độ trong không gian, biến đất trời thành lò nung. Trong đó, Tư Đồ Lâm và Bạch Lan Tiên trực tiếp chết cháy, còn chưa kịp hừ một tiếng đã nhanh chóng hóa thành hư vô. Bốn gia tộc lớn của Tây Hải hoảng hốt, bắt tay nhau chống đỡ ly hỏa. Nhưng, đó chỉ mới là bắt đầu. Trần Đức biết huyết đồ mạnh đến mức nào, anh sẽ khỏng nương tay, lại càng không sơ suất, không đánh thì thôi, một khi đã đánh sẽ là long trời lở đất. Tay trái Trần Đức là một ấn cực mạnh, trong thời gian ngắn ngưng tụ cả nhân vương tam ấn, trực tiếp chuyển hóa thành ấn thứ tư, bát hoang ấn. Màu vàng rực rỡ tỏa ra, khi ấn đè xuống, dường như đã mượn lấy ánh nắng chói chang của mặt trời, nóng cháy, hết sức mạnh mẽ, hết sức khủng bố, rung động cả đại đạo, mài mòn hư không, như cả trăm ngàn đại quản cùng nhau ra trận, rung động lòng người. Tay trái là bát hoang ấn, tay phải cũng không hề nhàn rỗi, kiếm long ngâm vung lên, không hề có chút do dự nào, tấn công cùng lúc với bát hoang ấn. Kiếm long ngâm vung lên thật mạnh, không có chi éo thức lòe loẹt gì, chỉ có đường chém đủ sức xét rách cả màn trời, hung hăng chém về phía trước. Xoẹt xoẹt. Dưới mũi kiếm, hào quang bắt đầu xuất hiện, một kiếm chém xuống rung động cả thần ma táng, Quất Hữu Kinh, Độc Cô Cầu bại trước đó từng đánh. Với anh cũng khiếp sợ, đầy hoảng hốt, một kiếm đó theo lý mà nói đã vượt xa sức mạnh của tất cả họ rồi. Một kiếm như từ bầu trời xa xôi ập đến, những nơi thanh kiếm lướt qua, không gian như bị xé rách, từ giữa nứt V5 ra, thần ma táng trực tiếp giấy lên loạn lưu vạn trượng giữa hư không, vô số kiếm quang quấn quanh, mang theo tiếng ông ông chém về phía huyết đồ. Một kiếm đó chẳng có vẻ bình thường nhưng thật ra nó không hề bình thường chút nào. Anh đã kết hợp tất cả mọi sự hiểu biết và kiến thức, cũng như lĩnh ngộ trong suốt hơn một tháng ở thần ma táng vào đó. Kèm theo khí thế mãi mãi không bao giờ chịu thua mạnh nhất từ trước đến nay, chiến ý hừng hực tản mát bốn phía, nếu thần ma táng không phải là một nơi đặc biệt thế này, chắc nó đã không thể chịu nổi. Tất cả mọi võ giả đều rung động với Trần Đức lúc này, bọn họ không ngờ anh lại kinh khủng như thế, Trinh Lực trợn mắt há hốc miệng, hoảng hốt không nói nên lời. Trần Đức thật sự khiến tất cả mọi người giật mình. So với Trần Đức, hắn ta là cái quái gì? Chút thực lực của hắn ta hoàn toàn không đủ để so sánh với Trần Đức. Hơn mấy chục ngàn võ giả hết sức ăn ý, cùng nhau dựng lớp phòng ngự lên, dung hợp lại, cố gắng chống chịu sự khủng bố Trần Đức mang đến. Trần Đức vừa ra tay đã như ngọn núi lửa bùng nổ, tất cả mọi sức mạnh, thực lực cũng như những quân bài tẩy của anh đều được thực hiện trong nháy mắt, có thể nói là không giữ lại chút nào. Chẳng có gì để nghi ngờ, đây là lần đầu tiên trong suốt hơn 20 năm cuộc đời anh. Không còn cách nào. Anh không thể giữ lại. Huyết đồ quá mạnh. Kéo dài thời gian với loại cao thủ như hắn ta mà nói là không có ý nghĩa gì. Nếu không dồn hết toàn lực đánh, Trần Bát Hoang sẽ thập tử vô sinh, không hề có một xác suất phần trăm thắng nào. Đó là sự thật, cũng là sự chênh lệch của hai người họ. Nó vô cùng tàn khốc. Ồ, không ngờ cậu lại có thể tung ra được sức mạnh như thế này đấy. Huyết đồ nhướng mày. Gương mặt lạnh nhạt đó xuất hiện sự kinh ngạc và rung động, dù trước đó. Hắn ta đã biết Trần Đức rất mạnh, nhưng đến mức độ này thì vẫn cao hơn những gì hắn ta tính toán và dự đoán về anh nhiều. Chỉ là, sắc mặt đó không có quá nhiều biến đổi. Chỉ có chút kinh ngạc và rung động, vậy thôi. Không có thêm bất kỳ một biểu cảm dư thừa nào, đừng nói là sợ hãi hay ưu phiền, thậm chí một chút cẩn thận và nghiêm túc cũng không có. Tuy hắn ta thừa nhận Trần Bát Hoang có thiên phú rất mạnh, sau này có thế sẽ vượt qua bản thân. Nhưng, đó là tương lai, không phải là bây giờ. Vẫn là câu nói đó.
giết chết Trần Bát Hoang lúc này, với hắn ta mà nói chẳng khác gì đè chết một con kiến. Dù rằng con kiến này khiến hắn ta rung động và ngạc nhiên, cùng với cảm giác nguy hiểm rất khó nhận ra, nhưng cũng chỉ là một con kiến, cùng lắm là con kiến hơi lớn mà thỏi. Thánh nhân nhất giai không thể thi triển được thứ sức mạnh này, tôi nghĩ trên người cậu có nhiều bí mật lắm nhỉ. Tỏi thấy rất ngạc nhiên, không biết cậu có những bí mật gì. Trên mặt Huyết Đồ, sau vẻ kinh ngạc và rung động đó là sự tò mò cũng như hứng thú. Thân là thánh tổ, Huyết Đồ biết rất rõ cấp bậc thánh nhân sẽ có thực lực thế nào, nhưng Trần Bát Hoang lại có sức mạnh vượt xa như thế, không phải là gấp đôi hay gấp ba đơn giản, mà là gấp cả trăm ngàn lần, cả triệu lần. Thậm chí, đòn tấn công của Trần Bát Hoang không chỉ có nguyên khí hay linh khí bình thường, mà anh còn bỏ cả hồn lực vào đó. Mọi người đều biết, hồn tu chỉ tu hồn, võ tu chỉ tu võ, một là dùng hồn lực, hai là dùng nguyên khí, sao có thể trộn lẫn vào nhau được. Đây là lần đầu tiễn Huyết Đồ chứng kiến được một điều chưa từng xảy ra thế này. Nói tóm lại, Trần Bát Hoang không ra tay còn đỡ, vừa ra tay. Đã hoàn toàn vượt xa sức tưởng tượng và dự đoán của Huyết Đồ. Hắn ta có vẻ cực kỳ hứng thú với điều này, muốn biến tất cả bí mật trên người anh làm của riêng. Cậu dồn hết sức thế này cũng rất mạnh, nhưng sự mạnh mẽ đó chỉ được so với cảnh giới của cậu mà thôi. Tỏi, là thánh tổ, còn cậu, thì chẳng biết gì về thánh tổ cả. Cùng lúc đó, môi Huyết Đồ đã nhếch lên thành một độ cong. Ngay sau đó, hắn ta dùng tay đẩy về phía trước. Cú đấy đó không biết đã ẩn chứa thứ sức mạnh khủng bố đến mức nào, lấy tay hắn ta làm trung tâm, một vầng sáng nguyên khí xuất hiện. Ly hỏa vô tản trực tiếp bị đẩy đi chỉ với một chưởng nhẹ nhàng đó, chẳng thể thương tổn nối một cọng tóc gáy. Không chỉ có thế, vầng sáng của lục đạo luân hồi cũng ầm ầm đổ xuống, tán loạn, không còn tồn tại chỉ sau một chưởng. Cùng lúc này, Bát Hoàng Ấn cũng rơi xuống, hắn ta giơ tay tung ra một chưởng về phía Bát Hoàng Ấn kia. Răng rắc, nhất thời, những đường vân của Bát Hoàng Ấn như thủy tinh vỡ vụn, tay Trần Đức lập tức biến dạng, vặn vẹo. Màu máu đỏ tươi nhanh chóng xuất hiện, sau đó là cả cánh tay nát bấy, như thể xương thịt bị vặn nát, không thể chịu nổi một đòn. Cùng lúc đó, Huyết Đồ lại giơ một tay lên, đánh về phía kiếm long ngâm. Keng! Âm thanh kim loại va chạm đột nhiên rung lên, như tiếng vang vọng từ nơi xa xôi ấy, đinh tai nhức óc, khiến con người ta điếc tai, chỉ một âm thanh đó đã khiến rất nhiều võ giả không thể chịu nổi, thần hồn hỗn loạn, thất khiếu chảy máu. Ngay sau đó, có thể thấy rất rõ. Kiếm long ngâm đã gãy. Khoảnh khắc rơi vào tay Huyết Đồ, nó đã gãy trong nháy mắt. Kèm theo đó, chính là một thứ cũng nứt lìa, một bàn tay. Bàn tay đó, thuộc về Huyết Đồ. Hửm, Huyết Đồ nhíu mày, lửa giận dâng lên, cả gương mặt bắt đầu giật giật. Hắn ta bị thương. Trần Bát Hoang lại chặt đứt bàn tay của hắn ta. Sát khí của Huyết Đồ lành lạnh. Nhìn bàn tay máu tươi đầm dĩa kia, tức giận không thể kiềm chế được. Trần Bát Hoang lại đánh hắn ta bị thương. Mất mặt. Sỉ nhục. Với Huyết Đồ mà nói, đỏ là một điều vô cùng. Vô cùng sỉ nhục, nhục nhất tuyệt đối. Cảm giác nhục nhã đó còn nhiều hơn gấp chục ngàn lần một người trưởng thành đánh với đứa trẻ 3 tuổi, rồi thua. Hơn nữa, điều khiến hắn ta giật mình sợ hãi chính là một kiếm của Trần Đức, lại một lần nữa vượt xa sức tưởng tượng của hắn ta. Keng keng keng. Dưới cơn thịnh nộ, tay của Huyết Đồ nắm lấy kiếm long ngâm đã gãy, bóp mạnh khiến nó lập tức hóa thành bột mịn. Kiếm long ngâm bách chiến bách thắng, đánh cũng không gãy. Đối mặt Huyết Đồ, chẳng khác gì một miếng đậu hủ, lập tức tan biến, thứ duy nhất còn lại chính là chuôi kiếm trong tay Trần Đức. Nhóc Trần, chạy thôi, tôi đánh giá thấp tên này rồi. Cũng vào lúc này, bên trong thức hải, Linh Lung sốt ruột mở miệng. Thực lực của hắn ta không chỉ là cấu nguyên 30 giai, ít nhất cũng phải là cấu nguyên 50 giai, hơn nữa trong người hắn ta có hơi thở của ma, cộng lại có thể sánh ngang với cảnh giới thánh tố cổ nguyên 80 giai, anh chắc chắn không phải là đối thủ của hắn ta đâu, mau chạy đi. Giọng Linh Lung hết sức vội vã, không còn lạnh nhạt như trước nữa, cả tông giọng cũng đã thay đổi, có thể nói là gào thét lên. Trên thực tế, Trần Đức cũng vô cùng kinh hãi, sắc mặt anh trắng bệch. Chênh lệch của anh với Huyết Đồ thật sự quá lớn, rất khó để tưởng tượng nổi. Tuy rằng, anh biết mình có một phần 100 triệu xác suất thắng được ván này. Chỉ cần Huyết Đồ khinh thường anh, thoáng lơi lỏng với anh một chút,
thì anh vẫn còn cơ hội cho hắn ta một đòn chí mạng. Nhưng, sự thật tàn nhẫn. Cuối cùng hắn ta cũng hiểu được tại sao Huyết Đồ lại nói kẻ hắn ta muốn giết, chẳng có một cơ hội sống nào. Người này quá cẩn thận. Có thể nói là vô cùng, vô cùng cẩn thận. Toàn bộ quá trình, trông hắn ta vẫn cứ hờ hững và lạnh nhạt, nhưng thật ra lúc nào cũng trong trạng thái đề phòng và cảnh giác, hoàn toàn không có chút lơi lỏng hay khinh thường nào. Với Huyết Đồ ở trạng thái này, Trần Đức không có chút cơ hội nào cả. Huống chi, bấy giờ anh đã bị thương rồi. Tay tung ra bát hoàng ấn đã nát. Tay cầm kiếm long ngâm cũng không khá hơn là bao, cả người đẫm máu. Cũng may, khi Trần Đức ra tay tạo thanh tạo thế, Cơ Tuyết đã dẫn theo Bạch Tĩnh Vân tháo chạy, ẩn nấp giữa không trung. Điều này khiến anh không có bất kỳ lo lắng gì nữa, có thể hẻn tạm bỏ trốn. Trần Đức chưa bao giờ là một kẻ cố chấp, từ trước đến nay, không bao giờ thất bại là khi nó được hình thành trên 1/100 triệu cơ hội, anh sẽ không buông bỏ cơ hội đó mà thử một lần, nhưng... Bây giờ, anh đã thử rồi, kết quả cũng bày ra trước mắt, cứ tiếp tục thế này thì không phải là ý chí nữa mà là ngu ngốc. Trước mắt anh bây giờ, chỉ có một con đường. Chạy! Trần Đức cố nén đau đớn của những vết thương, không hề do dự xoay người chạy xa. Anh phải sống. Theo lời Linh Lung nói, phải sống thì mới có thể báo thù. Chỉ cần cho anh thời gian, một Huyết Đồ có là gì. Anh tin chắc mình có thể một đòn đánh bại. Cả Huyết Đồ cũng nói như thế mà, đúng chứ? Ké kiêu căng, tự tin như Huyết Đồ sẽ không bao giờ nói dối, vả lại, Trần Đức cũng có sự tự tin này. Một đường đờ eo tới, có kẻ thù mạnh mẽ nào không bị anh vượt qua? Nguyên khí trong cơ thể quay cuồng, Trần Đức dùng hết phần sức mạnh cuối cùng, dồn hết vào tốc đỏ. Đén cuồng chay thắt xa, không quan tám đến. Sau lưng thế nào, mục tiêu của anh chỉ có một, đó là chạy thoát khỏi nơi này. Định chạy hả? Huyết Đồ nhìn theo bóng lưng Trần Đức, hắn ta vẫn đứng đó không nhúc nhích, hoàn toàn không có ý định đuổi theo, sâu trong ánh mắt đó là lửa giận thổi quét, chìm trong cơn phẫn nộ trước đó vẫn chưa tan. Nhìn thấy bóng dáng Trần Đức ngày một xa, Huyết Đồ cười lạnh, Trần Bát Hoang, cậu chạy mất rồi, người đàn bà của cậu sẽ trốn đi đâu? Vừa nói dứt lời, đột nhiên, tay Huyết Đồ chợt giơ lên, đưa về phía trước. Khoảnh khắc đó, cách hắn ta đâu đó hơn 500 mét. Khoảng hư không kia nhanh chóng trở nên méo mó, vỡ vụn, ngay sau đó là hai bóng hình xinh đẹp ngã nhào ra ngoài, máu tươi đầm đìa, trông như con diều đứt dây rơi xuống đất. Không phải ai xa lạ. Đó chính là Cơ Tuyết và Bạch Tĩnh Vân. Lẽ ra bọn họ đã có thể thoát được và ẩn nấp trong hư không, nhưng lại bị một thứ sức mạnh khủng bố giam cầm. Đúng là hư không thuật của nhà họ Cơ rất mạnh, nếu chỉ có một mình cô, chắc tôi đã không thể phát hiện ra, cũng không thể giam cầm được, tiếc quá, cô lại mang theo một tảng đá níu chân. Huyết Đồ đảo qua Cơ Tuyết và Bạch Tĩnh Vân, thản nhiên nói. Cùng lúc đó, xa xa, Trần Đức đang đèn cuồng bỏ chạy đã dừng lại. Tâm trạng nhanh chóng chìm xuống đáy hồ, lạnh lẽo đến cùng cực. Anh dừng lại, không chỉ vì Cơ Tuyết và Bạch Tĩnh Vân bị tóm, mà còn vì anh không thể đi được, không gian này, chẳng biết từ khi nào đã răng ra cả thiên la địa võng quy luật đại đạo, dù là anh cũng không thể vượt qua được. Đáng chết, tẽ này đã chặn hết mọi đường lui của mình rồi. Tâm trạng Trần Đức chìm xuống đáy. Buộc lòng phải thừa nhận. Huyết Đồ là một kẻ cẩn thận đến cùng cực. Rõ ràng ở cảnh giới của hắn ta, tất cả thực lực đều mạnh hơn Trần Đức rất nhiều, nhưng hắn ta vì đề phòng lỡ như, vẫn âm thầm răng ra thiên la địa võng, chặn hết mọi biến cố. Thiên la địa võng trực tiếp ngăn cách Trần Đức và Huyết Đồ với thế giới bên ngoài. Trừ khi Huyết Đồ ra tay, nếu không thì chẳng có một kẻ nào được bước vào hay đi ra. Đúng đó. Giọng Linh Lung trầm thấp, những chiêu thức mạnh nhất của anh. Hắn ta chỉ dùng chưa đến 30% sức mạnh đã dễ dàng xóa tan. Trần Đức cắn răng, thần lực bất tử điếu đã hồi phục lại hai tay anh, nhưng anh lại không hề cảm thấy thoải mái, đôi mắt sâu như biến rộng tràn đầy lạnh lẽo, lạnh thấu xương, một thứ điên cuồng đầy tiêu cực đang lan ra khắp người, ánh mắt sống chết nhìn chằm trước mặt. Đúng lúc này, Huyết Đồ giơ tay, ném Cơ Tuyết ra xa, bay thẳng ra khỏi thiên võng. Tuy hắn ta mạnh, nhưng cũng không muốn đụng tới nhà họ Cơ. Sắc mặt Cơ Tuyết trắng bệch, cô ta muốn giúp đỡ nhưng lại không giúp được gì, thiên la địa võng, dù là cô ta cũng không thể đột phá vào trong. Ha ha, chủ nhân vô địch.
Trình Lực nhìn chằm chằm cảnh tượng đó với vẻ đầy hào hứng và kích động, Huyết Đồ Vân là một kẻ mạnh mẽ và bá đạo như thế. Nơi đó, mấy chục ngàn võ giả cùng với bóng người bước ra từ huyệt mộ thần ma táng cũng chấn động. Những chiêu thức Trần Bát Hoang dùng lúc nãy, mỗi một chiêu đều võ cùng mạnh mẽ, nếu là bọn họ, ắt hẳn không thể bình yên võ sự đỡ được. Huyết Đồ lại nhẹ nhàng bâng quơ, hết sức hời hợt tung trường, thoải mái giải quyết. Chỉ là, một bàn tay bị chém rơi xuống vẫn là điều khiến hắn ta bất ngờ. Thực lực đó quá khủng khiếp. Hắn ta so với Trần Đức có thể nói là một vị thần cùng một người bình thường đến cùng cực, chênh lệch đó là quá lớn, quá rõ ràng. Không chạy nữa hả? Huyết Đồ chợt di chuyển, hóa thành một vầng sáng, chẳng mấy chốc đã xuất hiện cách Trần Bát Hoang có 10 mét. Hờ hững, lạnh nhạt nhìn anh cùng với vẻ suy tư và kiêu ngạo, có nhớ bản tôn đã nói gì với cậu không? Kẻ thù của tôi không có lần sau, bây giờ cậu đã tin chưa? Trần Đức không nói gì, một lần nữa lấy bầu rượu ra. Rượu sóng sánh rót vào miệng anh, thứ rượu cay như lưỡi dao chảy xuống cổ họng, khiến đôi môi khô cạn và lục phủ ngũ tạng trở nên thoải mái, dễ chịu hơn rất nhiều. Trần Bát Hoang, cậu thật sự đã khiến tôi bất ngờ hết lần này đến lần khác, khiến bản tôn sẵn sàng cho cậu một cơ hội. Đột nhiên, khóe miệng Huyết Đồ nhếch lên, mạnh mẽ nói, cậu, có thể chọn trở thành tôi tớ của bản tôn, chỉ cần cậu đồng ý ký kết khế ước, thì tôi có thể trực tiếp giết chết Trình Lực. Hồi Thiên cũng sẽ được truyền lại cho cậu, còn cậu chỉ cần giảng ra hết tất cả mọi bí mật cậu đang nắm giữ thôi. Cái gì? Cách đó không xa, Trình Lực giật mình hoảng hốt, cơ thế vừa hồi phục của hắn ta chớ nén trắng bệch, không thể ngờ được rằng Huyết Cư lại đột nhẻn cho Trần Bát Hoang một cơ hội. Mà cơ hội đó, còn có thể giết chết hắn ta. Trình Lực sợ rồi, cả người hắn ta run lên. Lúc không đánh lại Trần Đức hắn ta cũng chẳng sợ đến mức này. Không đánh lại Trần Đức thì hắn ta vẫn còn chút cơ hội, nhưng nếu Huyết Đồ giết chết hắn ta, thì sẽ không còn khả năng sống sót nào nữa. Trên người hắn ta có ấn ký của Huyết Đồ. Dù Trình Lực chạy đến chân trời góc biến, Huyết Đồ cũng có thể tìm đến và giết chết hắn ta. Trình Lực nhìn chằm chằm Trần Đức, tim như mảnh vải bị kéo thật căng, điên cuồng cầu xin anh. Đừng đồng ý. Nhưng, hắn ta biết xác suất đó là rất thấp. Trần Bát Hoang đã không còn chút đường sống, nếu không chịu đồng ý, anh có thể sống được ư? Nếu là một kẻ có não, sáng suốt, thì chắc chắn sẽ biết nên chọn thế nào. Huyết Đồ lại muốn nhận tên này làm người hầu, trời ạ, sao tẽ này lại may mắn như thế chứ? Bên ngoài Thiên Võng, có võ giả rung động, có một chủ nhân như Huyết Đồ đồng nghĩa với việc đi ngang ở Vân Tiêu Giới. Đúng đó, tên này may mắn quá rồi. Tên đó có tài đức gì mà lại khiến Huyết Đồ xem trọng như vậy? Rất nhiều người ghen tị và hâm mộ anh, cả tộc trưởng của bốn gia tộc lớn như Đệ Ngũ Vệ Đông, Long Hải Thăng, Tạ Bình và Tố Trường Không cũng kinh nắc, hết sức lo lắng, nếu như Trần Bát Hoang thật sự trở thành người hầu của Huyết Đồ, thì đám bọn họ chắc chắn sẽ bị trả thù. Trong một khoảng thời gian thảo luận ngắn ngủi, mọi thứ lại chìm vào sự yên tĩnh, tất cả đều chờ Trần Đức trả lời. Trong đó có cả Huyết Đồ. Hắn ta không thúc giục. Cũng chẳng cần phải hối thúc làm gì, Trần Bát Hoang lúc này đã là thập tử vô sinh, anh có sự chọn lựa ư. Làm người hầu kẻ hạ chính là con đường duy nhất anh có thể chọn. Ha ha! Khi mọi người nghĩ rằng Trần Đức sẽ đồng ý, thì anh lại đột ngột nở nụ cười. Nụ cười lạnh đến rợn người. Trong ánh mắt anh là sự lạnh lẽo thấu xương, có sự kiên quyết, cũng có cả sát khí. Bỗng nhiên, anh ngước mắt lẻn, nhìn chằm chằm Huyết Đồ. Đột nhiên, khóe miệng Huyết Đồ nhếch lên, mạnh mẽ nói, cậu, có thể chọn trở thành tôi tớ của bản tôn, chỉ cần cậu đồng ý ký kết khế ước, thì tôi có thể trực tiếp giết chết Trình Lực, Hồi Thiên cũng sẽ được truyền lại cho cậu, còn cậu chỉ cần dâng ra hết tất cả mọi bí mật cậu đang nắm giữ thôi. Cái gì? Cách đó không xa, Trình Lực giật mình hoảng hốt, cơ thể vừa hồi phục của hắn ta trở nên trắng bệch. Không thể ngờ được rằng Huyết Cư lại đột nhiên cho Trần Bát Hoang một cơ hội. Mà cơ hội đó, còn có thể giết chết hắn ta. Trình Lực sợ rồi, cả người hắn ta run lên. Lúc không đánh lại Trần Đức hắn ta cũng chẳng sợ đến mức này, không đánh lại Trần Đức thì hắn ta vẫn còn chút cơ hội, nhưng nếu Huyết Đồ giết chết hắn ta, thì sẽ không còn khả năng sống sót nào nữa. Trên người hắn ta có ấn ký của Huyết Đồ. Dù Trình Lực chạy đến chân trời góc biển, Huyết Đồ cũng có thể tìm đến và giết chết hắn ta. Trình Lực nhìn chằm chằm Trần Đức, tim như
mảnh vải bị kéo thật căng, điên cuồng cầu xin anh đừng đồng ý. Nhưng, hắn ta biết xác suất đó là rất thấp. Trần Bát Hoang đã không còn chút đường sống, nếu không chịu đồng ý, anh có thể sống được ư? Nếu là một kẻ có não, sáng suốt, thì chắc chắn sẽ biết nên chọn thế nào. Huyết Đồ lại muốn nhận tên này làm người hầu, trời ạ, sao tên này lại may mắn như thế chứ? Bên ngoài Thiên Võng, có võ giả rung động, có một chủ nhân như Huyết Đồ đồng nghĩa với việc đi ngang ở Vân Tiêu giới. Đúng đó, tên này may mắn quá rồi. Tên đó có tài đức gì mà lại khiến Huyết Đồ xem trọng như vậy? Rất nhiều người ghen tị và hâm mộ anh, cả tộc trưởng của bốn gia tộc lớn như Đệ Ngũ Vệ Đông, Long Hải Thăng, Tạ Bình và Tổ Trường Không cũng kinh ngạc, hết sức lo lắng, nếu như Trần Bát Hoang thật sự trở thành người hầu của Huyết Đồ, thì đám bọn họ chắc chắn sẽ bị trả thù. Trong một khoảng thời gian thảo luận ngắn ngủi, mọi thứ lại chìm vào sự yên tĩnh, tất cả đều chờ Trần Đức trả lời. Trong đó có cả Huyết Đồ. Hắn ta không thúc giục. Cũng chẳng cần phải hối thúc làm gì, Trần Bát Hoang lúc này đã là thập tử vô sinh, anh có sự chọn lựa ư. Làm người hầu kẻ hạ chính là con đường duy nhất anh có thể chọn. Ha ha! Khi mọi người nghĩ rằng Trần Đức sẽ đồng ý, thì anh lại đột ngột nở nụ cười. Nụ cười lạnh đến rợn người. Trong ánh mắt anh là sự lạnh lẽo thấu xương, có sự kiên quyết, cũng có cả sát khí. Bỗng nhiên, anh ngước mắt lẻn, nhìn chằm chằm Huyết Đồ với vẻ mỉa mai, anh là cái thá gì? Làm cái mẹ anh chứ làm, bắt tôi làm người hầu, thứ chó như anh cũng xứng hả? Giọng Trần Đức có thể nói là xé rách cả không gian. Vang đến nơi xa thật xa. Ở đó, bất kỳ một người nào cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Ngông cuồng. Kiêu ngạo đến mức ngông cuồng. Đã là lúc nào rồi, mà Trần Bát Hoang còn dám nói ra những lời như thế. Rất nhiều võ giả khâm phục sự can đảm của anh, ít nhất có 99% người ở đây tuyệt đối không dám nói như thế. Ha 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 ha, ha ha ha, gạch chéo. Trình Lực trước đó còn kích động và sợ hãi, bấy giờ lại không nhịn được cười to, một phần là thấy may mắn sau tai nạn, mặt khác là cười cợt và mỉa mai Trần Đức. Ngu xuẩn. Đúng là ngu xuẩn đến cùng cực. Thời điểm này mà còn dám nói những lời như thế ư. Hắn ta hiểu rất rõ Huyết Đồ, từ trước đến nay Huyết Đồ vẫn luôn xem trọng thế diện của bản thân. Trần Bát Hoang dám mắng hắn ta như thế trước mặt nhiều người, chắc chắn Huyết Đồ sẽ không bỏ qua. Sắp tới sẽ có kịch hay để xem rồi. Ha! 99! Quả nhiên, Trần Đức vừa nói dứt lời, 3 giây sau Huyết Đồ đã nở nụ cười lành lạnh, âm u đến lạ. Có thể thấy rất rõ trên mặt hắn ta đã ngưng kết một màn xương đầy sát ý dày đặc. Khí thế vô cùng khủng bố khiến con người ta sợ hãi nhanh chóng bùng nổ từ người hắn ta. Bộp, bộp, bộp. Cùng lúc đó, tất cả võ giả dưới thần vương, không có một ngoại lệ nào, tất cả đều quỳ xuống. Khí thế đó khiến lớp phòng ngự của bọn họ không thể chống chịu được, hư hỏng hoàn toàn, nứt vỡ, hai đầu gối quỳ xuống đất, miệng phun máu tươi. Trần Bát Hoang, mày tưởng là bản thản không đồng ý thì bản tôn không thể có được bí mật từ người mày hả? Huyết Đồ giơ một tay lên, 5 ngón tay quặp lại thành vuốt. Vụt, cuồng phong nổi lên trong nháy mắt, loạn lưu kéo tới, như bị một lực hấp thu cực mạnh, Bạch Tĩnh Vân xa xa không thể điều khiển được cơ thể, bị hắn ta trói chặt trước người. Thậm chí, Cơ Tuyết hắn ta vẫn còn kiêng dè trước đó cũng bị tóm lại. Thời khắc này, cần gì phải kiêng với chả dè làm. Gì nữa, hắn ta chỉ muốn có được tất cả bí mật trong người Trần Bát Hoang. Trần Bát Hoang quá mạnh mẽ. Chắc chắn trong người tên này có bí mật động trời nào đó, nếu không, căn bản không thể dùng thực lực của thánh nhân nhất giai để có được sức mạnh khủng bố của thánh vương. Huyết Đồ thèm khát đỏ cả mắt. Nếu như hắn ta có được bí mật này, cảnh giới và thực lực của hắn ta chắc chắn sẽ tăng mạnh, khi đó, cần gì phải dè chừng nhà họ Cơ nữa. Quỳ xuống. Huyết Đồ hét một tiếng thật to. Nhất thời. Cơ Tuyết và Bạch Tĩnh Vân đều quỳ gối trước mặt hắn ta, chẳng có một cơ hội phản kháng nào, cứ như con gà bị dọa sợ, cả người cứng đờ, không cách nào cử động. Việc cứu giúp đã trở thành một ý tưởng quá xa. Vời! Trần Bát Hoang! Huyết Đồ lạnh lùng, hung ác và nham hiếm nói, dùng mạng của hai con đàn bà này để đổi lấy mạng mày, cùng với bí mật mày đang có, không biết đã đủ chưa? Vừa nói, Huyết Đồ đã sử dụng ý nghĩ, nhất thời.
hai cánh tay của Bạch Tĩnh Vân đã bị xé nát, máu tươi nhuộm đỏ cả không gian, xương trắng lành lạnh, hai cánh tay rơi xuống đất lập tức biến thành dây mây, đó là bản thể của cô ta. Xoẹt! Lại là một đấm rơi xuống người Cơ Tuyết, trong chốc lát, trước ngực Cơ Tuyết đã có thêm một lỗ máu. Huyết đồ! Giọng nói trầm thấp của Trần Đức vang lên, hai mắt đỏ như máu, ngọn lửa giận bùng lên trong lồng ngực anh, nguyên khí màu vàng bốc lên, ly hỏa cũng được khởi động. Sao, ha ha, muốn ra tay hả? Huyết đồ khinh thường hừ nói, có gan thì mày cứ thử xem, tao có thế bảo đảm, chỉ cần mày ra tay. Thì người chết không phải tao mà là một trong hai đứa này đấy. Trần Đức đang muốn ra tay, liều mạng đến cùng thì chợt cứng đờ. Anh không dám cược. Trước đó anh đã dùng hết sức cũng không thể giết được huyết đồ, bây giờ sao có thể làm được cơ chứ? Trần Bát Hoang, tao hiểu rất rõ kẻ như mày. Huyết đồ suy tư nói, tra tấn mày, giết mày cũng không thể đào được gì từ trên người mày. Nhưng tra tấn con đàn bà của mày, nhất là kẻ mày quan tâm thì hoàn toàn khác nhé, trước mắt tao thấy nó rất hiệu quả, đúng chứ? Bốp! Trong lúc nói chuyện, một bạt tai của huyết đồ đã rơi lên mặt Cơ Tuyết. Gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của Cơ Tuyết lập tức trở nên đỏ hồng, sưng phồng lên. Đau đớn thấu tim khiến cô ra muốn khóc. Nhưng, lại không thể khóc được. Trói buộc của huyết đồ quá kinh khủng, đế tránh lỡ như, tránh bất kỳ biến cố nào xuất hiện, Cơ Tuyết và Bạch Tĩnh Vân chẳng những không thể cử động, thậm chí còn không thể khống chế được việc rơi nước mắt. Có thể thấy rất rõ. Một cái tát của huyết đồ đánh xuống, mí mật Trần Đức liên tục nảy lên. Sắc mặt lại trở nên khó coi hơn vài phần. Hơi thở trên người, nguyên khí bên trong điên cuồng dâng lên, như bão táp, cũng giống gió mạnh, ly hỏa bập bùng, gào thét, hệt như một con thú hoang đang nổi giận. Là một võ giả thì không nên có quá nhiều vướng bận, trước kia, để không có thứ gì níu chân mình, tao đã tự tay giết chết cha mẹ, em trai, chị gái, cả đời không cưới vợ, không sinh con, không quan tâm đến bất kỳ một người nào. Hai mắt huyết đồ cũng đỏ lên, lạnh lùng đến lạ, huyết đồ tao đã phải trả giá quá nhiều chỉ đế tu võ, mới dần trở nên mạnh hơn, có được cơ duyên thuộc về mình. Mà mày, Trần Bát Hoang, không xứng có được cơ duyên, không xứng có được những bí mật. Đó. Bốp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 33.